Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 108. Tiêu Phàm tự nhiên không biết tất cả những thứ này, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Hỏa Linh Tử đã đem Lâm Gia diệt vong cùng Hỏa Vân Tử chết trách tội đến hắn trên thân. Bất quá, Tiêu Phàm coi như biết rõ, cũng khẳng định sẽ không để ở trong lòng. Chờ hắn thực lực đầy đủ cường đại, hắn còn muốn đi Hỏa Linh Tông một chuyến đâu. Nếu như Hỏa Vân Tử trí nhớ không lầm, Hỏa Linh Tông khả năng tồn tại trong truyền thuyết chí tôn phần thiên viêm, Tiêu Phàm là vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Chỉ là, ở đột phá thần vương cảnh trước đó, đoán chừng muốn lấy được chí tôn phần thiên viêm, vậy cũng không phải bình thường khó khăn. Dù sao, chí tôn phần thiên viêm thế nhưng là thần hỏa bảng đệ nhất, cho dù thần vương cảnh đều chưa hẳn có thể thu phục luyện hóa, huống chi Tiêu Phàm cái này thiên thần cảnh. Lúc này, Tiêu Phàm bọn họ thần chu tại mây mù bên trong nhanh chóng xuyên toa, Tiêu Phàm thông qua sớm đã chuẩn bị kỹ càng truyền tống khay ngọc, cùng Phong Lang mấy người tập hợp. Mặc dù đi Lâm gia đi một chuyến, nhưng Tiêu Phàm cũng không có chậm trễ hành trình, dù sao, đối phó Lâm gia Sở Vân Bắc báo thù mặc dù trọng yếu, nhưng ở Tiêu Phàm trong lòng, nhưng không có Hổ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca tính mạng trọng yếu. Lóa mắt chính là mấy ngày sau, cự ly nửa tháng kỳ hạn, cũng đã chỉ có một ngày xa. Một ngày này, một tòa bàng bạc đại khí cổ thành xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn họ tầm mắt, thành trì không biết bao nhiêu vạn dặm, đủ để dung nạp hàng trăm triệu nhân khẩu. Hắc sắc tường thành, lưu lại tang thương tuế nguyệt dấu vết, vết đao vết kiếm răng đầy, không biết đã trải qua không ít chiến tranh, lộ ra một cỗ tuế nguyệt khí tức. Đây chính là U Vân Thiên Thành, dù là lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng bị trước mắt to lớn thành trì chấn động. Cho dù cách xa nhau vô số cự ly, cũng có thể cảm nhận được một cỗ khó có thể hình dung khí thế đập vào mặt, cho dù cổ thần, ở chỗ này cũng phải có lòng kính sợ. Có thể trở thành nhị lưu thế lực, U Vân Phủ tự nhiên là trải qua vô số mưa gió tẩy lễ, tòa này U Vân Thiên Thành cũng đồng dạng như thế. U Vân Thiên Thành mặc dù tính được rộng lớn, đại khí, nhưng là cùng thiên vũ vực thế lực khác so sánh, vẫn có nhất định chênh lệch, lại càng không cần phải nói đệ nhất thế lực Thiên Võ Thần Sơn. Một bên Quân Nhược Hoan mở miệng yếu ớt nói. Nói ra lời này thời khắc, Quân Nhược Hoan đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lăng lệ ánh sáng, một sát na kia, hắn giống như một chuôi tức giận trùng tiêu Henley kiếm. Một màn này, Tiêu Phàm vừa lúc bắt được, trong lòng không khỏi hơi hơi ngưng tụ, nhìn đến, Quân Nhược Hoan cửu nhân khả năng ngay tại Thiên Võ Thần Sơn A. Tiêu Phàm biết rõ Quân Nhược Hoan lai lịch không đơn giản, nhưng là, hiện tại nhìn đến, Quân Nhược Hoan bối cảnh liền hắn đều phải ngưỡng vọng. Hiện tại đệ nhất thành, chỉ là tương đương với phổ thông tam lưu thế lực mà thôi, cùng U Vân Phủ đều có ngày đêm khác biệt cự ly, cũng không cần nói Thiên Võ Thần Sơn. Về sau có cơ hội, nhất định muốn đi Thiên Võ Thần Sơn nhìn xem, còn có Thái Cổ Cửu Vạn Vực. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Dứt lời, bọn họ cũng đã bất chi bất giác nhích tới gần U Vân Thiên Thành, Tiêu Phàm đưa tay vung lên. Trực tiếp đem thần chu thu vào tiểu thiên địa bên trong, mấy người lách mình xuất hiện ở cửa thành vị trí. Tiến vào U Vân Thiên Thành, mỗi người nhất định phải lên giao 10 mai hạ phẩm thần thạch, Tiêu Phàm một chuyến 6 người, giao 60 khối hạ phẩm thần thạch liền đi vào. Thật là nồng nặc thần linh chi khí, thành này bên trong thần linh chi khí so bên ngoài đoán chừng muốn nồng nặc gấp mấy lần có thừa. Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nói. Tiêu Phàm xem thường nhìn Chọc Thiên Hồng liếc mắt. Người nhà hàng vạn năm trước dù sao cũng là thái cổ thần giới người tốt a, muốn hay không liền cái này điểm kiến thức đều không có. Tiêu Phàm khẽ ngẩng đầu, hướng về chân trời nhìn lại, lại là nhìn thấy U Vân Thiên Thành trên không chỗ sâu, hiện lên từng đạo dị dạng thần văn. Như thế to lớn tụ linh đại trận, đoán chừng cũng phải cao giai trận pháp sư mới có thể bố trí ra đi. Tiêu Phàm trong lòng nói thầm. Hắn rất nhanh thu liễm tâm thần. Nhìn về phía một bên Phong Lang nói, Tiểu Lang, Lãnh Thiếu Nhận cùng Ảnh Phong bọn họ nhưng có tin tức. Không, Phong Lang lắc lắc đầu nói, bất quá lời còn chưa dứt, Phong Lang sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt lên, công tử, Lãnh Thiếu Nhận cùng Ảnh Phong bọn họ ám sát thất bại. Cự ly nửa tháng kỳ hạn, không phải còn có một ngày thời gian sao? Bọn họ người thế nào? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, hắn cũng không muốn Lãnh Thiếu Nhận cùng Ảnh Phong lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Phong Lang trong mắt lóe qua một đạo vẻ hung lệ, sau đó chậm rãi biến bình tĩnh vô cùng, hai người an toàn lui cách, bất quá, tại lui cách quá trình bên trong,
chết rồi hai cái huynh đệ. Công tử, lấy Ảnh Phong cùng Lãnh Thiếu Nhận bọn họ thực lực, ám sát bán bộ cổ thần cảnh phó tam đao, hẳn là dư xài a, làm sao? Chọc Thiên Hồng lo lắng nói. Chẳng lẽ là lâu ngoại lâu những người khác tham dự? Thần Thiên Nghiêu kinh ngạc một tiếng. Không phải chỉ lâu ngoại lâu, còn có một chút muốn ta người chết hình bóng. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hai mắt híp thành một đường tia, tinh quang lấp lóe, nhe răng tà tà cười nói, Phong Lang, như thế nào tìm tới phó tam đao? Là trực tiếp đi lâu ngoại lâu vẫn là. Vừa dứt lời, đám người ánh mắt đột nhiên rơi vào phía trước cách đó không xa, chỉ thấy một người mặc phổ thông tiểu nam hài nắm chặt nắm đấm đi tới. Xin hỏi cái nào một vị là Tiêu Phàm Tiêu công tử? Chưa kịp Tiêu Phàm bọn họ mở miệng, cái kia tiểu nam hài liền nhìn xem mấy người nói. Ta là, Tiêu Phàm thần sắc khôi phục bình tĩnh, trên người sát khí trong nháy mắt thu liễm. Có người để cho ta đem ngọc phù cho ngươi, ầy. Tiểu nam hài mở ra nắm chặt nắm tay nhỏ, tại hắn lòng bàn tay, yên tĩnh nằm một khối ngọc phù. Tiêu Phàm nhíu mày, tiếp nhận ngọc phù, linh hồn lực lượng quét qua, tức khắc số lớn tin tức in vào trong đầu hắn. A, đầu tiên là để cho ta nửa tháng chạy đi, tiêu hao thần lực, sau đó để cho ta liền nghỉ ngơi cơ hội đều không có. Tính toán cũng không sai, Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ khinh thường nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía Phong Lang bọn họ nói, các ngươi tùy tiện tìm gặp khách sạn chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Công tử, chúng ta, Quân Nhược Hoan, Phong Lang cùng Chọc Thiên Hồng bọn họ nơi nào sẽ nhường Tiêu Phàm một người đi mạo hiểm. Tin tưởng ta. Phó tam đao đều không làm gì được ta, lại tăng thêm mấy cái rác rưởi, lại có sợ gì? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, cắt đứt bọn họ lời nói, huống hồ, phó tam đao chỉ muốn ta một người, tổng không thể để cho hắn đã cho ta sợ rồi sao? Mặc dù Tiêu Phàm nói như thế tiêu sái, nhưng tất cả mọi người biết rõ, Tiêu Phàm là lo lắng phó tam đao giận dữ phía dưới giết Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca mà thôi. Không đợi mấy người phản ứng. Tiêu Phàm liền biến mất ở nguyên chỗ, lấy tốc độ của hắn muốn né ra mấy người bắt, cái kia chỉ là sự tình đơn giản mà thôi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Phàm rời đi, Thần Thiên Nghiêu trong lúc nhất thời tựa như mất đi phương hướng một dạng. Nghe công tử, trước tìm gian khách sạn chờ lấy, nếu như bọn họ động thủ lời nói, khẳng định sẽ có rất lớn động tĩnh, đến lúc đó chúng ta tiếp qua đi hỗ trợ cũng không thành vấn đề. Quân Nhược Hoan suy nghĩ một chút nói. Đám người nhất trí đồng ý. Sau một lát, Tiêu Phàm liên tục thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ, đã xuất hiện ở cự ly U Vân Thiên Thành hơn vạn dặm bên ngoài sơn mạch bên trong. Hắn đứng chắp tay, nhàn nhạt liếc nhìn lấy bốn phía, phía trước vị trí, là một tòa xương trắng lượn lờ sơn cốc, chỉ là trong cốc một mảnh tĩnh mịch, liền điểu thú thanh âm đều không có. Nhưng Tiêu Phàm kinh dị là, hắn rõ ràng cảm nhận được mảnh sơn cốc này rất nguy hiểm. Nhưng lại không phát hiện bất cứ dị thường nào, dù là cái kia xương trắng, cũng cực kỳ phổ thông. Phó tam đao, mang theo ngươi người ra đi, ta đều đến, còn có cái gì tốt trốn. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, liền tựa như đang cùng lão bằng hữu nói chuyện một dạng. Tiếng nói vang vọng thật lâu tại sơn cốc bên trong, lại là không ai trả lời hắn lời nói, thẳng đến sau một lát, một đạo ngông cuồng mà bá đạo tiếng cười to vang vọng hư không. Ha ha, Tiêu Phàm, người vậy mà thực có can đảm đơn đao đi gặp. Ta mặc dù bội phục ngươi dũng khí, nhưng hôm nay, tất nhiên là ngươi tử kỳ. Vậy cũng chưa hẳn, người nào chết còn không nhất định đâu. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nhìn xem bốn phía, hắn linh hồn chi lực khuếch tán mà ra, nhưng mà quỷ dị là, vậy mà không có phát hiện đối phương bóng dáng. Chỉ là cái kia thanh âm, Tiêu Phàm là lại cực kỳ quen thuộc, chính là phó tam đao thanh âm. Trận pháp, Tiêu Phàm trong lòng ngâm khẽ một tiếng, lập tức lại hủy bỏ ý nghĩ này. Nếu quả thật có trận pháp lời nói, hắn hẳn là cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít bắt được thần văn phát ra năng lượng ba động, nhưng mà, trong sơn cốc này lại là không có bất luận cái gì thần văn phát ra năng lượng ba động. Bất quá, Tiêu Phàm trong lòng có thể khẳng định, phía trước sơn cốc, tuyệt đối không đơn giản. Không nghĩ người bảo bối đồ đệ chết, liền lăn tiến đến. Lúc này, phó tam đao lạnh lẽo thanh âm tại hư không quanh quẩn, không tiến vào lời nói, nửa chén trà nhỏ thời gian sau, ngươi liền muốn thay ngươi đổ đệ nhặt xác. Tiêu Phàm nhíu mày, cái gì gọi là nửa chén trà nhỏ thời gian? Chẳng lẽ trong này còn có kỳ hoặc gì hay sao?
Vẻn vẹn do dự trong nháy mắt, hắn vẫn là hướng về sơn cốc bên trong đi đến, dĩ nhiên đến nơi này, dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng đồng dạng muốn xông vào một lần. Đi vào sơn cốc sau đó, Tiêu Phàm linh hồn chi lực một mực chú ý đến bốn phía động tĩnh, nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Chẳng lẽ lần này bản thân thật nhìn sai rồi, sơn cốc này chỉ là phổ thông sơn cốc. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm nhíu mày lại, đầu bỗng nhiên chuyển hướng một bên, nơi đó như có một đạo hắc ảnh lướt qua, tốc độ cực nhanh vô cùng, vậy mà vượt quá Tiêu Phàm bắt. Không biết tại sao, một cỗ làm cho người tim đập nhanh cảm giác quanh quẩn trong lòng, Tiêu Phàm toàn thân hiện nổi da gà lên. Rõ ràng bốn phía 10 phần bình tĩnh, nhưng loại này cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, mở ra bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm rất ít thận trọng như thế. Phốc phốc, một tiếng vang giòn tại hư không truyền đến, Tiêu Phàm lỗ tai chấn động một cái, cực tốc hướng về một bên né tránh mà đi, một vòng mũi kiếm từ hắn bên tai bay vụt mà qua, vài tóc xanh trong gió bay lên. Tiêu Phàm tại hư không ổn định thân hình, tay phải cầm kiếm giận vung mà ra, xuất thủ tấn mãnh vô cùng, tất cả những thứ này, hoàn toàn nương tựa theo cảm giác, cùng bản năng kinh nghiệm chiến đấu. Một tiếng vang giòn truyền ra, tựa như cái gì nổ lên đồng dạng, Tiêu Phàm ghé mắt nhìn lại là nhìn thấy một đoàn hắc vụ tràn ngập tại hư không, trừ cái đó ra, cái gì đều không có. Chẳng lẽ là, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói, trận thần. Đây là đại trận ngưng tụ ra trận thần, chỉ có vương giai trận pháp mới có loại uy lực này. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm tâm lại là phù 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 nhảy dựng lên, vương giai trận pháp A, đây chính là liền cổ thần cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể bố trí đi ra. Trận pháp sư, cũng là có đẳng cấp phân chia, từ dưới mà lên theo thứ tự là, sơ giai, trung giai, cao giai, vương giai, từ thực lực mà nói, tương đương với phân biệt đối ứng chiến thần cảnh, thiên thần cảnh, cổ thần cảnh cùng thần vương cảnh các loại. Trận pháp đẳng cấp càng mạnh, phát huy uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn, làm trận pháp đi đến vương giai cấp độ, cũng đã có thể sinh ra trận thần tương đương với chân chính sinh linh, nắm giữ cường đại lực công kích, hơn nữa chỉ cần trận pháp không phá, trận thần liền bất tử. Mà nói chung, có thể bố trí ra vương giai trận pháp, cũng chỉ có thần vương cảnh cường giả, bởi vì chỉ có đạt tới cái này cấp độ, mới có thể chân chính phát huy ra vương giai trận pháp uy lực chân chính. Dù sao, vương giai trận pháp vận chuyển, cũng không phải cổ thần cảnh có thể chịu đựng được. Đương nhiên, cũng không phải nói chỉ có thần vương cảnh mới có thể trở thành vương giai trận pháp sư, có vài ngày phú nắm khác người cũng có thể bố trí ra dạng này trận pháp, chỉ là tiêu phí đại giới không phải bình thường lớn mà thôi. Phó Tam Đao bị Diệp Thi Vũ phong ấn một nửa lực lượng, hắn nhiều nhất cũng chính là bán bộ cổ thần cảnh, đồng dạng tới nói, hắn là không thể nào bố trí vương giai trận pháp. Cho dù hắn khôi phục cổ thần cảnh, cũng chưa hẳn có thể lâu dài trèo chống trận này, trừ phi, hắn dùng cái khác ỉ vào, tỉ như pháp bảo, lại tỉ như, mấy cái cổ thần cảnh cường giả cùng nhau bày trận. Trước mắt cái này vương giai trận pháp, 8-9 phần 10 liền là mấy cái cổ thần cảnh cường giả cùng nhau bày trận. Lãnh Tiếu Nhận cùng Ảnh Phong hai người ám sát Phó Tam Đao, nếu như Phó Tam Đao ở cái này trận pháp bên trong, hắn liền đã đứng ở tiên thiên bất bại, hai người có thể sống rời đi cũng đã không dễ dàng. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Khó trách hắn đều không phát hiện được trận pháp tồn tại, nguyên lai cái này trận pháp phẩm giai cũng đã vượt quá hắn có thể tưởng tượng, lấy hắn bây giờ lực lượng, muốn cưỡng ép phá trận, cơ hồ là không thể nào sự tình. Ha ha, Tiêu Phàm. Người kiến thức cũng không sai, đây đúng là vương giai trận pháp ngũ hành chu thiên trận, đáng tiếc, người biết rõ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Phó Tam Đao ngông cuồng thanh âm vang lên lần nữa, quanh quẩn tại hư không bốn phía, Tiêu Phàm căn bản không biết thanh âm kia từ cái nào địa phương truyền đến. Ngũ hành chu thiên trận sao? Kia chính là nói, trận thần ẩn chứa 5 loại thuộc tính. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng. Sau đó 10 phần bình tĩnh nói, ta người đến, người cũng nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả người A. Nhưng Phó Tam Đao hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Tiêu Phàm cũng không có nghĩ như vậy, cũng biết rõ Phó Tam Đao không thể nào làm được, nếu không lời nói, Phó Tam Đao cũng không có khả năng tính toán mình. Hắn hiện tại nói như vậy, chỉ là đang bắt Phó Tam Đao vị trí địa phương mà thôi.
Nếu là đổi lại một người khác, muốn ở nơi này vương giai trận pháp bên trong, bắt phó tam đao tồn tại, cơ hồ đều không phải khả năng, nhưng là Tiêu Phàm không giống. Tiêu Phàm thế nhưng là đối phó tam đao thi triển chủng ma chi thuật, nếu như bỏ ra một chút đại giới lời nói, muốn tìm tới phó tam đao, cũng không khó. Cho dù phó tam đao linh hồn cùng mệnh cách bị một đạo khác phong ấn bảo hộ lấy, Tiêu Phàm nghĩ giết hắn, kỳ thật cũng không phải là rất khó sự tình. Thậm chí, Tiêu Phàm nếu như có thể mượn nhờ chủng ma chi thuật, muốn phá vỡ cái này vương giai trận pháp, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Chỉ là đang này trước đó, Tiêu Phàm nhất định phải cứu ra Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca hai người, đây mới là hắn đến nơi này cuối cùng mục tiêu. Thả người, ha ha, Tiêu Phàm, người cảm thấy khả năng sao? Phó Tam Đao cuồng tiếu không thôi, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi thật sự cho rằng ngươi linh hồn có đạo kia phong ấn bảo hộ, ta liền không cần mạng ngươi. Tiêu Phàm cũng không tức giận, thần sắc không hề bận tâm. Lời này vừa nói ra, Phó Tam Đao tiếng cười két két mà dừng, hắn rõ ràng Tiêu Phàm đạo kia ấn ký kinh khủng, nếu như Tiêu Phàm trở mặt lời nói, hắn thật có khả năng cùng bản thân đồng quy vô tận. Ta thả ngươi đồ đệ bọn họ, ngươi xóa đi tại ta thể nội lưu lại ấn ký. Nếu không lời nói, mọi người cá chết lưới rách. Phó Tam Đao thanh âm vang lên lần nữa. Ở hắn nhìn đến, chỉ cần Tiêu Phàm xóa đi hắn thể nội ấn ký, đến lúc đó, hắn muốn giết chết Tiêu Phàm, vậy căn bản liền là dễ như trở bàn tay sự tình. Về phần hiện tại, mấu chốt nhất là thoát ly Tiêu Phàm khống chế. Có thể, người trước thả người. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhìn thấy Phó Tam Đao không có phản ứng, hắn lại nói, ta cũng đã ở đây bên trong, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta chạy hay sao? Hừ. Người nghĩ chạy, hôm nay người thế nhưng là tai kiếp khó thoát, Phó Tam Đao cực kỳ khinh thường. Vì giết chết Tiêu Phàm, hắn thế nhưng là bố trí rất nhiều, nếu như hôm nay đều để Tiêu Phàm chạy trốn, cái kia đơn giản liền là thiên đại cười nhạo. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm chung quanh hư không bỗng nhiên phát sinh một trận biến hóa, hai đạo thân ảnh đột nhiên quỷ dị xuất hiện, ngã rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa. Sư Tôn Điện Chủ. Hai cái thanh niên nam tử máu me khắp người, hiển nhiên đã trải qua không ít tra tấn, sắc mặt khó coi vô cùng, cúi đầu không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Các ngươi không có việc gì liền tốt, trước đưa các ngươi đi địa phương khác, nơi này giao cho vi sư là xong. Tiêu Phàm mỉm cười, kiểm tra hai người thể nội tình huống, còn tốt chỉ là chịu bị thương ngoài da mà thôi. Lập tức, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca hai người bỗng biến mất ở nguyên chỗ. Tiêu Phàm, đến lượt ngươi làm tròn lời hứa. Phó Tam Đao băng lãnh thanh âm tiếp tục vang lên, quanh quẩn ở trong trận pháp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cam kết gì? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm một cái nào đó phương hướng, tựa như xem thấu hư không, trực chỉ Phó Tam Đao một dạng. Ngươi dám gạt ta? Phó Tam Đao nghiến răng nghiến lợi nói. Cũng khó trách hắn như thế nào phẫn nộ. Hắn cùng với Tiêu Phàm vừa mới đạt thành hiệp nghị, chỉ cần thả Tiêu Phàm đồ đệ, Tiêu Phàm liền xóa đi trong đầu hắn linh hồn ấn ký. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm vậy mà nuốt lời, đây chính là tương đương với nhường hắn Phó Tam Đao mất đi một chỗ dựa lớn a. Bất quá, phẫn nộ về phẫn nộ, chỉ cần Tiêu Phàm còn bị nhốt ở trong ngũ hành chu thiên trận, hắn thì có hy vọng xóa đi linh hồn ấn ký. Một thoáng thời gian, chung quanh sơn cốc truyền đến từng đạo cuồng phong nộ khiếu thanh âm, giống như thần linh đang gầm thét, hư không đều mãnh liệt lay động. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung chậm rãi biến mất, đề phòng nhìn xem bốn phía, hắn biết rõ, Phó Tam Đao là thật phẫn nộ rồi, muốn kích hoạt trận pháp gạt bỏ bản thân. Cái này ngũ hành chu thiên trận, ở Tu La trong truyền thừa cũng có ghi chép, chính là ngưng tụ thiên địa ngũ hành chi lực đến chu sát địch nhân. Bàng bạc ngũ hành chi lực sẽ sinh ra 5 cái trận thần, Tiêu Phàm tạm thời còn không rõ ràng cái kia 5 cái trận thần thực lực như thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không thua cổ thần cảnh tiền kỳ. Dù sao, Phó Tam Đao cùng những cái kia chủ trì đại trận người, đối với cái này trận tự tin như vậy, nghĩ đến trận này uy lực khẳng định sẽ không so bọn họ thực lực thấp. Giết, Phó Tam Đao quát lớn thanh âm vang lên, hắn hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm. Không phải hắn cũng đã không quan tâm Tiêu Phàm cùng hắn đồng quy vô tận, mà là hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bên trong diệt sát Tiêu Phàm. Bởi vì chính như Tiêu Phàm nói, trong đầu hắn đạo kia phong ấn cũng không phải vạn năng,
cũng không nhất định có thể thật bảo vệ hắn không lo. Hắn duy nhất có thể sống sót cơ hội, liền là lại Tiêu Phàm phá vỡ trong đầu hắn phong ấn trước đó, giết Tiêu Phàm. Chỉ cần Tiêu Phàm chết, hắn tự tin có thể giải trừ linh hồn cùng mệnh cách bên trên ấn ký, hắn cũng liền có thể bởi vậy được cứu. Theo lấy phó tam đao thoại âm rơi xuống, sơn cốc bên trong, cố nhiên bộc phát ra năm cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, ngông cuồng, bá đạo, mà hung mãnh, dường như có thể hủy diệt phiến thiên địa này một dạng. Thật mạnh, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Hắn biết rõ cái kia năm cái trận thần sẽ rất mạnh, nhưng là không nghĩ đến sẽ cường đại đến như thế cấp độ. Bằng vào khí thế kia, liền đã so cổ thần cảnh tiền kỳ muốn mạnh nhiều lắm, ẩn ẩn đạt đến cổ thần cảnh trung kỳ cấp bộ. Nói cách khác, ngũ hành chu thiên trận bên trong, giờ phút này ngưng tụ ra năm cái cổ thần cảnh trung kỳ cường giả đến vây giết hắn. Đối mặt một cái cổ thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm có lẽ còn có một chút nắm chắc, nhưng là đồng thời đối mặt năm cái, Tiêu Phàm cũng có chút áp lực. Hồng hộc, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một đạo kim sắc lưu quang trong hư không nở rộ, trong nháy mắt đi tới Tiêu Phàm trước mặt, hắn ẩn ẩn chỉ có thấy được một chuôi kim sắc đại đao lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức tràn ngập trong lòng. Căn bản không có cho Tiêu Phàm đầy đủ suy nghĩ thời gian. Tiêu Phàm bản năng dùng Tu La kiếm ngăn khuất trước người. Một sát na kia, kim sắc đại đao cùng Tu La kiếm đâm vào cùng một chỗ, Tiêu Phàm chỉ cảm giác bị một quả lưu tinh đập trúng đồng dạng, thân thể cực tốc nhanh chóng thối lui. Đang nháy lui quá trình bên trong, kim sắc đại đao gắt gao áp chế hắn, đồng thời bộc phát ra sáng chói kim sắc lợi nhận, đâm vào Tiêu Phàm da rẻ đau nhức. Đây là kim chi trận thần, kim đại biểu cho sắc bén, không gì không phá. Ngạnh kháng cũng không phải đối thủ của hắn. Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ bị chấn bốc lên không thôi. Cũng may hắn nhục thân cường độ cũng vô cùng cường đại, nếu không vừa mới một kích này, vô cùng có khả năng bắt hắn cho chấn thương. Oanh, Tiêu Phàm thân thể đập ầm ầm tại mặt đất phía trên, từng đầu to lớn khe rãnh hướng về bốn phía lan tràn mà đi, bốn phía bụi bặm cuồn cuộn, mây mù khuấy động. Cùng lúc đó, cái kia kim sắc đại đao bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành vô số lưỡi đao nổi giận chém hư không, sơn cốc bên trong cắt bay đá chạy, cuồng bạo năng lượng ba động dường như muốn đem hư không cho xé mở một dạng. Khụ khụ một cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm từ phế tích bên trong đứng lên, hắn trên người áo bảo phá toái không chịu nổi, ẩn ẩn còn lộ ra từng tia vết máu. Lại đến, Tiêu Phàm hướng về không trung giống to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vô cùng ngông cuồng ý. Hừ! Ta xem ngươi có thể cuồng đến lúc nào. Phó Tam Đao băng lãnh trong giọng nói lộ ra vô tận sát khí, hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm ở nơi này một kích phía dưới, vậy mà sống lại. Mấy vị, không cần bảo lưu lại, nhất định phải lập tức giết hắn. Phó Tam Đao thanh âm tiếp tục vang lên, hắn cảm thấy sự tình không thể lại kéo xuống dưới, để tránh phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Giết, đúng lúc này, bốn phía đồng thời vang lên bốn đạo thanh âm. Thanh âm có chút mơ hồ, thậm chí tận lực cải biến lúc đầu âm sắc. Coi là biến ảo một cái thanh âm, ta liền nhận không ra sao. Âm tuyệt, mộc tinh thần, lôi bá, u tuyền. Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, một mặt coi thường nhìn xem không trung. Kỳ thật, Tiêu Phàm sớm cũng đã bắt được bọn họ bốn người khí tức, chỉ là hắn vẫn không có làm rõ mà thôi. Đột nhiên, hư không lần nữa biến hóa. Mấy cỗ cuồng bá khí tức hướng về hắn lần nữa đánh giết mà đến, khí tức còn không có tới gần, Tiêu Phàm toàn thân liền hiện nổi da gà lên. Ngũ đại cổ thần cảnh trung kỳ trận thần, áp lực thật đúng là không nhỏ, hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Bỗng nhiên, hắn trên người phồng lên lấy cuồng bạo khí lãng, lấy hắn làm trung tâm quét ngang mà ra, dãy núi vỡ nát, dòng sông lấp đầy, toàn bộ sơn cốc đều trong nháy mắt sụp đổ. Tiêu Phàm tựa như một đầu phát cuồng hoang cổ man thú, uy thế trùng thiên, thể nội vô tận chiến huyết triệt để sôi trào lên, quanh thân thiêu đốt lên kim sắc khí diễm, cả người thánh khiết như tiên, giống hệt thần trần. Giờ khắc này, sơn cốc bên trong sương mù tiêu tán, bộc lộ ra một đạo lóe ra yếu ớt quang mang màn sáng, cùng năm đạo thân ảnh. Chính như Tiêu Phàm suy đoán đồng dạng, cái kia năm người không phải kẻ khác, chính là Phó Tam Đao, Âm Tuyệt, Mộc Tinh Thần, Lôi Bá cùng U Tuyền. Mấy vị, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hơi hơi phiếm hồng con ngươi nhìn chằm chằm năm người. Làm Tiêu Phàm nhìn thấy bọn họ năm người thời khắc,
ngoại trừ Phó Tam Đao cùng Âm Tuyệt bên ngoài, mặt khác ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ thật không nghĩ qua bại lộ bản thân thân phận, cho nên mới bố trí cái này trận pháp. Có thể hiện tại, bản thân vậy mà hiển lộ tại Tiêu Phàm trước người, nếu như một phần vạn giết không chết Tiêu Phàm, vậy sau này bọn họ khả năng liền chịu không nổi. Không vì cái gì khác, chỉ bằng Tiêu Phàm thế nhưng là thay U Vân Phủ tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái tuyệt thế thiên tài, nếu như bị người biết là bọn họ giết chết, mấy người bao nhiêu không được bị U Vân Phủ trừng phạt. Mấy vị, nếu như đã bị phát hiện, vậy liền quyết đoán điểm, cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại bị hoảng loạn, chắc hẳn mấy vị đều biết rõ cái này đạo lý. Phó Tam Đao nhìn ra Mộc Tinh Thần bọn họ lo lắng, sợ mấy người thất hứa, vội vàng mở miệng nói. Phó Lâu Chủ nói không sai, hiện tại chúng ta không giết hắn, ngược lại sẽ để cho chúng ta càng thêm phiền phức, hắn đến lúc đó nếu đi U Vân Phủ cáo các ngươi cũng đồng dạng khó thoát một kiếp. Âm Tuyệt cũng thừa cơ nói ra. Mộc Tinh Thần ba người nghe vậy, thần sắc lấp lóe không yên, nếu như lén lút giết Tiêu Phàm, bọn họ xác thực vui lòng, chỉ cần Tiêu Phàm chết, bọn họ bàn khả năng liền có thể mở rộng rất nhiều. Nhưng là, một phần vạn việc này bị U Vân Phủ biết đâu. Đánh lén U Vân Phủ thiên thần bảng tranh đoạt tái người dự thi, cái tội danh này cũng không nhẹ, nhẹ thì chết, nặng thì chu cửu tộc. Đừng tức tức oai oai, đều cùng lên đi, giết chết ta cũng liền bình thường, ta nếu không chết, chuyện hôm nay, ta nghĩ U Vân Phủ sẽ cho ta một cái công đạo. Không đợi mấy người mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên ngông cuồng nhìn xem mấy người, khinh thường nói. Nghe được dạng này, Mộc Tinh Thần ba người nguyên bản do dự trên mặt, đột nhiên biến vô cùng kiên định lên. Tiêu Phàm, đây là ngươi bức chúng ta. Mộc Tinh Thần nghiến răng nghiến lợi, sát khí nặng nề nói. Bức các ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm vẫn như cũ khinh thường, thậm chí cực kỳ càn rỡ, bất quá hắn nhưng trong lòng bổ sung một câu, không kích giận các ngươi. Các ngươi lại làm sao có thể cho ta điểm áp lực đâu? Nếu như chỉ là đối mặt Âm Tuyệt bọn họ 5 người, Tiêu Phàm thật đúng là không tất yếu e ngại, dù sao, bọn họ đều chỉ là phổ thông cổ thần cảnh tiền kỳ mà thôi. Lấy Tiêu Phàm thực lực, coi như đánh không lại bọn họ, nhưng muốn chạy, vẫn là cực kỳ dễ dàng. Nhưng là, 5 người thôi động ngũ hành chu thiên trận, ngưng tụ trận thần thế nhưng là cổ thần cảnh trung kỳ, mấu chốt hay là không chết không diệt. Cái này đối Tiêu Phàm áp lực nhưng lớn lắm rất nhiều. Bây giờ hắn cự ly thiên thần cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, nhưng Thủy Chung không cách nào phóng ra một bước này, cái này khiến Tiêu Phàm không thể không cho mình một chút áp lực. Nếu như Phó Tam Đao bọn họ mấy người biết rõ Tiêu Phàm giờ phút này ý nghĩ, đoán chừng sẽ phiền muộn thổ huyết, thậm chí mắng Tiêu Phàm phong tử bị điên. Tiêu Phàm cố ý kích nộ bọn họ, vậy mà vẻn vẹn chỉ là vì để cho bọn họ toàn lực ứng phó. Mang đến cho hắn đột phá áp lực, hoặc có lẽ là đột phá thời cơ. Lấy thiên thần cảnh tu vi, đồng thời đối chiến 5 cái bất tử bất diệt cổ thần cảnh trung kỳ trận thần, đây quả thực liền là tự tìm cái chết. 5 người ý niệm khẽ động, liền bắt đầu toàn lực thôi động ngũ hành chu thiên trận, Tiêu Phàm không có ý định buông tha bọn họ, còn muốn nhường U Vân Phủ hỗ trợ tìm về công đạo, cái này đối bọn họ tới nói thế nhưng là hủy diệt tính đả kích. Chỉ có giết Tiêu Phàm. Bọn họ mới có thể bình an vô sự, tất nhiên như thế, bọn họ chỗ nào còn sẽ do dự. Cũng ngay tại 5 đạo khí tức khóa chặt Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm dẫn đầu động, hắn biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại Phó Tam Đao khống chế trận thần kim sắc đại đao vị trí địa phương. Ầm vang, một đạo cuồng bạo trầm đục, Tiêu Phàm một quyền đánh vào kim sắc đại đao phía trên, kim sắc đại đao bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số lợi nhận bay vụt tứ phương. Tiêu Phàm da rẻ đều bị lợi nhận đâm rách, bay vụt ra từng đạo máu tươi. Không biết tự lượng sức mình, Phó Tam Đao khịt mũi coi thường nói. Bất quá hắn nhưng trong lòng không có thoải mái như vậy, nếu như không phải ngũ hành chu thiên trận đầy đủ cường đại, vừa mới một kích này, tuyệt đối có thể tùy tiện gạt bỏ hắn. Phải biết, cái kia kim sắc đại đao trận thần, thế nhưng là cổ thần cảnh trung kỳ A, lại bị Tiêu Phàm một quyền oanh bạo, dạng này thực lực. Lại là biết bao kinh khủng. Không biết tự lượng sức mình sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, tựa như âm mưu được như ý đồng dạng, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng ngâm khẽ nói cũng đã tìm được ngươi, Phó Tam Đao. Tiêu Phàm bản thân liền là trận pháp sư, tự nhiên biết rõ ngũ hành chu diệt trận cường đại, 5 đại trận thần, chỉ cần có một cái không hủy diệt,
trận này liền sẽ không phá, trừ phi dùng man lực đánh vỡ màn sáng kia, hoặc là cái khác đặc thù phương pháp mới có thể phá trận. Nhưng có thể dùng man lực đánh vỡ trước mắt cái này trận pháp màn sáng, hẳn là cũng chỉ có cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, chí ít, hiện tại Tiêu Phàm là không thể nào dùng man lực phá vỡ. Đây là Phó Tam Đao bọn họ căn bản không có phát huy ra ngũ hành chu thiên trận nguyên nhân, nếu là ngũ hành chu thiên trận có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, đoán chừng Tiêu Phàm cũng đã hóa thành bột mịn. Hắn vừa mới oanh sát trận thần kim sắc đại đao, chỉ là tìm kiếm Phó Tam Đao vị trí mà thôi, cũng không phải muốn hủy diệt trận này, hiện tại tìm được, Tiêu Phàm lại không nghĩ đến giết Phó Tam Đao, mà là nghĩ đến đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, tự nhiên cũng phải hảo hảo lợi dụng một cái này đại trận. Một phần vạn bản thân thật không phải cái này năm đại trận thần đối thủ, đến lúc đó lại đi cũng được. Phó Tam Đao bọn họ tự nhiên không biết Tiêu Phàm ý nghĩ, bọn họ đều chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, năm người đồng thời thao túng năm đại trận thần, thẳng hướng Tiêu Phàm. Tự ý nào đó đi lên nói, bọn họ bố trí ra ngũ hành chu thiên trận, chỉ là đem bản thân tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Mặt khác, bọn họ cũng không cần lo lắng trận thần bị Tiêu Phàm giết chết. Dù sao năm đại trận thần đều là cổ thần cảnh trung kỳ, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể được chém giết. Năm người thao túng năm đại trận thần đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, muốn đem Tiêu Phàm đưa vào chỗ chết. Sau một lát, Tiêu Phàm liền đã máu me khắp người, sắc mặt biến thành hơi trắng bệch. A, thiên thần cảnh vĩnh viễn chỉ là thiên thần cảnh. Phó Tam Đao khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Lâu như vậy đều không giết chết Tiêu Phàm. Phó Tam Đao cũng đã sốt ruột vô cùng, hắn trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Trận pháp bên trong, Tiêu Phàm không có để ý Phó Tam Đao lời nói, hắn con ngươi nhìn chằm chằm cách đó không xa một đoàn hỏa diễm, lóe ra nóng bỏng quang mang. Tinh vẫn cổ hỏa rất khó khăn luyện hóa, cái này hỏa diễm trận thần, uy năng cùng năng lượng mặc dù không kém gì cổ hỏa, nhưng nói đến cùng, nó chỉ là một đoàn năng lượng, luyện hóa hẳn là dễ dàng rất nhiều. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, về phần mặt khác bốn cái trận thần, ý nghĩ vừa dứt, năm đại trận thần lần nữa giết tới, căn bản không cho Tiêu Phàm dừng lại cơ hội. Mắt thấy năm đại trận thần công kích sắp rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên lộ ra một tia tàn nhẫn, sau đó hắn đột nhiên chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở hỏa diễm trận thần trước mặt. Ngay sau đó, Tiêu Phàm quanh thân đan xen vô số kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm bao phủ hỏa diễm trận thần, hai loại hỏa diễm trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng chân trời, hai loại hỏa diễm dường như thủy hỏa bất dung, lẫn nhau đánh thẳng vào. Tiêu Phàm cả người giống như một tôn hình người hỏa diễm, đan xen kim sắc quang mang, tại cháy hừng hực, vô cùng nóng rực khí lãng, từ hắn trên người giải khai, ngăn che chung quanh ánh mắt. Sau một khắc, Tiêu Phàm mi tâm đột nhiên toát ra một đạo bóng người. Hóa thành thí thần thú bộ dáng, há mồm liền đem cái kia hỏa diễm trận thần nuốt xuống. Nhanh, giết hắn, Phó Tam Đao gầm thét, cùng mặt khác mấy người thao túng mặt khác tứ đại trận thần thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy, lạnh lùng cười một tiếng, thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ đệ nhị trọng biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại mấy trăm trượng bên ngoài. Hỏa diễm trận thần đâu? Âm Tuyệt kêu to, hắn điều khiển liền là hỏa diễm trận thần. Có thể hiện tại, hỏa diễm trận thần vậy mà không thấy. Phó Tam Đao mấy người nhíu mày, bọn họ trừng mắt thấy Âm Tuyệt, tựa như lại nói, ngươi hỏi ta hỏi ai, không phải ngươi điều khiển hỏa diễm trận thần sao? Các ngươi nhìn Tiêu Phàm, lúc này, Lôi Bạo hét lớn, đám người ánh mắt nhao nhao hướng về Tiêu Phàm nhìn lại. Giờ phút này Tiêu Phàm, toàn thân đan xen kim sắc hỏa diễm không ngừng phun ra nuốt vào, khí tức chợt mạnh chợt yếu. Bốn phía cuồn cuộn hỏa diễm chi lực hướng về Tiêu Phàm thể nội mãnh liệt mà đi. Ngũ hành chu thiên trận bên trong hỏa diễm lực lượng, hoàn toàn bị hắn hấp thu. Âm Tuyệt cả kinh kêu lên, một mặt không dám tin tưởng bộ dáng. Trận thần là không diệt, người lại ngưng tụ một cái không được sao? U Tuyền trầm giọng nói. Âm Tuyệt lắc đầu, sắc mặt khó xử vô cùng, nói, không được, Tiêu Phàm nuốt hỏa diễm trận thần, nhưng lại không giết chết trận thần. Trận thần không chết, là không thể ngưng tụ cái thứ hai trận thần. Hiện tại, trận thần muốn tránh thoát Tiêu Phàm trói buộc, tự nhiên là muốn rút ra ngũ hành chu thiên trận hỏa diễm chi lực, không cần bao lâu,
ngũ hành chi lực bên trong hỏa diễm chi lực liền sẽ triệt để tiêu tán, mà một khi hỏa diễm chi lực bị thôn phệ hầu như không còn, cũng liền rốt cuộc không cách nào ngưng tụ hỏa diễm trận thần. Phó Tam Đao mấy người tự nhiên cũng biết rõ ý tứ gì, trận thần nắm giữ bất tử bất diệt thuộc tính, vốn là nó ưu thế lớn nhất, nhưng mà hiện tại, lại biến thành trận này to lớn nhất thế yếu. Mặc kệ như thế nào, nhanh chóng giết chết hắn. Phó Tam Đao mặt lộ dữ tợn nói, hắn bây giờ nghĩ Tiêu Phàm chết, cũng đã muốn điên rồi. Oanh, vừa dứt lời, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức từ trận pháp bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, mấy người phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm toàn thân hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, kim sắc hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương mãnh liệt mà ra. Thiên thần cảnh đỉnh phong, hắn muốn đột phá, Mộc Tinh Thần sắc mặt đại biến. Tiêu Phàm tại thiên thần cảnh hậu kỳ là có thể đem bọn họ đùa nghịch xoay quanh, hiện tại nếu là đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, vậy bọn hắn há lại Tiêu Phàm đối thủ. Khó chịu nhất liền là Phó Tam Đao, nguyên bản hắn coi là ngũ hành chu thiên trận là Tiêu Phàm tận thế, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, ngũ hành chu thiên trận lại là Tiêu Phàm đằng phi cơ duyên. Nhanh, mau giết hắn! Phó Tam Đao gào thét, thanh âm càng ngày càng dồn dập lên. Phó Tam Đao bọn họ rốt cuộc không dám do dự, dùng hết toàn lực thao túng trận thần oanh sát Tiêu Phàm, kim mộc thủy thổ tứ đại trận thần, toàn bộ đều phát ra cổ thần cảnh mới có khí thế. Nếu là thường nhân, đoán chừng sớm đã bị dọa đến co quắp mềm ở trên mặt đất, vậy chờ khí thế, cũng không phải là thiên thần cảnh có thể tiếp nhận. Nhưng là Tiêu Phàm, lại là một chút thí sự đều không có, hắn thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, mãnh liệt, giống như nộ hải bào hao. Khí thế kinh người. Đang thôn phệ hỏa diễm trận thần lực lượng sau đó, Tiêu Phàm cự ly thiên thần cảnh đỉnh phong cuối cùng một đạo màng mỏng bị xuyên phá, hắn toàn thân chán phóng vô lượng kim quang. Xa xa nhìn lại, liền tựa như một vòng tiểu thái dương đồng dạng, sáng chói lóa mắt, đâm vào người hai mắt không mở ra được. Phó Tam Đao đám người nơi nào sẽ cho Tiêu Phàm đột phá cơ hội, hiện tại thế nhưng là chém giết Tiêu Phàm thời cơ tốt nhất, một khi bỏ qua. Về sau khả năng cũng không còn. Thậm chí, Tiêu Phàm còn có thể tìm bọn họ phiền phức, bọn họ cũng không muốn lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. A Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, hiển nhiên là tiến vào tiểu thiên địa bên trong. Hiện tại đang sắp đột phá, khí thế bất ổn. Hắn tự nhiên không dám cùng bốn đại cổ thần cảnh tương bác, đột phá quá trình vốn liền 10 phần uy nghiêm, nếu như còn có cường đại từ bên ngoài đến lực lượng phá hư, cũng không phải Tiêu Phàm có thể tiếp nhận. Bất quá, hắn sớm có chuẩn bị, trốn vào tiểu thiên địa bên trong, đừng nói cổ thần cảnh tiền kỳ, liền là cổ thần cảnh hậu kỳ, cũng chưa hẳn có thể phát hiện. Người đâu, Âm Tuyệt cả kinh kêu lên, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Bọn họ thân làm chủ trận người. Trong trận hết thảy đều không cách nào đào thoát bọn họ bắt mới đúng, nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm vậy mà ở bọn hắn dưới mắt biến mất, cái này khiến bọn họ như thế nào tin tưởng. Có thể sự thật liền là như thế, Tiêu Phàm thật không thấy, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Không gian pháp bảo, hắn trên người nhất định có không gian pháp bảo. Phó Tam Đao kêu to, trong mắt lóe lên một tia nóng rực, giống như có thể lấy được Tiêu Phàm trên người không gian pháp bảo. Hắn chẳng phải là lại nhiều một đại hộ thân át chủ bài. Những người khác trong mắt cũng lóe qua nồng đậm vẻ tham lam, linh hồn chi lực ở trận pháp bên trong nhanh chóng liếc nhìn lên, có thể vẫn như cũ không có phát hiện Tiêu Phàm bóng dáng. Trốn vào không gian pháp bảo bên trong, là tìm không đến hắn. Mộc Tinh Thần trầm giọng nói, bất quá, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng chạy ra trận pháp, chúng ta thủ hộ ở chỗ này, hắn khẳng định trốn không thoát. Hắn nếu là mấy năm không ra, chúng ta cũng ở chỗ này sao? Ngũ hành chu thiên trận đối thần thạch tiêu hao thế nhưng là cực kỳ khủng bố, không cần bao lâu, trận pháp liền sẽ tự động tản đi. Lôi Bá lo lắng nói. À, các ngươi cũng đừng quên, tiểu tử này cùng Thanh Dạ Vũ ở giữa ước định. U Tuyền Âm trầm cười nói. Mấy người tức khắc sáng tỏ thông suốt, đúng vậy à, tiểu tử này cùng Thanh Dạ Vũ thế nhưng là đã đạt thành ước định, muốn tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Lúc này thiên thần bảng tranh đoạt tái sắp đến, chỉ có không đến thời gian nửa tháng, hắn nếu không ra, cũng liền tương đương với vi ước. Mà trái với điều ước hậu quả,
liền là đệ nhất thành không bị U Vân Phủ thừa nhận, thậm chí, U Vân Phủ còn có thể tự tay hủy diệt đệ nhất thành. Tiêu Phàm nếu như không nghĩ đệ nhất thành hủy diệt lời nói, hắn là khẳng định không thể trốn quá lâu. U lão nói không sai, cái này danh con nhất định sẽ đi ra, coi như hắn đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, chúng ta vẫn như cũ chiếm cứ lấy tiên cơ, giết hắn cũng không khó. Phó Tam Đao gật gật đầu nói, mấy người đều là cổ thần cảnh tiền kỳ tu vi, đối phó một cái thiên thần cảnh vẫn có tự tin, huống chi còn có trận pháp gia trì, hủy diệt Tiêu Phàm, chỉ là trò trẻ con mà thôi. Bọn họ cái này vừa chờ, chính là mấy ngày, tiểu thiên địa bên trong, Tiêu Phàm tắm rửa ở trong kim sắc hỏa diễm, hắn thể nội truyền đến từng đợt tiếng long ngâm, thanh âm vang vọng chân trời, dị thường kinh người. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Tiêu Phàm da thịt đang tại phát sinh một loại kỳ lạ biến hóa, biến càng ngày càng dày đặc cùng cô đọng, dường như là bị vô tận chi hỏa tại nung khô một dạng. Đạo hỏa hồng lô điển quả nhiên là đồ tốt, vậy mà dễ dàng như thế liền để cho ta luyện hóa hỏa diễm trận thần, mà lại còn để cho ta nhất cử đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng ý vị thâm trường tiếu dung. Lợi dụng đạo hỏa hồng lô điển luyện hóa hỏa diễm trận thần sau đó, Tiêu Phàm tiếp tục vận chuyển vô tận chiến điển mới là hắn căn bản. Ở trong quá trình này, vô tận chiến huyết cũng giống như phát sinh vi diệu biến hóa, loại này cảm giác nói không rõ nói không biết, nhưng Tiêu Phàm cảm giác mình nhục thân cường đại một cái kinh khủng cấp độ. Không nói cổ thần cảnh phía dưới vô địch, vậy cũng không sai biệt lắm. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thể tu cực hạn? Tiêu Phàm thầm nghĩ đến một cái từ ngữ. Tu la truyền thừa bên trong ghi chép, vô luận là thể tu vẫn là thần tu, đều sẽ có mức cực hạn, đạt đến cái này cảnh giới, vượt giai chiến đấu chỉ là hạ bút thành văn sự tình mà thôi. Tiêu Phàm không biết bản thân là có hay không đạt đến thể tu cực hạn, nhưng hắn xác thực có được dùng không hết lực lượng. Bằng vào nhục thân, ta hiện tại cũng có thể tùy tiện đánh nát cổ thần cảnh tiền kỳ đi. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Thậm chí, nếu như đối mặt cổ thần cảnh trung kỳ, hắn cũng có sức đánh một trận, đương nhiên, cụ thể như thế nào, còn có đợi nghiệm chứng. Nhưng là loại này cảm giác, nhưng Tiêu Phàm 10 phần thoải mái, hắn rất muốn rời đi tiểu thiên địa, cùng Phó Tam Đao bọn họ đại chiến một trận. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là nhịn được, hắn vận chuyển vô tận chiến điển 9981 chu thiên cái này mới dừng lại, nhục thân lực lượng rốt cục đình chỉ gia tăng. Đi đến cực hạn sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn một chỉ bắn ra xuyên thủng bản thân da thịt, máu tươi vẩy ra. Nhưng mà sau một khắc, vết thương kia vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, sau một lát liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Thiên thần cảnh đệ tứ trọng, bất hủ cảnh giới. Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng, cũng nên nhường vô tận chi hỏa lột xác. Một thoáng thời gian, hắn tiếp tục vận chuyển đạo hỏa hồng lô điển, mặc dù hắn hiện tại cũng không có hoàn toàn hiểu rõ, vẻn vẹn hiểu một cái da lông. Nhưng điểm ấy ra lông, lại làm cho hắn luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa nhanh tốc độ cực nhanh rất nhiều. Đương nhiên, cái này còn phải đắc ý tại hỏa diễm trận thần chỉ là thuần túy năng lượng mà thôi, sau một lát liền bị vô tận chi hỏa dung luyện. Mà lúc này, vô tận chi hỏa cũng ẩn ẩn đạt đến thiên hỏa đỉnh phong, có loại muốn đột phá cổ hỏa tư thế. Tiêu Phàm rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục luyện hóa thôn phệ hỏa vân tử cái kia một đoàn thiên hỏa. Muốn luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa tạm thời là không thể nào, nhưng nếu như có thể làm cho vô tận chi hỏa tiến giai trở thành cổ hỏa, cái kia giá trị có thể lại không giống vậy. Đều là cổ hỏa, vô tận chi hỏa tuyệt đối sẽ không thua đồng giai cái khác cổ hỏa, Tiêu Phàm điểm này tự tin vẫn có. Nếu không lời nói, năm đó thần vô tận cũng sẽ không luyện hóa vô tận chi hỏa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm áo bào cũng đã bị vô tận chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Lộ ra màu đồng cổ da thịt, trán phóng vô lượng kim quang. Hắn tóc đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, tại hắn đỉnh đầu nổi lên một cái vòng ánh sáng, không, nói cho đúng là một cái hỏa diễm động miệng, nghiễm nhiên một ngụm động thiên. Lấy hắn làm trung tâm, chu vi hơn ngàn dặm chu vi bên trong, hoàn toàn bị vô tận chi hỏa đốt luyện, biến thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Cái kia hỏa diễm động thiên, phát ra một cỗ đáng sợ uy thế. Dường như có thể đốt sạch thiên địa vạn vật một dạng. Theo lấy thời gian đưa đẩy, cái kia hỏa diễm động thiên chậm rãi nhìn chăm chú, biến thành thực thể đồng dạng, phát ra hủy diệt tính khí tức. Nếu để cho kẻ khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi.
Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí, thu liếm công pháp, ngụm kia hỏa diễm động thiên bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, Tiêu Phàm mở ra bàn tay, tại hắn lòng bàn tay, vậy mà hiện lên một cái tiểu hỏa diễm vòng xoáy, giống như một vòng thu nhỏ liệt nhật một dạng. Lập tức bàn tay một nắm, cái kia vòng thu nhỏ liệt dương trong nháy mắt biến mất, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đáng tiếc vô tận chi hỏa vẫn như cũ không có đột phá cổ hỏa, cũng nên ra ngoài chiếu cố bọn họ. Ngoại giới, Phó Tam Đao năm người chờ đợi rất lâu, cũng không thấy Tiêu Phàm xuất hiện, mấy người sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên. Cái này danh con sẽ không dọa đến không dám xuất hiện a. Âm Tuyệt nhe răng trợn mắt nói, hắn là những người này bên trong hận nhất Tiêu Phàm. Hắn Âm Tuyệt dù sao cũng là đường đường tam lưu thế lực chủ, nhưng mà một khi ở giữa, lại biến thành một cái quang can tư lệnh, những ngày qua, hắn giết Tiêu Phàm chi tâm, càng ngày càng liệt. Hắn trong lòng ẩn ẩn không tốt cảm giác, nếu như lần này không giết chết Tiêu Phàm, về sau muốn giết chết hắn, khả năng liền càng thêm khó khăn. Hắn nếu không xuất hiện, cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Phó Tam Đao ánh mắt băng lãnh, hắn bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật, cùng Tiêu Phàm sớm đã đạt đến không phải ngươi chết, chính là ta vong cục diện. Mộc Tinh Thần, Lôi Bá cùng U Tuyền ba người thần sắc lấp lóe không yên. Ba người là bị Phó Tam Đao cùng Âm Tuyệt lắc lư đến, nguyên bản cũng không có đặc biệt lớn gì cừu hận. Nhưng là hiện tại, bọn họ cũng biết rõ sự tình không có vãn hồi cục diện, Tiêu Phàm nếu không chết, bọn họ cũng khẳng định không được an bình. Còn có 7 ngày thời gian, thiên thần bảng tranh đoạt tái liền muốn bắt đầu, hắn nếu không tham gia, đệ nhất thành người đều phải chết. Âm Tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói, sợ là muốn để các ngươi thất vọng rồi. Âm Tuyệt lời nói chưa dứt thanh âm, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, đại trận bên trong, đột nhiên xuất hiện một người mặc áo bào đen thanh niên nam tử, không phải Tiêu Phàm là ai đâu. Danh con, người vậy mà còn dám đi ra. Phó Tam Đao giận dữ, thao túng kim sắc đại đao trận thần nhào về phía Tiêu Phàm, kim sắc đại đao quang mang hừng hực, dường như muốn đem toàn bộ thương khung xé nát một dạng. Mộc Tinh Thần ba người cũng phản ứng cực nhanh. Thao túng mặt khác ba cái trận thần chém về phía Tiêu Phàm. Chỉ có Âm Tuyệt chỉ có thể dương mắt nhìn, hỏa diễm trận thần bị Tiêu Phàm cái kia chém giết, hắn lúc đầu có thể lần nữa ngưng tụ hỏa diễm trận thần, có thể mấu chốt là, ngũ hành chu thiên trận bên trong hỏa diễm chi lực, hoàn toàn bị Tiêu Phàm rút ra không còn. Tại có hỏa diễm chi lực tiền đề phía dưới, hỏa diễm trận thần đúng là bất tử bất diệt, nhưng mà hiện tại không có hỏa diễm chi lực. Lại làm sao có thể ngưng tụ thành hỏa diễm trận thần đâu. Ngũ hành chu thiên trận bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia bốn đạo trận thần đánh tới, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, tại thiên thần cảnh hậu kỳ, hắn đều có thể cùng cái này tứ đại trận thần quần nhau. Hiện tại, hắn cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, há lại sẽ sợ tứ đại trận thần. Tứ đại trận thần cố nhiên là cổ thần cảnh trung kỳ, nhưng luận công sát lực, cùng chân chính cổ thần cảnh trung kỳ vẫn có không nhỏ chênh lệch, chỉ ít tại Tiêu Phàm nhìn đến, còn không bằng Phó Tam Đao bọn họ tự mình xuất thủ. Ngự, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, một chỉ bắn ra, một cái hắc sắc vòng xoáy lấy hắn làm trung tâm khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ chu vi vài dặm, kinh khủng rảo sát chi lực mãnh liệt cuộn trào ra. Tứ đại trận thần thế công vô song, nhưng phòng ngự có hạn, chỗ nào chịu được thần thông ngự công sát, vẻn vẹn một cái nháy mắt. Liền bị ma diệt hầu như không còn. Bất quá rất nhanh, lại có bốn cái mới trận thần ngưng tụ thành hình, lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm. Coi là đột phá thiên thần cảnh liền không dậy nổi sao. Chúng ta giết ngươi, cũng như giết con gà. Phó Tam Đao cười lạnh, ngạo khí trùng thiên, hắn cũng đã gần như điên cuồng lên. Giờ phút này, ngũ hành chu thiên trận uy lực, ở bọn hắn trong tay bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Trận thần bất tử bất diệt ưu thế cũng hoàn toàn thể phát hiện đi ra. Mọi người tiếp tục, coi như giết không chết hắn, nấu cũng có thể đem hắn nấu chết, chỉ cần hắn thần lực tiêu hao hầu như không còn, diệt sát hắn chỉ là hạ bút thành văn sự tình mà thôi. Âm Tuyệt lớn nhỏ nói. Mộc Tinh Thần bọn họ trên mặt cũng lộ ra vẻ tự tin, chỉ cần giết Tiêu Phàm, bọn họ liền triệt để yên tâm. Bốn đại cổ thần cảnh trung kỳ trận thần thay nhau oanh sát phía dưới. Thần thông ngự rốt cục biến mất, tức khắc bộc lộ ra Tiêu Phàm thân ảnh. Giờ phút này, Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, sắc mặt bình tĩnh dị thường, hai tay ôm ngực, áo bào đen ảnh phong phiêu động, phảng phất thần trần, không nhiễm mảy may bụi bặm.
không đúng, hắn thần lực làm sao nhìn qua không có tiêu hao bộ dáng. Âm Tuyệt tựa như gặp quỷ sống một dạng. Vừa mới vậy chờ công kích, đừng nói thiên thần cảnh đỉnh phong, liền là cổ thần cảnh trung kỳ, đoán chừng cũng sẽ toàn lực ngăn cản, kể từ đó, đối thần lực tiêu hao khẳng định cực lớn. Có thể Tiêu Phàm ngược lại tốt, cơ hồ thở mạnh không được thở, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Bọn họ chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm thần thông ngự, có thể không chỉ có đầy đủ công sát lực lượng, còn có thôn phệ chi lực. Cái kia tứ đại trận thần vốn liền là dựa vào thần thạch phát ra thần linh chi khí ngưng tụ mà thành, những cái này thần linh chi khí đối Tiêu Phàm tới nói, thế nhưng là tốt nhất thuốc bổ. Thi triển thần thông ngự, hắn xác thực phải tiêu hao đại lượng thần lực, nhưng thôn vệ những cái kia thần linh chi khí, cũng đã có thể làm cho hắn bổ đã trở về. Âm Tuyệt, chúng ta bốn người ngăn chặn hắn, người đi vào làm thịt hắn. Phó Tam Đao lên cơn giận dữ, đằng đằng sát khí nói. Âm Tuyệt sắc mặt cứng đờ, trong lòng thầm mắng nói, các ngươi có thể nắm được hắn, cũng sẽ không dùng trận pháp đến đánh lén hắn a. Âm Tuyệt không phải đồ đần, ngược lại 10 phần khôn khéo, Tiêu Phàm có thể ngạnh kháng tứ đại trận thần, cái này đã đủ để chứng minh Tiêu Phàm kinh khủng, hắn một người xông vào trận pháp bên trong, cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ. Chí ít, nếu như bằng vào hắn một người, khẳng định không phải tứ đại trận thần đối thủ. Ngươi sẽ không sợ mất mật đi. Phó Tam Đao sắc mặt khó coi, ngươi chẳng lẽ quên, là hắn để ngươi từ trong mây ngã vào thung lũng. Hiện tại ngươi thế nhưng là bị U Vân Phủ truy nã đâu, tất cả những thứ này đều là tiểu tử này gây tai họa, ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Ta tự nhiên nghĩ báo thù. Âm Tuyệt nắm đấm nắm chặt, hắn nghĩ xông đi lên lập tức xé Tiêu Phàm, nhưng lý trí nói cho hắn biết, xông đi lên 8-9 phần 11 con đường chết. Lần trước bị Tiêu Phàm chọc giận sự tình. Hắn còn rõ mồn một trước mắt. Nếu không, ta tới điều khiển ngươi trận thần, ngươi đi vào giết hắn. Âm Tuyệt 10 phần không biết xấu hổ nói ra. Phó Tam Đao khóe miệng giật một cái, hung dữ chừng Âm Tuyệt liếc mắt, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Hắn muốn là dám xông đi lên, há lại sẽ khích tướng Âm Tuyệt. Không cần tranh giành, dù sao các ngươi đều phải chết. Chỉ bất quá là thời gian trước sau sự tình mà thôi. Lúc này, Tiêu Phàm 10 phần lạnh lùng thanh âm vang lên. Cuồng vọng, 5 người đồng thời gầm thét, Tiêu Phàm thoát ly trận pháp đều không nhất định có thể làm được, lại làm sao có thể giết bọn họ đâu. Chết đi, sau một khắc, Phó Tam Đao mấy người quát lớn một tiếng, lần nữa thao túng trận thần thẳng hướng Tiêu Phàm, không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Coi như giết không chết hắn, cũng phải kéo dài mấy ngày thời gian, đợi đến thiên thần bảng tranh đoạt tái bắt đầu. Đến lúc đó không cần bọn họ động thủ, U Vân Phủ cũng sẽ giết hắn. A, trận pháp bên trong Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, hắn hai tay đột nhiên đánh ra một đạo thủ ấn, đột nhiên, Tiêu Phàm quỷ dị biến mất ở nguyên chỗ, liền giống như vừa mới đồng dạng, đám người còn cho là hắn lại trốn vào cái gì không gian pháp bảo chúng. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ đại nguy cơ cảm giác phun lên đám người trong lòng, lại là nhìn thấy, Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Phó Tam Đao cách đó không xa. Mà Phó Tam Đao lại không thấy bóng dáng, làm mấy người hướng về trận pháp bên trong nhìn lại lúc, không khỏi hít một hơi lạnh, con người run rẩy kịch liệt. Trước đó Tiêu Phàm vị trí địa phương, vậy mà lại xuất hiện một đạo thân ảnh, cái này thân ảnh vậy mà biến thành Phó Tam Đao. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, Phó Tam Đao là cái gì tiến vào trận pháp bên trong, mà giờ phút này, tứ đại trận thần toàn bộ đều tập trung vào Phó Tam Đao. Đừng nói Phó Tam Đao giờ phút này chỉ có bán bộ cổ thần cảnh thực lực, liền là nắm giữ đỉnh phong lực lượng, cũng không có khả năng ngăn cản tứ đại trận thần công sát a. Không được, Phó Tam Đao sợ hãi giống một tiếng, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, có thể cái kia tứ đại trận thần căn bản không có đình chỉ, dù là chính hắn điều khiển cái kia kim sắc đại đao, cũng điên cuồng hướng về hắn nổi giận chém mà xuống. Tự cho là đồ vật. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhìn Âm Tuyệt bọn họ tim mật phát lạnh. Oanh một tiếng vang thật lớn, Phó Tam Đao cuối cùng tại tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong bị tứ đại trận thần nuốt hết, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm đối với hắn thi triển chủng ma chi thuật cố nhiên bị Phó Tam Đao dùng phong ấn cho cô lập ra đến, Tiêu Phàm không cách nào dùng ý niệm khống chế diệt sát hắn mệnh cách cùng thần hồn. Nhưng ở biết được Phó Tam Đao cụ thể vị trí điều kiện tiên quyết, Tiêu Phàm ý niệm khống chế hai người di hình hoán vị vẫn là có thể làm được.
Đây cũng là Tiêu Phàm trước đó nghĩ trăm phương ngàn kế xác nhận Phó Tam Đao vị trí nguyên nhân. Phó Tam Đao đến chết đều không nghĩ đến, bản thân cuối cùng không phải chết ở Tiêu Phàm trong tay, mà là chết ở bản thân điều khiển trận thần công sát phía dưới, không thể nghi ngờ là một loại to lớn châm chọc. Lúc này, cái kia cuồng bạo sóng gió biến mất, tức khắc bộc lộ ra bên trong tất cả, bất quá, trận pháp bên trong ngoại trừ bụi bặm bên ngoài, cũng không còn cái khác đồ vật. Hiển nhiên, Phó Tam Đao cũng đã chết đến không thể lại chết. Lại chết một khắc kia, Phó Tam Đao mệnh cách cùng linh hồn phía trên phong ấn vỡ vụn, đại lượng ký ức mảnh vỡ tràn vào Tiêu Phàm trong đầu. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, những ký ức kia mảnh vỡ liền triệt để Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ bắt được cái gì. Ta liền nói người Phó Tam Đao làm sao sẽ biết rõ tìm người phong ấn bản thân linh hồn cùng mệnh cách, nguyên lai là Tiếu Thương Sinh nghĩ kế. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Giết Phó Tam Đao, Tiêu Phàm cũng không có kích động, Phó Tam Đao ở trong lòng hắn sớm liền là một cái người chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trước đó không giết hắn, cũng là Tiêu Phàm vì từ hắn trong miệng biết được Tiếu Thương Sinh tin tức, đem cuối cùng tai họa ngầm triệt để trừ tận gốc. Thật không nghĩ đến, bị thi triển chủng ma chi thuật Phó Tam Đao, kém chút từ phía sau thọc hắn một đao, tốt ở không có tạo thành quá xấu nổi lẩu, nếu không lời nói, Tiêu Phàm liền hối hận không kịp. Chạy, nhìn thấy Phó Tam Đao bị giết chết, một tinh thần bốn người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hóa thành bốn đạo lưu quang hướng về tứ phương gào thét mà đi. Giờ phút này không chạy, qua một lúc khả năng liền không chạy khỏi. Không biết tại sao, Tiêu Phàm cái này thiên thần cảnh đỉnh phong, ở nơi này tứ đại thế lực chủ trong mắt, lại so cổ thần cảnh đỉnh phong còn muốn đáng sợ. Lúc này vừa muốn đi, có phải hay không đã chậm? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Ý niệm khẽ động, thần thông ngự lần nữa thi triển, lần này, cơ hồ bao quanh chu vi hơn trăm dặm cự ly. Kinh khủng rảo sát chi lực tập trung vào bốn người như vùi lấp bùn trạch đồng dạng, tốc độ chậm không ít. Bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiên thiên thần thông cường đại bọn họ như thế nào không biết, coi như có thể chạy trốn, đoán chừng cũng sẽ thụ tổn thương thảm trọng. Đến lúc đó Tiêu Phàm nếu đuổi theo bọn họ không thả, bị Tiêu Phàm giết chết khả năng cực cao. Mọi người cùng một chỗ giết chết hắn, Âm Tuyệt kêu to, hắn biết rõ, muốn chạy trốn, đó là không có khả năng. Hiện tại bọn hắn bốn người hợp lực vây công, diệt sát Tiêu Phàm còn có một tia hy vọng, dù sao Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi. Hơn nữa, nơi này cũng không phải đệ nhất thành, Tiêu Phàm không thể áp chế bọn họ tu vi. Oanh, lời còn chưa dứt, một tiếng bạo hưởng từ hắn ngực truyền đến. Lại là một cái nắm đấm nện ở hắn ngực, trực tiếp sâu xuyên qua thân thể, Âm Tuyệt trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngươi, Âm Tuyệt kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn phát hiện, bản thân vậy mà hoàn toàn không thể động đậy, thể nội sinh cơ cũng đang nhanh chóng sói mòn. Lần trước không giết chết ngươi, là ngươi hảo vận, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, tiếp tục tìm ta phiền phức. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, cuồn cuộn hỏa diễm đốt luyện Âm Tuyệt nhục thân. Âm Tuyệt phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, hắn Thiên Âm Tông tu luyện thế nhưng là âm nhu chi lực, vô tận chi hỏa lại là chí dương chi hỏa, vừa lúc có thể khắc chế hắn. Cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Âm Tuyệt ngoan tuyệt vô cùng, há mồm phun ra một đạo hắc khí, hóa thành một cái hắc chảo hướng về Tiêu Phàm ngực mi tâm chộp tới. Một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác mình linh hồn tựa như muốn bị cái này hắc chảo xé nát đồng dạng. Truyền đến một trận khó có thể chịu đựng cảm giác đau đớn. Hô, cũng ngay tại hắc chảo sắp tới gần Tiêu Phàm mi tâm thời khắc, tại Tiêu Phàm đỉnh đầu, đột nhiên hiện lên một đạo kim sắc hỏa diễm động thiên, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm mãnh liệt cuộn trào ra, dường như có thể cọ rửa vạn vật, đốt luyện tất cả. A hắc chảo tại kim sắc hỏa diễm tràn ngập phía trước, hoàn toàn không chịu nổi một kích, trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, Âm Tuyệt phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Đây là cái gì hỏa diễm? Vậy mà trong nháy mắt khắc chế Âm Tuyệt u minh âm trảo. Nơi xa, một tinh thần mấy người sắc mặt cuồng rút, kinh hãi đến cực điểm. Linh hồn thiên phú, thật bá đạo linh hồn thiên phú. U Tuyền càng là kêu to không thôi, dọa đến toàn thân run rẩy không thôi. Linh hồn thiên phú, cùng nhục thân thần thông là đối ứng với nhau, nói chung, ngoại trừ thần tu bên trong tuyệt thế thiên tài. Chỉ có đột phá cổ thần cảnh sau đó mới có thể thức tỉnh tiên thiên thiên phú.
có thể Tiêu Phàm vậy mà tại thiên thần cảnh đỉnh phong đã tỉnh lại tiên thiên thiên phú, điều này có thể khiến cho mấy người không được chấn kinh. Bọn họ rốt cục biết rõ bản thân đắc tội dạng người gì vật, đã nắm giữ tiên thiên thần thông, lại nắm giữ tiên thiên linh hồn thiên phú, đợi một thời gian, khẳng định có thể trở thành một phương cự phách. Nghĩ vậy, mấy người toàn thân run rẩy không thôi, dùng hết toàn lực chạy trốn, bất quá, Tiêu Phàm đã dùng thần thông ngự áp chế bọn họ, lại làm sao có thể nhường bọn họ yên ổn rời đi đâu. Huống chi, hắn cũng đã giết Phó Tam Đao, nếu như cái này tin tức truyền đi, có thể liền đắc tội lâu ngoại lâu cái này quái vật khổng lồ, đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Ta chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, tuyệt vọng thanh âm từ Âm Tuyệt trong miệng truyền ra. Chỉ thấy ngụm kia hỏa diễm động thiên, đem Âm Tuyệt triệt để nuốt sống xuống dưới, toàn thân bị đốt liền bụi đều không thừa, nhìn nơi xa Mộc Tinh Thần ba người run lập cập. Tiêu Phàm ngụm kia hỏa diễm động thiên, triệt để chấn nhiếp đến ba người. Tiêu Phàm, ta nguyện ý thần phục ngươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, Quỷ Vương môn môn chủ U Tuyền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ta cũng nguyện ý thần phục, còn mời Tiêu Thành chủ tha ta một mạng. Lôi Bá cũng hai đầu gối quỳ gối hư không, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Không cần, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Trước đó muốn lợi dụng Phó Tam Đao, Tiêu Phàm tha hắn một mạng, có thể sự thật chứng minh, hắn phạm vào một cái rất lớn sai lầm, dạng này sai lầm, Tiêu Phàm sẽ không lại phạm một lần. Hỏa diễm động thiên mãnh liệt, lần nữa đem U Tuyền nuốt sống xuống dưới, mấy hơi thở thời gian, U Tuyền liền bỏ mình đạo tiêu, chết đến không thể lại chết. Lôi Bá toàn thân không ngừng run rẩy, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ hắn. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ khó thoát tất cả, hỏa diễm động thiên lần nữa nuốt vào hắn, hư không truyền ra mấy tiếng kêu thảm, liền rốt cuộc không có âm thanh. Hỏa diễm động thiên bá đạo triển lộ phát huy vô cùng tinh tế, Tiêu Phàm ánh mắt cuối cùng nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Mộc Tinh Thần, đi từng bước một tới. Mộc Tinh Thần cảm nhận được cỗ kia cuồng bạo hỏa diễm lực lượng, cả người phát lạnh, nơm nớp lo sợ, thiếu chút nữa thì quỳ xuống lại. Hắn không nghĩ đến sự tình biến hóa nhanh như vậy, trong nháy mắt, ngũ đại cổ thần cảnh liền chết bốn cái, chỉ còn lại hắn Mộc Tinh Thần một người, mà hắn, đoán chừng cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi không cầu xin, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Mộc Tinh Thần nói, giống như thần minh đồng dạng, đang quan sát lấy một con giun dế. Giờ phút này Tiêu Phàm, trên đầu lơ lửng hỏa diễm động thiên, áo bào phồng lên, khí thế rung trời, giống như thiên địa chúa tể đồng dạng. Giờ phút này Tiêu Phàm, rất có trời đất bao la, ta chủ chìm nổi khí khái. Mộc Tinh Thần đỉnh lấy vô cùng áp lực, mặc dù hắn không muốn quỳ xuống lại, nhưng hai chân lại như có chút không nghe sai khiến một dạng. Hắn nghĩ không ra, đối phương rõ ràng chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, tại sao có thể ép hắn không thở nổi, khí thế kia, cho dù cổ thần cảnh trung kỳ cũng hơi có không bằng a. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia nghiền ngẫm tiếu dung, Mộc Tinh Thần biết rõ. Tiêu Phàm nghĩ giết hắn căn bản không có khả năng có bất luận cái gì sức phản kháng. Quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng là chết, làm sao không đứng đấy chết. Mộc Tinh Thần khẽ cắn môi, cái trán rịn ra không ít mồ hôi, sắc mặt có chút trắng bệch. Ở Tiêu Phàm trước mặt, hắn thậm chí ngay cả đầu đều nhấc không nổi. Đó cũng là, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, mặt không biểu tình, nói, xem ở ngươi còn có chút cốt khí phân thượng, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Mộc Tinh Thần thân hình kịch liệt run một cái, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, cắn răng nói, giết ta, đối với ngươi không chỗ tốt. Giết một người, không nhất định cần chỗ tốt, chí ít, giết ngươi đối ta không chỗ xấu. Tiêu Phàm cười khẽ nhìn xem Mộc Tinh Thần, cái kia như đao dường như kiếm ánh mắt, nhìn Mộc Tinh Thần linh hồn đều nhìn là run rẩy. Mộc Tinh Thần biết rõ, hôm nay bản thân sợ là tai kiếp khó thoát, bất quá hắn vẫn muốn tranh lấy một cái. Cắn răng nói, nếu như ngươi không giết ta, đối với ngươi có chỗ tốt. À, ta ngược lại là phải nhìn xem, ngươi có thể nói ra cái gì chỗ tốt, ta nếu là cao hứng, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng cũng nói không chừng. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, liền tựa như chúa tể cùng một con kiến hôi đang nói chuyện, lộ ra xem kỹ ánh mắt. Mộc Tinh Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hít sâu một cái, tổ chức một cái ngôn ngữ nói. Bây giờ đệ nhất thành phụ cận ngũ đại tam lưu thế lực, đã bị ngươi giết tứ đại thế lực chủ, việc này nếu là bị U Vân Phủ biết rõ, nhất định sẽ đối với ngươi bất lợi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?
Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Không, ta không phải uy hiếp, chỉ là đang nói một cái sự thật mà thôi. Mục Tinh Thần đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư, nói Tiêu Thành chủ hẳn là biết rõ, đồng dạng thế lực, kiêng kỵ nhất liền là cấp dưới thế lực mạnh lên, uy hiếp được bản thân địa vị. Bây giờ Thiên Âm Tông hủy diệt, Quỷ Vương Môn, Phong Lôi Các cùng Kim Diễm Cốc thế lực chủ bị ngươi giết chết, rắn mất đầu, đệ nhất thành là to lớn nhất người được lợi, U Vân Phủ nhất định sẽ kiêng kỵ Tiêu Thành chủ. U Vân Phủ cố nhiên có thể một lần nữa bồi dưỡng cái này tứ đại thế lực, nhưng Tiêu Thành chủ giết bọn hắn sự tình khẳng định giấu giếm không được, đến lúc đó U Vân Phủ sẽ không để cho đệ nhất thành phát triển an toàn, 8-9 phần 10 sẽ âm thầm điều khiển cái này tứ đại thế lực đối phó đệ nhất thành. Tiêu Thành chủ nếu lưu tại hạ một mạng, tại hạ nhưng lấy thần phục Tiêu Thành chủ, thứ nhất có thể cố ý cùng đệ nhất thành là địch, mê huyền U Vân Phủ nghe nhìn, thứ hai cũng có thể âm thầm từng bước xâm chiếm cái này tứ đại thế lực. Đợi một thời gian, ta Lạc Thần Các cùng cái này tứ đại thế lực tất nhiên đều có thể trở thành Tiêu Thành chủ vật trong bàn tay, cho dù U Vân Phủ nghĩ đối phó đệ nhất thành, cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Mục Tinh Thần một hơi nói xong, ánh mắt một mực chú ý đến Tiêu Phàm thần sắc, sợ Tiêu Phàm giận dữ phía dưới giết hắn. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động lúc, hắn trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Chiếu ngươi như thế nói, vậy ta vừa mới cũng không nên giết U Tuyển cùng Lôi Bá. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Mục Tinh Thần nói. Mục Tinh Thần nói quả thật không tệ, nếu như đệ nhất thành chung quanh ngũ đại thế lực chủ đều bị hủy diệt, U Vân Phủ trước tiên nhất định sẽ hoài nghi đến Tiêu Phàm trên đầu. Bị U Vân Phủ kiêng kỵ, cũng không phải chuyện gì tốt, hiện ở Tu La Điện còn không chân chính trưởng thành. Hiện tại hắn Tiêu Phàm có thể diệt ngũ đại thế lực chủ, quay đầu chẳng phải là có thể tùy tiện đem U Vân Phủ cái khác tam lưu thế lực chủ cũng diệt. Lại cho Tiêu Phàm đầy đủ thời gian, phải chăng lại có thể uy hiếp được U Vân Phủ đâu. Mặc kệ Tiêu Phàm sẽ ra sao, U Vân Phủ nhất định là sẽ như vậy muốn, đây cũng là Tiêu Phàm do dự nguyên nhân, nếu không mà nói, Mục Tinh Thần cũng trở thành một bộ tử thi. Không, bọn họ xác thực đáng chết, bao quát ta. Mục Tinh Thần cắn răng nói, chỉ là, ta nghĩ ta cái mạng này, đối Tiêu Thành chủ còn có một chút giá trị lợi dụng, mặt khác, ta nguyện ý kính dâng bản thân một sợi mệnh hồn, cũng cùng Tiêu Thành chủ ký kết chủ phó khế ước. Thoại âm rơi xuống, Mục Tinh Thần đưa tay đánh ra từng đạo rườm ra thủ ấn, rất nhanh ngưng tụ thành một cái phù văn, sau đó bóc ra một sợi mệnh hồn tiến vào phù văn bên trong. Trong phút chốc, phù văn một chia làm hai, một lớn một nhỏ, lớn phù văn bay tới Tiêu Phàm trước mặt, nhỏ đã chạm vào Mục Tinh Thần mi tâm. Tiêu Phàm nhìn trước mắt phù văn, do dự chốc lát, trên mặt lộ ra một sợi nụ cười nhàn nhạt, ý vị thâm trường nhìn xem Mục Tinh Thần nói, ngươi rất thông minh. Dứt lời, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, đạo kia phù văn trong nháy mắt biến mất, Mục Tinh Thần trong nháy mắt thở dài một hơi. So với chủng ma chi thuật, Tiêu Phàm hiện tại càng thêm tin tưởng cái này chủ phó khế ước, chủng ma chi thuật là hắn một sợi ý chí xâm nhập đối phương thể nội, đối phương có phương pháp phá giải. Nhưng mà chủ phó khế ước, lại là đối phương mệnh hồn trưởng khống ở trong tay hắn, hắn tùy thời có thể trưởng khống đối phương vận mệnh, cơ bản không có phương pháp phá giải. Coi như phá giải, cũng khẳng định mệnh cách bị hao tổn, đến lúc đó, Tiêu Phàm nghĩ giết hắn cũng không khó. Hơn nữa, Mục Tinh Thần hiển nhiên là một cái tương đối người thông minh, hắn sở dĩ nguyện ý cùng Tiêu Phàm làm bộc, cũng là thấy được Tiêu Phàm tiềm lực. Chỉ cần bản thân chân thành, một lòng vì Tiêu Phàm làm việc, tương lai có một ngày, có lẽ có thể trả lại hắn cái này một sợi mệnh hồn cũng nói không chừng. Mục Tinh Thần, bái kiến chủ nhân. Mục Tinh Thần hít sâu một cái, cung kính quỳ gối hư không, mặc cho cái kia rảo sát chi lực cắt đứt bản thân. Tiêu Phàm nhìn Mục Tinh Thần liếc mắt. Ý niệm khẽ động, thần thông ngự rảo sát chi lực trong nháy mắt biến mất, Mục Tinh Thần tức khắc như chút được gánh nặng. Tạm thời đem ngươi đầu ghi tạc ngươi trên cổ, nếu là có một ngày ngươi lại làm ra khác người sự tình, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là hậu quả. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một sợi tinh quang. Tiểu không dám, nhỏ nhất định vì chủ nhân máu chảy đầu rơi. Mục Tinh Thần vội vàng bái nói. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Gia hiệu Mục Tinh Thần đứng dậy, nói Thiên Âm Tông đại bộ phận thế lực cũng đã thần phục đệ nhất thành, Bắc Nguyên Triệt, Lôi Bá cùng U Tuyền cũng đã chết rồi, ta sẽ nhường đệ nhất thành phối hợp ngươi,
mau chóng cầm xuống cái này tam đại thế lực, ta nghĩ, ngươi hẳn là biết phải làm sao. Chủ nhân yên tâm, cái này tam đại thế lực vốn cũng không phải tấm sắt một khối, U Tuyền bọn họ chết, khẳng định không thể thiếu một phen tranh đấu, ta lập tức trở về quần nhau, không nói lập tức nuốt hết bọn họ, chí ít có thể chôn xuống một chút đinh tử, đến lúc đó để bản thân sử dụng. Mộc Tinh Thần gật gật đầu. Đi thôi, về sau gọi ta công tử, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Là, công tử, Mộc Tinh Thần tâm thần khẽ động, cung kính cáo lui. Tiêu Phàm nhìn qua Mộc Tinh Thần rời đi bóng lưng, trầm tư lúc này, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, từ phó tam đao sau đó, hắn liền sẽ không lại dễ tin kẻ khác. Chỉ cần bản thân thực lực cường đại, âm mưu quỷ kế gì đều không có bất cứ ý nghĩa gì, U Vân Phủ cũng căn bản không tất yếu e ngại. Mấu chốt nhất vẫn là muốn cường đại bản thân a. Tiêu Phàm thở dài một hơi, bây giờ đột phá đến đỉnh phong, nhưng mà vẫn như cũ không đủ mạnh, chỉ có tiếp tục không ngừng mạnh lên, mới có thể chân chính chúa tể bản thân tất cả. Sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào cái kia ngũ hành chu thiên trận phía trên, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, cái này ngũ hành chu thiên trận, chí ít cũng tổn hao 10 vạn trở lên trung phẩm thần thạch, hơn nữa ẩn chứa thuần chính nhất ngũ hành chi khí. Lãng phí đúng là đáng tiếc, luyện hóa bọn chúng, hẳn là cũng có thể để cho ta triệt để vững chắc ở thiên thần cảnh đỉnh phong. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lách mình lần nữa tiến nhập ngũ hành chu thiên trận bên trong, cự ly thiên thần bảng tranh đoạt tái còn có mấy ngày thời gian, vừa vặn có thể hảo hảo lợi dụng những cái này thần linh chi khí, làm cuối cùng chuẩn bị. U Vân Thiên Thành, một tòa phổ thông khách sạn bên trong, Phong Lang đám người lần nữa chờ Tiêu Phàm trở về. Nhưng mà cái này vừa chờ liền là mười mấy ngày thời gian. Mười mấy ngày thời gian, không có Tiêu Phàm bất luận cái gì tin tức, mấy người không khỏi lo lắng vô cùng. Sở Vân Bắc không biết Tiêu Phàm đi làm cái gì, nhưng Phong Lang, Trọc Thiên Hồng, Quân Nhược Hoan, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu bọn họ năm người là rõ ràng. Bây giờ Tiêu Phàm không gặp, Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca cũng không có bóng dáng, nếu như không phải bọn họ tin tưởng Tiêu Phàm thần thông quảng đại. Đoán chừng đã sớm coi là Tiêu Phàm đã chết. Nhiều ngày như vậy, công tử còn không có trở về, sẽ không ra sự tình gì à? Thần Thiên Nghiêu đi qua đi lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Công tử không có sự tình, ta đã cho công tử truyền âm, chúng ta chỉ cần ở này an tâm chờ đợi chính là. Phong Lang lạnh lùng chừng Thần Thiên Nghiêu một cái. Đối Tiêu Phàm, Phong Lang thế nhưng là phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Loại này tín nhiệm cũng không phải Thần Thiên Nghiêu có thể bằng được. Thần Thiên Nghiêu còn muốn tranh luận cái gì, bất quá cuối cùng vừa đến miệng lời còn là nhẫn nhịn trở về, hắn biết rõ, mình ở Tiêu Phàm trong lòng địa vị, là không thể nào cùng Phong Lang bọn họ so. Chỉ là hắn không minh bạch, bản thân tại sao không nhận Tiêu Phàm chào đón. Một bên Quỷ Thiên Cửu trong lòng âm thầm lắc đầu, trong lòng trầm ngâm nói, Thần Thiên Nghiêu a, cũng không phải Tiêu Phàm không tin ngươi. Mà là ngươi bản thân không tin hắn, cùng Phong Lang bọn họ so sánh, ngươi kém quá xa. Quỷ Thiên Cửu là tâm nhãn thông thấu người, tất cả những thứ này đều nhìn hết sức rõ ràng, chỉ là hắn không nói mà thôi. Thiên thần bảng tranh đoạt tái còn có 2 ngày thời gian, công tử nhất định sẽ trở về. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói. Nhận biết Tiêu Phàm đến nay, Tiêu Phàm sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, Quân Nhược Hoan cũng tin tưởng Tiêu Phàm nhất định có thể bình an trở về. Không sai, công tử khả năng, cũng không phải người bình thường có thể lý giải. Trọc Thiên Hồng hữu ý vô ý lườm Thần Thiên Nghiêu liếc mắt, trong giọng nói lộ ra một tia khó chịu. Người ở đây, nếu như nói rất đối Tiêu Phàm hiểu rõ, tuyệt đối không phải là Trọc Thiên Hồng không ai có thể hơn, dù là Phong Lang đều so ra kém hắn. Thiên thần bảng tranh đoạt tái mặc dù còn có 2 ngày thời gian, nhưng hôm nay nên đi Thiên U Các trình diện, hôm nay U Vân Phủ ở Thiên U Các cử hành tiệc tối. Tiệc tối trước đó không đến người, liền sẽ coi là tự động từ bỏ, nhất định phải công tử cái kia tư cách ngọc bài mới được. Quân Nhược Hoan ngưng tiếng nói. Hắn rõ ràng, Tiêu Phàm nếu bỏ qua thiên thần bảng tranh đoạt tái sẽ có cái gì hậu quả, đến lúc đó đệ nhất thành không bị U Vân Phủ thừa nhận, cái khác tam lưu thế lực, khẳng định sẽ không bỏ qua đệ nhất thành. Liền là Thanh Dạ Vũ 3 tháng trước cho công tử lệnh bài. Thần Thiên Nghiêu hỏi, dùng những phương thức khác không thể báo danh sao? Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu, nói, không phải báo danh, mà là báo danh, muốn tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, nhất định phải U Vân Phủ đề cử lệnh bài, hơn nữa bản thân tự mình đi báo danh, đây là quy củ.
vậy cũng không phải còn có 2 ngày thời gian sao? Trọc Thiên Hồng nghi ngờ nói. U Vân Phủ ở Thiên Vũ Vực 9 phủ 13 tông bên trong bài danh cuối cùng, căn bản liền không có tư cách cử hành thiên thần bảng tranh đoạt tái. Ta cũng đã nghe được, lần này thiên thần bảng tranh đoạt tái ở Long Đằng Phủ cử hành. Quân Nhược Hoan giải thích nói. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, nơi này đến Long Đằng Phủ cự ly cực kỳ xa xôi, dù là dùng U Vân Phủ thần chu, cũng phải một ngày thời gian, cho nên, hôm nay báo danh là kỳ hạn chót, đoán chừng ngày mai sẽ phải chạy tới Long Đằng Phủ. Nghe nói như thế, đám người thần sắc cũng ngưng trọng lên, như là bỏ qua hôm nay khả năng liền không có tư cách tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái A. Thời gian chậm rãi trôi qua, mắt thấy cũng đã sắp mặt trời lặn Tây Sơn. Đám người thần sắc cũng càng ngày càng khẩn trương, so với thiên thần bảng tranh đoạt tái, bọn họ càng thêm lo lắng Tiêu Phàm an nguy. Đột nhiên, Phong Lang lấy ra một khối ngọc phù, thần lực thôi động thời khắc, một đạo thanh âm quanh quẩn tại hư không, Tiểu Lang, các ngươi đi Thiên U Các chờ ta cảm ứng được các ngươi vị trí, lập tức liền đến. Là công tử, hắn đã trở về. Phong Lang thần tình kích động không hiểu, mặc dù hắn trên miệng nói Tiêu Phàm nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ lo lắng. Bây giờ nghe được Tiêu Phàm thanh âm, cái này khiến hắn như thế nào mất hứng đây? Đi, chúng ta đi trước công tử, tính một cái thời gian, hẳn là chỉ còn lại nửa chén trà nhỏ thời gian. Quân Nhược Hoan vội vàng mở miệng nói. Mười mấy ngày thời gian, mấy người cũng đã sớm đã đem U Vân Thiên Thành lần mò thông thấu, sau đó mấy người vội vàng hướng về báo đi khắp nơi. Tiêu Phàm có thể cảm ứng được ngọc phù, rất nhanh liền có thể đuổi theo đến. Mà giờ phút này, U Vân Thiên Thành trung ương nhất một tòa kim bích huy hoàng lầu các vị trí, màn đêm vừa mới giáng lâm, liền đã đèn đuốc sáng trưng. Kim sắc đại điện ở quang mang chiếu xuống, lộ ra càng ngày càng xa hoa và quý khí, cái này lầu các không phải gì khác chỗ, chính là U Vân Thiên Thành đệ nhất các Thiên U Các. Đường cái phía trên, người đến người đi. Lục tục có người không ngừng hướng Thiên U Các đi tới, mà ở Thiên U Các bên ngoài khoáng đạt quảng trường bên trên, lại là đậu đầy đủ loại công cụ thay đi bộ. Những cái này công cụ thay đi bộ bên trong, liền có không ít thiên thần cảnh thú tộc, phát ra cực kỳ cường đại đến khí tức, đủ để có thể thấy được những cái này thần thú chủ nhân cường đại. Nha, đây không phải Trương Đại Thiếu A, làm sao tối như vậy mới đến, chậm thêm đến một khắc, ngươi nhưng là không có tư cách đi vào. Một cái bạch bào thanh niên cười to nói, ngôn ngữ bên trong đều là châm chọc ý. Đủ tinh, người tới có vẻ như cũng không thể so với ta sớm a, ta nếu không tư cách đi vào, người đoán chừng liền bước vào cái cửa này đều không có khả năng. Đối diện, một cái vừa mới chạy tới kim bào thanh niên khinh thường nói. Có đúng không, bạch bào thanh niên mặt âm trầm, trong mắt sát quang lấp lóe, sau đó không còn để ý tới, mang theo chính mình người nối đuôi nhau mà vào. Dạng này sự tình không ngừng phát sinh, những người này hiển nhiên đều là đến Thiên U Các báo danh, qua mấy ngày liền muốn cử hành thiên thần bảng tranh đoạt tái, tất cả tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái người cũng coi như mang đến gặp mặt. Cái này đã trở thành một chủng tập quán, mỗi một giới thiên thần bảng tranh đoạt tái trước đó, phàm là tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái người, đều sẽ tề tụ nơi này. U Vân Phủ mặc dù chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng thiên tài cũng có không ít. Không đến 30 tuổi liền đột phá đến thiên thần cảnh chỗ nào cũng có. Liền vừa mới đi vào những người kia, cũng không thiếu thiên thần cảnh đỉnh phong cao thủ, nếu là thả ở chiến hồn đại lục, tuyệt đối tính được là tuyệt đỉnh thiên tài. Bất quá, cái này ở thái cổ thần giới lại không tính là gì, dù sao, U Vân Phủ ở Thiên Vũ Vực 9 phủ 13 tông bên trong, cũng chỉ có thể xếp tại cuối cùng, căn bản không tính là cường đại đến mức nào. Tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái tu sĩ tại người hầu dẫn đầu dưới nhao nhao đi vào lầu các bên trong, không lâu sau đó liền đi tới rất phía trên đệ tam tầng. Mặc dù nói Thiên U Các chỉ là một cái lầu các, nhưng phía trên không gian vô cùng rộng lớn, cùng một cái lịch sự tao nhã lâm viên không khác, đủ để dung nạp mấy ngàn hơn vạn người. Lầu các hơn trăm năm bốn phía trồng đầy đủ loại kỳ dị hoa thụ, tại ánh lửa chiếu xuống, chiếu sáng rạng rỡ, chói lọi lóa mắt, không thể không nói. Hoàn cảnh xác thực u nhã vô cùng. Thô sơ giản lược quét qua, hết thảy chia làm 3 cái khu vực, cái thứ nhất khu vực to lớn nhất, có thể dung nạp người cũng nhiều nhất. Dọc theo bậc thang đi lên, thì là cái thứ hai khu vực, nơi này trưng bày chừng 100 cái ghế dựa, lại tiếp tục đi lên,
thì là cái thứ ba khu vực, nơi này bàn ghế lại là chỉ có đáng thương 5 tấm. Rất nhiều tiến vào lầu các người, đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bên trên nhất cái kia 5 tấm chỗ ngồi, hận không thể lập tức ngồi đi lên. Giờ phút này, ở lầu các bên ngoài một tòa khác lầu các phía trên đứng đấy một cái che lại hắc sắc mạng che mặt váy đen nữ tử. Váy đen nữ tử đôi mắt đẹp ngắm nhìn Lâm Viên bên trong, tựa như tại đang mong đợi cái gì. Tiểu thư, cái kia gia hỏa sẽ không dám tới a. Lúc này, một cái nha hoàn đột nhiên đi đến đen váy nữ tử bên người, kém chút đem váy đen nữ tử làm cho sợ hết hồn. Không đến mà nói, hắn đổ ước khả năng liền thua. Váy đen nữ tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt biến lăng lệ, váy đen nữ tử không phải kẻ khác, chính là Thanh Dạ Vũ. Tiểu thư, người kia giống như đến. Đột nhiên, một cái khác nha hoàn chỉ phủ đệ bên ngoài nói, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đó đang có một đoàn người chạy nhanh đến, hơi có vẻ vội vàng. Thiên U các bên ngoài, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng chạy vội mà tới, chính là Phong Lang một chuyến, một người đi tới Thiên U các bên ngoài, liền bắt đầu liếc nhìn lấy tứ phương. Công tử đâu, Trọc Thiên Hồng nghi hoặc nhìn xem bốn phía, lại không nhìn thấy Tiêu Phàm bóng dáng. Ta ở chỗ này, một đạo đột ngột thanh âm vang lên, ở mấy người bên người, đột nhiên toát ra một đạo bóng người, người tới ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Rốt cục xem như đuổi kịp, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, mang theo đám người cùng nhau hướng về Thiên U Các đi đến. Khi hắn luyện hóa cái kia ngũ hành chu thiên trận năng lượng sau đó, Tiêu Phàm liền thầm nói không tốt, thiếu chút nữa thì bỏ qua báo đến lúc đó. Còn tốt phó tam đao hãm hại hắn địa phương cự ly U Vân Thiên Thành cũng không xa xôi. Nếu không mà nói, Tiêu Phàm muốn kịp thời chạy về, đoán chừng cũng có chút huyền. Mặc dù kém chút bỏ qua thiên thần bảng tranh đoạt tái báo danh, nhưng Tiêu Phàm thu hoạch cũng là cực kỳ bất phàm. Mấy ngày thời gian, hắn tu vi cũng đã không sai biệt lắm triệt để ổn định ở thiên thần cảnh đỉnh phong, cái này còn phải đắc ý tại cái kia bàng bạc ngũ hành năng lượng. Bằng không, Tiêu Phàm muốn nhanh như vậy vững chắc tu vi, vậy cũng là không thể nào làm được. Lấy ra một khối ngọc phù, Tiêu Phàm bọn họ ngược lại là một đường thông suốt, rất nhanh liền đi tới Thiên U Các lầu 3. Nhiều người như vậy, tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái người không phải chỉ có 100 người tới sao? Làm sao có nhiều như vậy báo danh? Vừa mới bước vào đệ tam tầng, đám người liền bị trước mắt một màn làm cho sợ hết hồn, Trọc Thiên Hồng càng là cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm không khỏi trắng Trọc Thiên Hồng liếc mắt, nói, ngươi không phải cũng đến nơi này à, hay là nói ngươi cũng là đến tham gia thiên sinh bảng tranh đoạt tái. Trọc Thiên Hồng lúc này mới hoảng hốt tới, minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, bọn họ đều chỉ là đi theo mà thôi, chân chính tham gia thiên sinh bảng tranh đoạt tái chỉ có Tiêu Phàm một người, đồng dạng những người khác cũng nhất định sẽ mang một số người tới, đồng dạng đều là vì bảo hộ người dự thi. Dù sao, có thể tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái người, đều xem như thiên tài cấp bậc nhân vật, đối với một đám tam lưu thế lực cùng bất nhập lưu thế lực tới nói, bọn họ thế nhưng là tương lai trụ cột vững vàng, các đại thế lực tự nhiên không muốn bọn họ chết ở nơi này. Chân chính có tư cách tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, đoán chừng cũng chỉ có đệ nhị khu vực trở lên người, mà đệ nhất tầng người, đại bộ phận đều là bồi thi đấu người, cũng xưng là bồi thi đấu người. Quân Nhược Hoan, ngươi hẳn là biết rõ chỗ ngồi này quy củ a. Thần Thiên Nghiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quân Nhược Hoan nói, Quân Nhược Hoan dù sao cũng là giới này người, nghĩ đến cũng hẳn là biết rõ một chút sự tình. Ngược lại cũng không có quá nhiều quy củ, Quân Nhược Hoan suy nghĩ một chút nói chung, chỉ cần có đề cử lệnh bài, liền có thể ngồi lên đệ nhị tầng, bất quá, muốn ngồi lên đệ tam tầng, liền cần đầy đủ thực lực. Chiếu ý ngươi, đệ tam tầng cái kia 5 cái chỗ ngồi, còn cần phải đi tranh đoạt. Sở Vân Bắc kinh ngạc nói. Thiên thần bảng tranh đoạt tái còn không có bắt đầu, liền chuẩn bị nhường U Vân phủ nội bộ tu sĩ đánh nhau. Trọc Thiên Hồng cũng quái dị vô cùng. U Vân phủ ở 9 phủ 13 tông bên trong, thực lực thế nhưng là cuối cùng a, không nên giữ lại thực lực, nhất trí đối ngoại sao. Hiện ở đánh lên, đây tính toán là cái gì đâu. Cái này kỳ thật xem như đối U Vân phủ tu sĩ một loại bảo hộ a. Ở nơi này chí ít sẽ không mất mạng, mặt khác, đệ nhị tầng chỗ ngồi cũng hẳn là thiên thiếu, nếu như chỗ ngồi cũng không chiếm được người, trên cơ bản liền tương đương với đánh mất tham gia tư cách. Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu nói, tựa như sớm đã thành thói quen một dạng. Hắn nói không sai, dạ tiệc này bên trên,
nhiều nhất cũng chính là luận bàn mà thôi, chân chính sinh tử chém giết rất ít người, U Vân Phủ cũng sẽ không cho phép, bởi vậy có rất ít người tử vong. Nhưng thiên thần bảng tranh đoạt tái có thể không giống, hắn trình độ tàn khốc, đây chính là mọi người đều biết, 5 cái người bên trong có thể sống sót một cái cũng đã 10 phần không sai. Giống như thực lực quá yếu, hiện tại đào thải cũng là chuyện tốt, chí ít không có lo lắng tính mạng. Ngồi lên cái kia 5 cái chỗ ngồi có chỗ tốt gì? Tiêu Phàm tức khắc đến một tia hứng thú, cho dù đến thái cổ thần giới, cũng vẫn như cũ hay là dùng nắm đấm nói chuyện. Công tử muốn ngồi lên cái kia 5 tấm ghế dựa một trong. Quân Nhược Hoan hơi hơi bên ngoài nhìn xem Tiêu Phàm cái kia ngữ khí, tựa như ngay tại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Phải biết, nơi này thế nhưng là U Vân Phủ tất cả thiên tài tề tụ a, những người này thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi, có thể Tiêu Phàm vậy mà vẫn như cũ tự tin như vậy, tựa như cái kia 5 cái chỗ ngồi đã là vật trong bàn tay. Ngồi lên cái kia 5 cái chỗ ngồi kỳ thật cũng không có cái gì chỗ tốt, chỉ là tự ý nào đó đi lên nói, đại biểu U Vân Phủ cường đại nhất 5 người mà thôi, 5 người này xưng là U Vân Ngũ Kiệt. Quân Nhược Hoan cười giải thích nói. Vậy quên đi, Tiêu Phàm khoát khoát tay, một mặt ghét bỏ bộ dáng. Một màn này, không ít người nhìn ở trong mắt, nhao nhao phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, nguyên bản bọn họ mới vừa nghe được Tiêu Phàm muốn ngồi bên trên cái kia 5 cái chỗ ngồi. Trong lòng liền một trận xem thường, nhưng là không tiện mở miệng nhục mạ. Có thể hiện tại, tiểu tử này vậy mà một bộ ghét bỏ cái kia 5 cái chỗ ngồi bộ dáng, đây quả thực liền là lại vũ nhục U Vân Ngũ Kiệt a, có ít người cũng nhìn không được nữa. Tiểu tử, không biết ngươi là cuồng vọng, vẫn là vô tri, U Vân Ngũ Kiệt danh tiếng, há lại ngươi nghĩ liền có thể lấy được. Vô tri tiểu nhi, vẫn là kịp thời cút ngay, không muốn ở này mất mặt xấu hổ. Loại người này chỉ bất quá là tranh thủ đại chúng ánh mắt mà thôi, nói không chừng người ở đây đều có thể tùy tiện bóp chết hắn, còn dám nói bữa U Vân Ngũ Kiệt tên, đơn giản liền là tự tìm cái chết. Rất nhiều người nhao nhao căm tức nhìn Tiêu Phàm bắt đầu chửi rủa, U Vân Phủ thực lực cố nhiên không bằng gì, nhưng U Vân Ngũ Kiệt cái chức vị này, vẫn là rất nhiều người quan tâm. U Vân Ngũ Kiệt cái chức vị này có thể không chỉ có đại biểu vinh dự, càng là đại biểu cho U Vân Phủ tán thành. Thậm chí khả năng trở thành một chương hộ thân phù. Phàm là lấy được U Vân Ngũ Kiệt xưng hô người vị trí thế lực, đều sẽ bị U Vân Phủ đặc thù phù hộ 10 năm, thẳng đến lần tiếp theo thiên thần bảng tranh đoạt tái bắt đầu. Cái này cũng là vì sao rất nhiều không vào thế lực người liều mạng đều muốn lấy được U Vân Ngũ Kiệt cái chức vị này nguyên nhân. Chọc Thiên Hồng đám người sắc mặt đề phòng nhìn xem bốn phía tu sĩ, thiếu chút nữa thì muốn ra tay đánh nhau. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là một chút cũng lơ đễnh, Trừng Quân Nhược Hoan một cái nói, ngươi không phải nói U Vân Ngũ Kiệt xưng hô thế này không có chỗ tốt sao? U Vân Ngũ Kiệt cái chức vị này có thể lấy được U Vân Phủ phù hộ, đây cũng là có chỗ tốt a. Quân Nhược Hoan một mặt xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể cười khổ nói, đây quả thật là xem như một cái chỗ tốt. Tất nhiên như thế, vậy ta liền làm một cái, U Vân Ngũ Kiệt chơi đùa. Tiêu Phàm 10 phần nghiêm túc gật gật đầu. Chung quanh những cái kia phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm người nghe nói như thế, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Làm một cái, U Vân Ngũ Kiệt, chơi đùa. Đây chính là U Vân Phủ vô số thanh niên tài tuấn đều muốn lấy được xưng hô a, người nhà chỉ là muốn lộng lấy chơi đùa. Những người khác muốn lấy được cái chức vị này, nhưng là muốn liều mạng a, hiện ở tiểu tử này lại tựa như miễn cưỡng hắn giống như... Thậm chí lấy được cái chức vị này cũng chỉ là hạ bút thành văn đồng dạng, cái này khiến đám người như thế nào không giận. Cuồng vọng, phách lối, quá phách lối. Ngươi tính thứ gì, có bản sự cùng ta bên ngoài một trận chiến. Một chút tu sĩ lên cơn giận dữ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì chuẩn bị ra tay đánh nhau, ồn ào thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều nhân chú ý, đám người nhao nhao hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí trông lại. Muốn động thủ. Ta bồi các ngươi chính là, chỉ cần là thiên thần cảnh trung kỳ phía dưới tu vi, đến ít nhiều đều được. Cảm nhận được những cái kia cường đại khí thế mãnh liệt mà đến, Chọc Thiên Hồng hung dữ nhìn xem bốn phía, một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Quân Nhược Hoan cùng Quỷ Thiên Cửu mấy người cũng cảm nhận được một cỗ vô cùng áp lực, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến, bởi vì Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan giữa hai người bình thường đối thoại, vậy mà cũng đưa tới dạng này thị phi. Có thể tiến vào thiên u các người, nói chung, chí ít cũng là thiên thần cảnh tu vi,
mấy chục cái thiên thần cảnh phát ra khí tức, đó cũng không phải là đồng dạng kinh khủng. May mắn là, Tiêu Phàm bọn họ thực lực cũng không yếu, lúc này mới có thể ngăn cản cỗ kia áp lực. Chỉ có Sở Vân Bắc nổ đom đóm mắt, hắn chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong, cự ly thiên thần cảnh đều còn có cách xa một bước, chỗ nào có thể chịu được nhiều ngày như vậy thần cảnh thần uy. Lan, Tiêu Phàm nhìn bốn phía liếc mắt, lạnh lùng phun ra một chữ, vừa mới bọn họ phẫn nộ Tiêu Phàm có thể không để trong mắt, dù sao phẫn nộ không thể nhận tính mạng người. Nhưng là hiện tại, những người này vậy mà dùng khí thế áp bách, Tiêu Phàm cũng không phải mặc người ức hiếp hạng người, những người này muốn để Tiêu Phàm bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, điểm này sợ là muốn để bọn họ thất vọng rồi. Theo lấy Tiêu Phàm một tiếng quát lớn, cuồn cuộn sóng âm lấy hắn làm trung tâm quét sạch mà ra, sao cỗ kia khí thế bàng bạc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Người chung quanh càng là chịu không được Tiêu Phàm hống một tiếng lực lượng, dọa đến nhao nhao lùi lại mấy bước, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, toàn thân không ngừng run rẩy. Vừa mới một sát na kia, bốn phía tu sĩ giống hệt thấy được một đầu hồng hoang mãnh thú thức tỉnh, vậy trợ uy áp, quá mức đáng sợ. Có mấy cái sơ giai tu sĩ, bị cái này một cỗ cuồng bạo sóng âm trùng kích ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, khóe miệng càng là tràn ra từng tia máu tươi. Tiểu tử, người dám ở chỗ này động thủ, tự tìm cái chết hay sao? Đám người sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể lập tức xông đi lên đem tiểu tử này băm thành thịt nát. Công tử, thần thiên nghiêu mấy người sắc mặt khó coi vô cùng, cái trán chảy ra giọt mồ hôi bằng hạt đậu. Rất nhiều người âm thầm cười lạnh không thôi, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm một người ở chỗ này động thủ, đơn giản liền là tự tìm cái chết không khác. Từng ấy năm tới nay như vậy, còn chưa bao giờ có người dám ở lúc này trên yến hội dương oai. Mà bọn họ nhiều người như vậy coi như giết Tiêu Phàm, đến lúc đó cũng khẳng định pháp không trách chúng, U Vân Phủ coi như nghĩ trách cứ, cũng sẽ không trách cứ tất cả mọi người. Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng vẻ ác liệt. Những người này lại còn coi bản thân nhát gan sợ phiền phức, người thiện có thể lấn sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm trong mắt ánh mắt, mấy người không khỏi dùng mình một cái kia ánh mắt, quá đáng sợ, giống như tử thần chi nhãn. Chuyện gì như thế ầm ĩ? Coi như Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, một đạo thanh lãnh tiếng quát vang lên, một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt bao phủ mà ra, rất nhiều người đứng không vững, nhao nhao hướng về mặt đất ngã quỵ mà đi. Đám người dọc theo thanh âm kia cùng khí thế nơi phát ra nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái váy đen nữ tử lượn lờ đi tới, đường cong là lướt phác họa hoàn mỹ dáng người, trắng nõn tay trắng phát ra mượt mà quang trạch. Hắc sắc mái tóc choàng tại sau vai, một đôi giống như hắc bảo thạch hai mắt sáng ngời có thần, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến đâu đều dường như sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Dạ Vũ tiên tử, lại là Dạ Vũ tiên tử, thật đẹp. Không hổ là thiên vũ vực tuyệt thế mỹ nữ một trong. Rất nhiều nam tính tu sĩ nhìn thấy Thanh Dạ Vũ đi tới, đã hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế, rất nhiều vừa mới đối Tiêu Phàm phẫn nộ vô cùng tu sĩ cũng trong nháy mắt nhu tình như nước, muốn tranh thủ hồng nhan cười một tiếng. Nhưng mà, Thanh Dạ Vũ nhìn không chớp mắt, chậm rãi đi đến Tiêu Phàm cách đó không xa, liếc mắt nhìn đám người, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Phàm nói, thiên u các bên trên, không được chiến đấu, muốn chiến. Đi chân trời. Đừng nhìn nàng chỉ là một cái nữ lưu hạng người, nhìn như yếu đuối không xương, nhưng phát ra khí thế lại không kém gì nơi này đại bộ phận nam nhi. Trừng Tiêu Phàm liếc mắt, Thanh Dạ Vũ chậm rãi quay người, đạp không mà lên, trong nháy mắt biến mất ở đám người trong tầm mắt. Ách, Tiêu Phàm nhìn thấy Thanh Dạ Vũ biến mất, trong lúc nhất thời không minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn nguyên bản còn coi là Thanh Dạ Vũ chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn hắn một trận đây. Thậm chí hắn cũng làm xong ra tay đánh nhau chuẩn bị, thật không nghĩ đến, nàng vậy mà nói một câu liền đi. Tất nhiên Dạ Vũ tiên tử đều nói như vậy, chúng ta tự nhiên không dám ở chỗ này dương oai, tiểu tử, có gan cùng ta chân trời một trận chiến phân sinh tử. Không sai, dám khẩu xuất cuồng ngôn, miệt thị U Vân ngũ kiệt danh tiếng, liền phải làm tốt khiêu chiến chuẩn bị, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có tài đức gì, miệt thị U Vân ngũ kiệt. Thanh Dạ Vũ vừa đi, bốn phía tu sĩ liền nhao nhao bạo khởi, nhìn hằm hằm Tiêu Phàm, mấy người càng là đạp không mà lên, cùng Tiêu Phàm một bộ không chết không thôi tư thế. Nguyên lai như thế, Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng ngưng thần nói,
vậy mà ta cũng có bị tính toán một ngày, lấy ngươi Thanh Dạ Vũ tên, căn bản không cần ngươi động thủ, ngươi chỉ cần biểu hiện ra đối ta không kiên nhẫn, nơi này có là người nghĩ đối phó ta. Tiêu Phàm hạng gì thông tuệ, trong nháy mắt liền hiểu Thanh Dạ Vũ tính toán, Thanh Dạ Vũ cố ý giả bộ như không quen biết bản thân, phân rõ giới hạn, sau đó nhường những người khác đối phó hắn. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Thanh Dạ Vũ rất xinh đẹp, cùng hắn nhận biết nữ nhân so sánh, đặc biệt phong tình, có một loại nói không rõ vận vị. Nhưng hắn không nghĩ đến, cái này xinh đẹp nữ tử, trí tuệ vậy mà cũng cực kỳ bất phàm. Đây là ngươi lần trước trách mắng ta trừng phạt, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm rùa đen rút đầu a. Lúc này, Tiêu Phàm bên tai vang lên Hoàng Anh thanh âm, ngoại trừ Thanh Dạ Vũ còn có thể là ai đây? Tiêu Phàm thản nhiên nhìn bốn phía liếc mắt, lại là không có phát hiện Thanh Dạ Vũ bóng dáng, bất quá Tiêu Phàm biết rõ, Thanh Dạ Vũ khẳng định trốn tại cái nào địa phương nhìn chăm chú lên nơi này. Tiểu tử, người vừa mới không phải rất phách lối sao? Làm sao bây giờ nghĩ làm thứ hèn nhát? Ta nói, nơi này tùy tiện một người đều có thể tùy tiện bóp chết hắn, hắn lại thế nào dám rời đi Thiên U Các nửa bước? Ở Thiên U Các chúng ta giết không chết hắn, nhưng ở chỗ này, giết hắn như giết gà chó. Không trung phía trên, mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng quan sát phía dưới Tiêu Phàm, như cùng ở tại miệt thị một con run dế. Các ngươi tự tìm cái chết, Tiêu Phàm còn không có nói chuyện, Trọc Thiên Hồng cùng Phong Lang lại là sát khí bừng bừng căm tức nhìn không chung những người kia, lách mình liền chuẩn bị xông đi lên. Trong lòng bọn họ, Tiêu Phàm không thể nhục, Phàm là nhục mạ Tiêu Phàm người, đều đáng chết. Chưa kịp hai người động thủ, Tiêu Phàm liền tiến lên một bước, đưa tay ngăn cản hai người, bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm không chung những người kia nói, mấy cái nhảy tường thằng hề nhảy nhót mà thôi, cần phải cùng bọn hắn sinh khí sao? Hỗn trướng đồ vật, có gan lăn tới nhận lấy cái chết. Bị Tiêu Phàm mắng thành vai hề nhảy nhót, trong đó một cái khôi ngô nam tử tức khắc phẫn nộ đến cực điểm, cầm trong tay lang nha bổng trực chỉ Tiêu Phàm. Hạng người ham sống sợ chết, người cái này viện cớ cũng quá cấp thấp một chút, thế hệ chúng ta tu sĩ, thì sợ gì một trận chiến. Một cái khác cao gầy hắc bào nam tử mở miệng, ánh mắt hung ác nham hiểm vô cùng. Ta sẽ không tỉ thí. Tiêu Phàm vẫn như cũ nhàn nhạt lắc lắc đầu, hắn tu luyện luyện tâm cổ kinh, tâm cảnh ở đâu là những cái này thiên thần cảnh có thể so sánh. Sợ sẽ là sợ, chỉ cần ngươi viết chữ phục, sau đó từ ta dưới khố bỏ qua, ta liền tha cho ngươi một mạng. Khôi ngô nam tử dị thường lớn lối nói. Ta còn là lần thứ nhất nghe được có người đem sợ hãi nói như thế uyển chuyển, sẽ không tỉ thí, vậy ngươi biết cái gì? Cao gầy nam tử trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, khinh thường nói. Ta sẽ giết người, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, giống như một đầu liệp ưng tập trung vào con mồi đồng dạng, ánh mắt sắc bén như đao, cho người không dám nhìn thẳng vào mắt. Nhìn thấy cái kia sắc bén con ngươi, khôi ngô nam tử cùng cao gầy nam tử run lên bần bật, nội tâm chỗ sâu vậy mà sinh ra một tia hoảng sợ, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Chúng ta liền đứng ở nơi này, ngươi lại có thể giết được người nào? Cao gầy nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Giết ngươi, Tiêu Phàm đột nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ, thân hình đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, sau một khắc, đám người lờ mờ nhìn thấy một đạo chớp lóe lướt qua, sau đó một cái đầu bay lên. Một thoáng thời gian, giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch, tĩnh như ve mùa đông. Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hư không, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt, thật lâu không cách nào hoàn hồn, thẳng đến viên kia đầu ầm một tiếng đập trên mặt đất. Chết, đám người nhìn xem cao gầy nam tử đầu cùng cái kia không đầu thi thể, không khỏi hít một hơi lạnh. Một kiếm, vẻn vẹn một kiếm mà thôi, vậy mà liền mạt sát một cái thiên thần cảnh cường giả. Ở đây người, cơ hồ không có người nào thấy rõ ràng hắn vừa mới một kiếm kia là thế nào xuất thủ, chỉ biết rõ bản thân trong tay trường kiếm đều rung rung. Cao một trượng cột máu trùng thiên mà lên, từ cao gầy nam tử thi thể chỗ cổ xông ra, hóa thành đầy trời huyết thủy, hướng về Thiên U Các vương vãi xuống. Thiên U Các tu sĩ mặc cho cái kia mưa máu vương vãi xuống, lại không dám có bất luận cái gì động tác. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm không trung đạo hắc ảnh kia, hắn đứng chắp tay, tóc đen trong gió bay lên, cả người giống như một chuôi thần kiếm đồng dạng, lộ ra vô tận phong mang. Không biết tại sao, đại bộ phận trong lòng đều một trận phát lạnh. Nói giết liền giết,
Cái này sát tính quá đáng sợ, ở đây lại có mấy người có thể làm được. Mấu chốt nơi này còn là Thiên U Các, thuộc về U Vân Phủ địa phương. Ngươi vậy mà giết Âm Hàn. Một cái khác khôi ngô nam tử nhìn xem đối diện đứng chắp tay áo bào đen thanh niên, toàn thân kịch liệt run rẩy, nói chuyện đều có chút run rẩy. Hắn tựa như biết rõ Tiêu Phàm thực lực đã sớm có thể giết chết cao gầy nam tử, nhưng là không tin Tiêu Phàm dám ở chỗ này động thủ một dạng. Âm Hàn, Tiêu Phàm trong lòng ngưng lại, quét cỗ kia không đầu thi thể liếc mắt, hắn vừa mới liền suy nghĩ, một cái chưa từng gặp mặt người, làm sao sẽ đối bản thân như thế cửu thị. Nguyên lai cái kia bị hắn giết chết cao gầy nam tử lại là Thiên Âm Tông người, cứ như vậy mà nói, vậy liền thuyết phục. Cao gầy nam tử đoán chừng đã sớm biết rõ hắn là Tiêu Phàm, sở dĩ cố ý kích nộ hắn Tiêu Phàm, ban đầu đoán chừng chỉ là muốn dụ dỗ Tiêu Phàm ở Thiên U Các động thủ, sau đó mượn U Vân Phủ tay đối phó hắn. Chỉ là Âm Hàn không nghĩ đến hắn như thế quyết đoán, trong nháy mắt kết thúc hắn tính mệnh, coi như nghĩ hối hận cũng không kịp. Hắn là Âm Hàn, ngươi là ai đây? Tiêu Phàm sắc bén con ngươi nhìn về phía cái kia khôi ngô thanh niên. Cái này nhưng đem khôi ngô thanh niên dọa cho phát sợ, hắn thân thể đứng không vững, kém chút hướng về hư không rơi xuống đất. Ta chỉ là nhìn bất quá ngươi miệt thị U Vân Ngũ Kiệt tên mà thôi. Khôi ngô nam tử hít sâu một cái, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại, bất quá nói chuyện vẫn như cũ có chút ấp a ấp úng. Có đúng không? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, hắn có thể cảm nhận được khôi ngô nam tử trên người cường đại hỏa diễm lực lượng, lại nghĩ tới bản thân giết chết Kim Diễm Cốc Cốc chủ Bắc Nguyên Triệt, nam tử này 89/10 là Bắc Nguyên gia tộc người. Kỳ thật, đối với một cái người sắp chết mà nói, biết rõ ngươi là ai thì có ích lợi gì? Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay, giơ lên trong tay Tu La kiếm, hư không kiếm khí gào thét, ngang dọc tứ phương. Khôi ngô nam tử dọa đến vãi cả linh hồn, xoay người chạy, vừa mới Tiêu Phàm chém giết cao gầy nam tử Âm Hàn một màn còn rõ mồn một trước mắt, hắn ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, nhanh chóng đuổi theo, bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ, dư quang liếc nhìn lấy phía dưới, muốn bắt được một chút cái gì. Nhưng mà nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, đám người bên trong mặc dù có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có ai muốn xuất thủ cứu hắn ý tứ. Nhìn đến, người đã bị từ bỏ, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, kiếm trong tay tức giận hừng hực, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện xông ra. Thiếu chủ, cứu ta! Khôi ngô nam tử giống to một tiếng, hướng về phía dưới đám người bắn nhanh đi, hắn nhiệm vụ chỉ là thăm dò một cái Tiêu Phàm thực lực, thuận tiện ác tâm một cái Tiêu Phàm mà thôi, có thể nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà thực có can đảm động sát thủ. Tiêu Phàm theo khôi ngô nam tử ánh mắt nhìn lại, rất nhanh liền khóa được cả người khoác kim sắc chiến bào thanh niên nam tử, song mi hiện lên kim sắc, giống như hai thanh kim đao đồng dạng, lộ ra một cỗ bá đạo chi khí. Tuấn lãng trắng nõn khuôn mặt, thâm thúy hai con mắt màu vàng óng, một đầu tóc vàng sắc tóc dài choàng tại sau vai, nhìn qua cực kỳ quái dị, nhưng trên người phát ra khí tức lại là vô cùng cường đại. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được cái kia kim sắc chiến bào thanh niên trên người một vòng sát ý chợt lóe lên, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông lên đến. Thiếu chủ, khôi ngô nam tử nhìn thấy kim sắc chiến bào thanh niên bất phi sở động, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn như thế nào không biết, bản thân vậy mà thật bị ném bỏ. Hắn bây giờ có thể làm, liền là trở về Thiên U Các, chỉ cần ở Thiên U Các bên trên, Tiêu Phàm khẳng định không dám giết bản thân. Đến lúc đó hắn liền có thể sống sót. Đáng tiếc, Tiêu Phàm lại như thế nào không biết hắn trong lòng suy nghĩ đây, hiện tại hắn cũng đã biết rõ ai muốn đối phó mình, cái này liền đã đầy đủ, khôi ngô nam tử tính mệnh cũng đã không có tất yếu giữ lại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, kiếm khí ngang dọc, hóa thành một đạo chớp lóe, xông thẳng khôi ngô thanh niên phía sau. Dừng tay, lúc này, Thiên U Các phía trên đột nhiên hét lớn một tiếng vang lên, lại là cái kia kim sắc chiến bảo thanh niên cuối cùng vẫn là đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí vọt tới. Không muốn, gần như đồng thời, khôi ngô nam tử cũng kinh hô một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm kiếm mang chém xuống, một cỗ tử vong cảm giác quanh quẩn trong lòng. Phốc phốc, một tiếng vang giòn, khôi ngô nam tử thân thể bị kiếm khí nổi giận chém mà ra, thân thể hóa thành vô số xương máu tràn ngập tại hư không. Liền linh hồn cũng không kịp trốn ra được. Nhưng mà, cái này cũng không có kết thúc,
Tiêu Phàm thân thể lần nữa lóe lên, một kiếm hướng về cái kia kim sắc chiến bào nam tử nổi giận chém đến. Kim sắc chiến bào nam tử ý niệm khẽ động, một cỗ lực lượng quỷ dị xông thẳng Tiêu Phàm não hải, tựa như hỏa diễm đồng dạng, thiêu đốt hắn linh hồn. Thần tu, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, bất quá điểm ấy hỏa diễm lại là hoàn toàn không làm gì được hắn, tu la kiếm vũ động, kiếm khí quét trúng cái kia kim sắc chiến bào thanh niên bả vai, máu tươi vẩy ra. Kim sắc chiến bào thanh niên sắc mặt trầm xuống, thân thể cực tốc hạ lạc, vững vàng rơi vào thiên u các phía trên. Hỗn trướng, kim sắc chiến bào thanh niên thầm mắng một tiếng, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cũng đồng dạng rơi vào hắn cách đó không xa, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn, bốn phía tu sĩ bản năng lui ra phía sau mấy bước, kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Phàm. Chúng ta đều là tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái người, người vậy mà lạm sát kẻ vô tội. Chính là ta U Vân phủ tội nhân. Kim sắc chiến bào thanh niên phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tội nhân, Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem kim sắc chiến bào thanh niên, sau đó nhìn về phía chung quanh tu sĩ nói, chắc hẳn mọi người trước đó đều nghe rõ ràng, cái thứ nhất bị ta chém giết người, là chính hắn hô to để cho ta đi giết hắn, ta chỉ là tác thành cho hắn mà thôi, chẳng lẽ cái này cũng có sai. Đám người nghe vậy, hồi tưởng lên cái kia cao gầy nam tử lời nói. Bọn họ không khỏi khóe miệng có chút co lại, cái kia chỉ là sắp ngươi một trận chiến mà thôi, không phải thật sự muốn ngươi giết hắn được rồi. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có để ý tới đám người trong lòng suy nghĩ, tiếp tục nói, người thứ hai, nguyên bản ta nghe đến vị huynh đài này quát bảo ngưng lại thanh âm, vốn là định ở tay, có thể các ngươi cũng nghe đến, cái kia cái thứ hai bị ta giết chết người, chính hắn nói không muốn, hắn ý tứ là muốn ta không muốn dừng tay. Ta cũng đồng dạng chỉ là tác thành cho hắn mà thôi, lại có chỗ nào sai. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đám người mặt sạm lại, bọn họ nơi nào không biết cái kia khôi ngô nam tử ý tứ, rõ ràng là không muốn giết ta được rồi, có thể nhưng ngươi đến câu không muốn dừng tay, người nào ngốc như vậy, nghĩ bản thân chết đây. Thế nhưng là, đám người trong lúc nhất thời lại không nói gì phản bác, mặc dù bọn họ biết rõ Tiêu Phàm là ở giảng ngụy biện, nhưng sự thật đúng là như thế a. Ai, hai người này đam mê thật là kỳ quái. Tiêu Phàm thật sâu thở dài một hơi, một bộ ta vốn không nguyện ý giết chết bọn họ, chỉ là hỗ trợ thành toàn bọn họ bộ dáng. Kim sắc chiến bào thanh niên nhìn thấy, kém chút không tức ngất đi, chỉ có thể hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiêu sái cười một tiếng, con người bên trong lại lộ ra một vòng băng lãnh, nếu như có thể, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này kim sắc chiến bào thanh niên. Công tử. Người này tên là Bắc Nguyên Cuồng Đao, là người giết chết Bắc Nguyên Triệt nhi tử. Đột nhiên, Tiêu Phàm bên tai truyền đến Phong Lang thanh âm. Tiêu Phàm mặc dù đã đại khái đoán được, nhưng vẫn là hơi kinh ngạc, không thể không nói, Tu La Điện bây giờ thu hoạch tin tức tốc độ, thật đúng là không phải bình thường nhanh. Lúc trước giết chết Bắc Nguyên Triệt thời khắc, hắn liền nghe nói qua Bắc Nguyên Cuồng Đao, tin đồn Bắc Nguyên Cuồng Đao chính là U Vân Phủ ít có thiên tài. Thậm chí còn có thể là U Vân Phủ một cái nào đó trưởng lão đích truyền đệ tử, bất quá hôm nay nhìn thấy, ngược lại cũng không mất hy vọng. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra kim sắc chiến bào thanh niên Bắc Nguyên Cuồng Đao tu vì, vậy mà cũng đã đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, mặc dù khí tức bất ổn, hiển nhiên là đột phá không lâu, nhưng dạng này thực lực, cũng xác thực không yếu. Người kia là ai, vậy mà không kém gì Bắc Nguyên Cuồng Đao, mà lại còn dám ở chỗ này giết người. Ta luôn cảm giác gặp qua hắn, chỉ là tạm thời nghĩ không ra. Ta biết rõ người này là ai, gần nhất không phải toát ra đệ nhất thành A, hắn liền là đệ nhất thành thành chủ Tiêu Phàm, liền là hắn diệt Thiên Âm Tông, còn giết Kim Diễm Cốc Cốc chủ. Thù giết cha, không đội trời chung A, khó trách Bắc Nguyên Cuồng Đao cố ý làm khó dễ hắn, lần này có trò hay để nhìn, Bắc Nguyên Cuồng Đao thế nhưng là vô cùng có khả năng ngồi lên cái kia năm tấm ghế dựa người. Đám người ngươi một lời ta một câu, còn người hơi kinh ngạc tại Tiêu Phàm cùng Bắc Nguyên Cuồng Đao trên người lóe qua, bọn họ mặc dù tương đối kiêng kỵ Tiêu Phàm, nhưng còn chưa đến sợ hãi cấp độ. Gần nhất đệ nhất thành sự tình cũng đã truyền khắp tứ phương, nhưng cũng không có mấy người chân chính tin tưởng. Nói đùa cái gì, một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, làm sao có thể nắm giữ hủy diệt một tông khả năng. Tại đại bộ phận người trong mắt, Tiêu Phàm chỉ là chiếm cứ ưu thế sân nhà. Sử dụng trận pháp duyên cớ mà thôi, hắn tự thân thực lực, có lẽ cũng không bằng gì. Cho dù Bắc Nguyên Triệt chết,
Bọn họ cũng cho rằng Tiêu Phàm thi triển nhận không ra người thủ đoạn, nếu không một cái thiên thần cảnh hậu kỳ là không thể nào giết chết cổ thần cảnh tiền kỳ. Nguyên lai là Bắc Nguyên huynh, thất kính thất kính. Tiêu Phàm nhìn xem Bắc Nguyên cuồng đao khẽ cười một tiếng, hắn căn bản không có đem Bắc Nguyên cuồng đao đặt ở trong lòng. Hắn càng thêm lo lắng là, bị hắn giết chết âm hàn mặt sau người, dù sao, một cái trốn ở trong bóng tối người, có thể so sánh Bắc Nguyên cuồng đao cái này bên ngoài người muốn nguy hiểm rất nhiều. Hừ, tranh đoạt tái bên trên gặp, người tốt nhất đừng gặp gỡ ta. Bắc Nguyên cuồng đao hừ lạnh một tiếng, sát ý bành trướng, hai mắt huyết hồng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Yên lặng, cũng đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về nguồn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt rơi vào thiên u các phía trên. Cầm đầu một người, là một cái thanh bào thanh niên, khí vũ hiên ngang, anh tuấn vô cùng, người này không phải kẻ khác, chính là U Vân Phủ trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Thanh Minh. Tại Thanh Minh bên cạnh, còn đứng hai cái lão giả. Hai cái lão giả trên người khí tức vô cùng đáng sợ, thâm thúy đến cực điểm. Là Thanh Minh công tử, đám người nhìn thấy Thanh Minh, ánh mắt bên trong toàn bộ đều lộ ra vẻ kính sợ. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, các vị ngồi xuống a. Thanh Minh nhẹ nhàng vung tay lên nói, ngay sau đó thân thể giống như nhẹ yến đồng dạng đạp không mà lên, vững vàng rơi vào mảnh thứ ba khu vực trung ương nhất chủ tọa phía trên. Thân làm U Vân Phủ trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Thanh Minh ngồi lên vị trí này, tự nhiên không người dám phản bác, huống chi Thanh Minh vẫn là U Vân Phủ thiếu phủ chủ đây. Chủ tọa hai bên, phân biệt có hai cái chỗ ngồi, đại bộ phận người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia bốn cái chỗ ngồi, hận không thể lập tức xông đi lên. Hô hô, rốt cục có người động, hóa thành một đạo chớp lóe hướng về cái kia bốn cái chỗ ngồi phóng đi, một bộ tới trước được trước bộ dáng. Thanh Minh trong lời nói cũng không có nhường người nào ngồi lên cái kia bốn cái chỗ ngồi ý tứ, nếu như có thể trước đó ngồi lên cái kia bốn cái chỗ ngồi, vậy coi như có thể trở thành U Vân Ngũ Kiệt A, dạng này dụ hoặc, rất nhiều người còn là không thể ngăn cản. Cái này mấy đạo thân ảnh vừa động, những người khác cũng nhao nhao bắt đầu động, mặc dù nơi này không cho phép phá hư, nhưng cũng không có nghĩa là không thể đánh đấu, chỉ cần đem lực lượng khống chế tốt là được. Phóng tới cái kia bốn cái chỗ ngồi không sai biệt lắm có tầm 10 người, bao quát trước đó tính toán Tiêu Phàm Bắc Nguyên cuồng đao, cũng cực tốc hướng về cái thứ ba khu vực phóng đi. Về phần những người khác, lại thức thời lựa chọn cái thứ hai khu vực, bọn họ đối bản thân thực lực vẫn có tự mình hiểu lấy, muốn ngồi lên cái kia bốn cái chỗ ngồi, chí ít cũng phải đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong. Bọn họ những người này ở đây riêng phần mình thế lực bên trong thực lực mặc dù không yếu, nhưng là nơi này thiên tài tề tụ. Cũng không phải là đặc biệt thu hút. Ngồi ở chủ vị phía trên Thanh Minh, nhàn nhạt nhìn xem phía dưới tất cả, Tiêu Phàm thân ảnh tự nhiên in vào hắn trong tầm mắt, bất quá nhường hắn thất vọng là, Tiêu Phàm căn bản không có tranh đoạt cái kia bốn cái chỗ ngồi ý tứ. Thanh Minh thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm thực lực, có thể lấy thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, liền chém giết cổ thần cảnh tiền kỳ, bất luận như thế nào, nơi này cũng hẳn là có một chỗ của hắn mới đúng. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bốn cái chỗ ngồi liếc mắt, không chỉ là khinh thường, vẫn là không nghĩ. Công tử, ngươi không đi, nơi xa, Quân Nhược Hoan cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm hỏi. Không có ý nghĩa, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nếu như không phải vì để cho Tu La Điện có đứng thẳng chỗ, Tiêu Phàm căn bản không biết tham gia cái này cái gọi là thiên thần bảng tranh đoạt tái. Hơn nữa, hắn thô sơ giản lược quét những người này liếc mắt. Cũng liền Thanh Minh nhường hắn có loại nhìn không thấu cảm giác, về phần những người khác, Tiêu Phàm căn bản không để ở trong mắt. Hy vọng cái khác bát phủ thập tam tông không muốn khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói. Có áp lực mới có thể có động lực, những người này căn bản không cho được Tiêu Phàm quá nhiều áp lực, hắn hiện tại cũng đã không kịp chờ đợi tiến về Long Đằng Phủ, tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Quân Nhược Hoan nghe vậy, một hồi lâu cười khổ, nói, công tử. Kỳ thật hôm nay sinh bảng tranh đoạt tái nếu như có thể lấy được tốt thứ tự, vẫn có chỗ tốt. Ta biết rõ, U Vân Phủ sẽ không làm khó đệ nhất thành. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đây là hắn cùng Thanh Dạ Vũ đạt thành ước định. Không, không những như thế, 100 người đứng đầu không chỉ có tài nguyên tu luyện bên trên ban thưởng,
hơn nữa còn có khả năng bị Thiên Võ Thần Sơn chọn chúng. Quân Nhược Hoan giải thích nói. Nói đến đây, Quân Nhược Hoan đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ tàn khốc, nỗi lòng cũng có chút ba động, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, tiếp tục nói Thiên Võ Thần Sơn, chính là thiên vũ vực to lớn nhất thế lực, cổ thần cường giả vô số, một khi gia nhập trong đó, tất nhiên có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, chí ít không phải U Vân Phủ có thể so sánh. Thiên Võ Thần Sơn, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nói, bình thường tam lưu thế lực đều có cổ thần cường giả tọa chấn, U Vân Phủ cũng có cổ thần cường giả tối đỉnh, cái kia Thiên Võ Thần Sơn làm sao cũng có thần vương a. Quân Nhược Hoan nheo mắt, cuối cùng nhẹ gật đầu, cũng không có bao nhiêu giải thích ý tứ. Tiêu Phàm bây giờ cũng đại khái biết thái cổ thần giới thế lực dựng lên, thiên vũ vực có lẽ ở toàn bộ thái cổ thần giới nhỏ bé, nhưng ở đệ nhất thành trước mặt, lại là quái vật khổng lồ, không thể dung chuyển. Tài nguyên a, Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, Tu La Điện muốn cường đại lên, cần đại lượng tài nguyên, nhìn đến, Tu La Điện cũng phải chậm rãi mở ra nghiệp vụ mới được, sát thủ một chuyến, ở nơi nào đều hẳn là nổi tiếng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng lại bình tĩnh không ít, vạn sự không thể một lần là xong, hắn tin tưởng, Tu La Điện tất nhiên có cường đại một ngày. Công tử, chỗ ngồi còn thừa không nhiều lắm, Quân Nhược Hoan kịp thời nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, quét mảnh thứ hai khu vực liếc mắt, lách mình liền biến mất ở nguyên chỗ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thủ tọa phía trên, Thanh Minh nhìn thấy Tiêu Phàm động, trên mặt cũng không nhìn được hiện lên một nụ cười. Nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không xuất hiện ở chỗ bốn cái trên chỗ ngồi, mà là xuất hiện ở mảnh thứ hai khu vực một cái chỗ ngồi bên trên. Hiển nhiên, Tiêu Phàm cũng không quan tâm U Vân Ngũ Kiệt tên, hoặc có lẽ là cái kia U Vân Ngũ Kiệt tên, đối Tiêu Phàm tới nói cũng không có hứng thú quá lớn. Nơi xa lầu các bên trong, Thanh Dạ Vũ nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được đôi mắt đẹp lấp lóe. Tiểu thư, cái kia gia hỏa thậm chí ngay cả tranh đoạt U Vân Ngũ Kiệt dũng khí đều không có, thua thiệt hắn còn muốn tranh đoạt thiên thần bảng tranh đoạt tái ba hạng đầu, đơn giản liền là nằm mơ. Nha hoàn Tiểu Hoa khinh thường nói nhìn xem Tiêu Phàm nói. Thanh Dạ Vũ trầm mặc không nói, nàng phát hiện bản thân hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Bất quá, một cái liền U Vân Ngũ Kiệt tên đều không dám tranh người, lại thế nào dám cùng chín phủ 13 tông cái khác thiên tài tranh chấp đây? Ta ngược lại là cảm thấy, hắn căn bản không quan tâm cái kia U Vân Ngũ Kiệt tên, phải biết, hắn có thể liền cổ thần cảnh tiền kỳ đều có thể giết chết người a. Một cái khác nha hoàn Tiểu Điệp lắc lắc đầu nói. Nghe nói như thế, Thanh Dạ Vũ ánh mắt hơi sáng, đúng vậy a, Tiêu Phàm có thể liền cổ thần cảnh tiền kỳ đều có thể chém giết người, động một chút lại diệt người một tông, lại làm sao có thể không có tranh đoạt cái này U Vân Ngũ Kiệt dũng khí đấy. Kỳ thật. Tiêu Phàm cũng không phải là hoàn toàn đối U Vân Ngũ Kiệt cái danh xưng này không hứng thú, mà là những ngày qua, hắn Tiêu Phàm biểu hiện quá mức phong mang tất lộ, cái này tình thế có thể không thế nào tốt. Tiêu Phàm là một cái biết rõ tự xét lại người, biết rõ nên cường thế thời điểm liền phải cường thế, liền tựa như vừa mới diệt sát hai người kia. Đồng dạng, nên điệu thấp thời điểm nên điệu thấp, U Vân Ngũ Kiệt cái danh xưng này, đối với hắn tới nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao tại thiên thần bảng tranh đoạt tái trong lúc đó, đệ nhất thành an nguy cũng đã chiếm được bảo hộ, tự nhiên không tất yếu cùng những người này đánh đánh giết giết. Nếu là những người này khi dễ đến hắn Tiêu Phàm trên đầu, Tiêu Phàm cũng sẽ không quản bọn họ cái gì U Vân Ngũ Kiệt, cho dù có U Vân Phủ bảo hộ lại như thế nào, trực tiếp làm thịt lại nói. Lúc này, thiên U các phía trên tranh đoạt cũng đã kết thúc, Thanh Minh cấp dưới 4 cái chỗ ngồi cũng đã ngồi đầy người. Tăng thêm Thanh Minh tổng cộng là 4 nam 1 nữ. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Bắc Nguyên cuồng đao cái thiên phú này còn không tính lầm người vậy mà không có đạt được chỗ ngồi, điều này không khỏi làm hắn đối mặt khác mấy người lau mắt mà nhìn lên. Bắc Nguyên cuồng đao quá đáng tiếc a, chỉ thiếu một chút xíu là hắn có thể thu hoạch được U Vân Ngũ Kiệt xưng hào, đáng tiếc cuối cùng lại bị Mực Lâm công tử chiếm được một tia tiên cơ. Mực Lâm công tử nổi danh bay xa, hắn từ lúc mấy năm trước liền cũng đã đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, không kém gì Thanh Minh công tử bao nhiêu, U Vân Ngũ Kiệt tên thực chí danh quy. Không sai, Thanh Minh công tử, Vũ Nhu tiên tử, Mực Lâm công tử ba người có thể thu hoạch được U Vân Ngũ Kiệt danh xưng, vốn ngay tại dự kiến bên trong, ngược lại là cái kia Hỏa Linh Tông Hỏa Kỳ,
cùng cái kia Thiên Âm Tông âm linh tử tương đối ngoài ý muốn, hai người này bình thường thế nhưng là không lộ liễu. Thiên Âm Tông hủy diệt, tin đồn Thiên Âm Tông cùng Thiên Thi Phủ có quan hệ, tại sao còn nhường âm linh tử đại biểu U Vân Phủ tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái đây, một phần vạn hắn phản bội lại nên như thế nào? Thiên Âm Tông lệ thuộc Thiên Thi Phủ sự tình, còn không có thật sự xác định, tự nhiên không thể hủy bỏ hắn tư cách. Đám người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm rất phía trên 5 người, ánh mắt bên trong đều là vẻ cung kính, chỉ có số ít người mang theo không phục. Tiêu Phàm uể oải ánh mắt liếc nhìn lấy phía trên 5 người, cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào một người mặc trường bào màu đen, sắc mặt tái nhợt thanh niên nam tử trên người. Áo bào đen thanh niên cho hắn một loại rất tinh tường cảm giác, tại liên tưởng đến bốn phía tu sĩ lời nói, Tiêu Phàm tự nhiên nhận ra hắn là ai. Âm linh tử, có thể so sánh Bắc Nguyên cuồng đao muốn nhạy bén nhiều, có ý tứ. Nhìn phía xa áo bào đen thanh niên âm linh tử, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang, nghiền ngẫm cười nói. Lại nói trở về, Bắc Nguyên cuồng đao còn muốn trượng nghĩa rất nhiều, chỉ ít nhìn thấy hắn hạ nhân sắp chết thời khắc, hắn vẫn là không nhịn được xuất thủ. Mà âm linh tử, lại là từ đầu đến cuối trốn ở trong bóng tối nhìn xem âm hàn bị giết, so với Bắc Nguyên cuồng đao, hắn muốn vô tình rất nhiều, đồng dạng, người như vậy cũng càng thêm khó có thể đối phó. Làm Tiêu Phàm nhìn lại thời khắc, âm linh tử sắc bén ánh mắt cũng vừa lúc rơi vào Tiêu Phàm trên người, lộ ra một tia tà tà tiếu dung, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, âm linh tử một mực âm thầm tại tính toán bản thân. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là diệt Thiên Âm Tông, giết âm tuyệt, hẳn là không người đến tìm hắn để gây sự, không nghĩ đến cái này âm linh tử khắp nơi tính toán hắn. Cái này cũng cho Tiêu Phàm đề một cái tỉnh, tiếp xuống thiên thần bảng tranh đoạt tái, nhất định muốn chú ý cái này âm hiểm hạng người. Sau một lát, tất cả tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái người ngồi xuống, phàm là có thể ngồi hạ nhân, xem như thành công đưa tin, có tư cách tham gia thiên sinh bảng tranh đoạt tái, về phần cái khác chưa tới người, coi như nắm giữ đề cử ngọc bài, cũng không có tư cách tham gia. Tiếp xuống thời gian, đơn giản là các vị tu sĩ nhận biết một cái, cũng suy đoán một cái thiên thần bảng tranh đoạt tái cụ thể quy tắc, những cái này Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt quan tâm. Nếu như không phải muốn biết tiến về Long Đằng Phủ cụ thể an bài, Tiêu Phàm đoán chừng sớm liền rời đi. Nửa đêm, qua ba lần rượu, Thanh Minh lúc này mới chậm rãi đứng dậy, giơ lên chén rượu trong tay nhìn xem phía dưới tất cả mọi người nói, hôm nay tiệc rượu cho các vị đón tiếp tẩy trần, thời gian cũng không sai biệt lắm, hôm nay tề tụ U Vân Phủ, cùng nhau đi tới Long Đằng Phủ, Thanh Minh ở đây, chúc mọi người thắng ngay từ trận đầu. Dứt lời. Thanh Minh một ngụm buồn bực ra tay bên trong chén rượu, những người khác nhìn thấy, cũng toàn bộ đều đứng lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó, tu sĩ nhao nhao thối lui, vì thiên thần bảng tranh đoạt tái làm cuối cùng chuẩn bị, Tiêu Phàm đứng dậy, đi tới phong lang bên cạnh bọn họ, cho đám người một cái ánh mắt liền chuẩn bị rời đi. Cũng đúng lúc này, một đạo trào phúng thanh âm vang lên, có chút người không phải nói lửa cái U Vân Ngũ Kiệt chơi đùa sao. Kết quả là, lại là liền tranh đoạt dũng khí đều không có, thực sự là buồn cười. Tiêu Phàm ngừng thân hình, quay người nhìn lại là nhìn thấy một cái áo bào đen thanh niên nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, ánh mắt rất có khiêu khích ý vị. Tại áo bào đen thanh niên sau lưng, còn đứng 6-7 cái bọc lấy trường bào màu đen thân ảnh, thấy không rõ bọn họ khuôn mặt, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được bọn họ trên người nồng đậm thi khí. Âm linh tử, người tìm chết sao? Phong lang đám người nghe vậy, toàn bộ đều lộ ra vẻ bực tức, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên, châm chọc khiêu khích không phải kẻ khác, chính là Thiên Âm Tông âm linh tử. Lúc này, Tiêu Phàm đưa tay ngăn lại, thản nhiên nói, không tất yếu cùng một nhóm người chết sinh khí, chúng ta đi. Ai sống ai chết, còn không nhất định đây, có lẽ người chết không được, nhưng người bên cạnh có thể thì chưa chắc. Âm linh tử không những không giận mà còn cười, trên người lộ ra băng lãnh sát khí. Giống như một đầu như rắn độc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nhát như chuột đồ vật, cách đó không xa, lại có mấy người đi tới, cầm đầu một người lại là Bắc Nguyên cuồng đao, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. A Tiêu Phàm quét Bắc Nguyên cuồng đao liếc mắt, khẽ cười một tiếng liền không còn để ý tới, mang theo phong lang bọn họ rất nhanh biến mất ở âm linh tử trong tầm mắt. Âm linh tử trên mặt tiếu dung chậm rãi động lại, Tiêu Phàm cái kia không nhìn ánh mắt làm cho hắn rất khó chịu. Cả người biến sắc xâm nhiên vô cùng,
chung quanh nhiệt độ cũng bỗng giảm xuống mấy độ. Âm huynh, không biết người có hứng thú hợp tác một chút không? Bắc Nguyên Cuồng Đao đột nhiên quay đầu, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Âm Linh Tử nói. Hợp tác cái gì? Âm Linh Tử tự nhiên biết rõ Bắc Nguyên Cuồng Đao muốn giết Tiêu Phàm, bất quá lại xem như cái gì đều không biết. Tự nhiên là giết Tiêu Phàm. Bắc Nguyên Cuồng Đao không che giấu chút nào nói ra, trong mắt lộ hung quang, người này không chỉ giết ta phụ thân, cũng diệt Thiên Âm Tông, ta không tin âm huynh không muốn giết hắn báo thù. Báo thù, ta vì sao muốn báo thù? Âm Linh Tử cực kỳ khinh thường nói. Ngươi, Bắc Nguyên Cuồng Đao trong lúc nhất thời không biết nói gì, hắn từng nghe nói, Âm Linh Tử mặc dù là Thiên Âm Tông, nhưng cùng Thiên Âm Tông âm gia căn bản không có quan hệ máu mủ, bây giờ nghĩ đến, hẳn là thật. Báo thù ta không hứng thú, bất quá. Âm Linh Tử nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nói, giết hắn, ta rất có hứng thú. Tiêu Phàm đám người một đường vô ngôn, trở lại khách sạn sau đó, Tiêu Phàm thông báo vài câu, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Bất quá, Tiêu Phàm vừa mới nhập định, cửa ra vào liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Tiêu Phàm linh hồn chi lực quét qua, trong nháy mắt biết người đến là ai. Biểu ca, tìm ta chuyện gì? Tiêu Phàm mở ra cửa phòng, nhìn xem cửa ra vào Bạch Y Thanh Niên nói, Bạch Y Thanh Niên tự nhiên liền là Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc há miệng muốn nói, lại không biết như thế nào mở miệng. Biểu ca, người ta ở giữa, còn có sự tình gì không thể nói sao? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Sở Vân Bắc nói, hắn biết rõ Sở Vân Bắc là một cái rất hiếu thắng người, sớm đã cùng lúc trước hắn như là hai người. Sở Vân Bắc khẽ cắn môi, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, hít sâu một cái nói, Tiêu Điện Chủ, ta có thể hay không gia nhập Tu La Điện? Gia nhập Tu La Điện đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, người trước đứng lên. Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Sở Vân Bắc, bất quá Sở Vân Bắc tính tình cũng 10 phần ngạo khí, quả thực là quỳ trên mặt đất không nổi. Ngươi không đáp ứng, ta liền không đứng dậy. Sở Vân Bắc ngữ khí kiên định lạ thường, cái này quyết định là hắn suy nghĩ thời gian rất lâu mới làm ra đến. Trước kia hắn trong lòng vẫn như cũ có cỗ chấp niệm, bởi vì Tiêu Phàm là hắn giết cha cửu nhân, nhưng Sở Vân Bắc cũng rõ ràng biết rõ, Tiêu Phàm sở dĩ giết hắn phụ thân, đó là bởi vì hắn phụ thân Sở Lăng Tiêu nên giết. Hơn nữa, Tiêu Phàm phụ thân cũng đồng dạng chết bởi hắn phụ thân Sở Lăng Tiêu tay, nhưng Tiêu Phàm vẫn luôn đem hắn làm thành huynh đệ, chưa bao giờ ghi hận với hắn. Hắn Sở Vân Bắc lại có gì có thể ghi hận Tiêu Phàm đây? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu nói, đỡ dậy Sở Vân Bắc. Đa tạ điện chủ, Sở Vân Bắc trên mặt tức khắc hiện lên sán lạn thiếu dung. Giờ khắc này, hắn trong lòng khúc mắc triệt để giải khai, lại nói, đáng tiếc ta thực lực quá thấp, lại là không giúp được giúp cái gì. Nói đến đây, Sở Vân Bắc lại thở dài một hơi, Tiêu Phàm bây giờ cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh. Mà hắn vẻn vẹn chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, thực lực chênh lệch bày tại đây, Tu La Điện đều chưa hẳn cần hắn dạng này lực lượng. Ngươi thiên phú cũng không so với ai khác kém, sớm muộn có một ngày sẽ đột phá, huống hồ, ta nơi này cũng xác thực có một việc muốn ngươi hỗ trợ, càng nghĩ, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Mặc dù muôn lần chết, nguyện đi vậy, Sở Vân Bắc không cần nghĩ ngợi nói ra. Tiêu Phàm gật gật đầu. Suy nghĩ một chút nói, chúng ta Sơ Lâm Thái Cổ Thần Giới, đối giới này có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, lần này ta tiến về tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, lại là lo lắng Tu La Điện. Ngươi là sợ Tu La Điện bị thế lực khác ngấp nghé. Sở Vân Bắc chen lời nói, lập tức đắng chát cười một tiếng, ta chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, Tu La Điện rất nhiều người so với ta mạnh hơn, ta lại có thể bảo hộ Tu La Điện. Sở Vân Bắc nói ngược lại là lời nói thật. Hắn một cái chiến thần cảnh đỉnh phong, tại thái cổ thần giới chỉ là run rế người bình thường vật, liền chính mình cũng bảo hộ không tốt, lại làm sao có thể bảo vệ tốt người khác đâu. Không, Tu La Điện an nguy ta không lo lắng, người bình thường không dám trắng trợn đối phó Tu La Điện. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, ta lo lắng là, có người âm thầm ở Tu La Điện chôn xuống đinh tử. Cái kia biểu đệ ý là, Sở Vân Bắc ẩn ẩn đoán được Tiêu Phàm muốn để bản thân làm cái gì. Nhưng hắn vẫn là không dám xác định. Đệ nhất thành cùng Tu La Điện cường đại là tất nhiên sự tình, nhưng cái này quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ cho người lợi dụng sơ hở. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng,
nói chiến hồn đại lục đi ra người ta có thể tin tưởng, nhưng thái cổ thần giới người lại không nhất định có thể tin. Nghe nói như thế, Sở Vân Bắc nếu là còn không biết Tiêu Phàm muốn cho hắn làm cái gì, cái kia hắn liền là kẻ ngu, chỉ là hắn không dám tin tưởng, Tiêu Phàm sẽ đem như thế chuyện quan trọng tình giao cho mình tới làm, một phần vạn bản thân lá mặt lá trái đây. Không đợi Sở Vân Bắc mở miệng, Tiêu Phàm cực kỳ chính trọng nói, bởi vậy, ta nghĩ thành lập một cái giám sát Tu La Điện cùng đệ nhất thành cơ cấu, tên là U Linh, ngươi làm U Linh thống lĩnh. Điểm này, Tiêu Phàm tại gặp gỡ Vô Tâm sự tình sau liền nghĩ đến, chỉ là Tiêu Phàm trong lòng vẫn không có phù hợp nhân tuyển. Mặt khác, chính như hắn nói, chiến hồn đại lục người, Tiêu Phàm là tín nhiệm, nhưng thái cổ thần giới người, Tiêu Phàm có thể không nhất định sẽ tin tưởng. Mà Tu La Điện cường đại lại là xu thế tất thành sự tình, thành lập U Linh cái này cơ cấu cũng là cực kỳ tất yếu. Tiêu Phàm nhường Sở Vân Bắc tới đảm nhiệm U Linh thống lĩnh, cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua, từng tại chiến hồn đại lục liền nghĩ qua việc này, chỉ là bởi vì rất nhiều sự tình mới kéo tới hiện tại mà thôi. Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, thật lâu mới khôi phục bình tĩnh, nói, ngươi sẽ không sợ ta đầu nhập vào ngươi là cố ý tìm ngươi báo thù. Thậm chí, bán đứng Tu La Điện, ngươi sẽ không, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, nếu như ngươi muốn giết ta, vô luận là tự mình động thủ cũng tốt, vẫn là mượn nhờ kẻ khác lực lượng cũng được, ta nghĩ ngươi đã từng phải có rất nhiều cơ hội, có thể ngươi cuối cùng đều từ bỏ, ta nói đúng sao? Sở Vân Bắc đắng chát cười một tiếng, Tiêu Phàm nói không sai, tại chiến hồn đại lục, hắn kỳ thật có rất nhiều lần cơ hội hãm hại Tiêu Phàm, liền tựa như ở trong thần linh táng địa, nhưng là Sở Vân Bắc lại không có. Không phải hắn không muốn báo thù, mà là hắn trong lòng có một cân đòn, biết rõ ai đúng ai sai, thù giết cha hắn cũng không phải không báo qua, chỉ là đã từng thất bại mà thôi. Sở Vân Bắc bái kiến điện chủ, hít sâu một cái, Sở Vân Bắc quỳ một chân Tiêu Phàm trước mặt, nói, biểu đệ, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Tiêu Phàm tiêu sái cười một tiếng, đỡ dậy Sở Vân Bắc, sau đó cho hắn một mai càn khôn giới nói, trong này có thích hợp ngươi tu luyện thiên thư, cùng một chút tài nguyên, ngươi mau chóng đột phá thiên thần cảnh. Đa tạ điện chủ, Sở Vân Bắc cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, hắn sở dĩ nguyện ý quy thuận Tiêu Phàm, cũng là bởi vì Tiêu Phàm loại này khí phách cùng nhân cách mị lực. Kỳ thật, U Linh từ lúc hơn 2 tháng trước liền thành lập, bên trong có bây giờ U Linh một chút tư liệu, ngươi bản thân nhìn xem. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Sở Vân Bắc gật gật đầu, mở ra bàn tay, một cái ngọc phù xuất hiện ở trong tay, linh hồn chi lực đảo qua, tức khắc đại lượng tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Kiếm La, Tiếu Thiên Dương, Thanh Phong Lão Tổ, Xích Vân Lão Tổ, những người này. Sở Vân Bắc trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hắn tự nhiên biết rõ những người này là người nào. Những người này đều là Tiêu Phàm từ chiến hồn đại lục bên trong mang đi ra, chỉ là hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà sớm cũng đã phòng ngừa chu đáo. 2 tháng trước đó, Tiêu Phàm tìm đến Kiếm La bọn họ, sau đó Kiếm La đám người biến mất, kỳ thật bọn họ cũng không phải là chân chính biến mất, mà là nguyện ý hy sinh bản thân, ẩn tàng đến chỗ tối mà thôi. U Linh nhóm đầu tiên hết thảy 36 người, mỗi người đều là tin được lão nhân. Tiêu Phàm gật gật đầu. Lại giao cho Sở Vân Bắc một khối lệnh bài, nói, có cái này lệnh, Dịch Bằng sẽ phối hợp ngươi tất cả hành động. Sở Vân Bắc trịnh trọng gật gật đầu, tiếp nhận lệnh bài thu nhập trong càn khôn giới, tiện tay bóp, cái kia ngọc phù tức khắc hóa thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên lúc này, Sở Vân Bắc lúc này mới rời đi, trong phòng tức khắc lại trở nên yên tĩnh vô cùng. Bây giờ Tu La Điện, mới xem như hoàn thiện, Tiêu Phàm hít sâu một cái. Đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ khác thường sắc thái, hắn tin tưởng, Tu La Điện tương lai tất nhiên sẽ đi về phía huy hoàng. Nhìn một cái sắc trời, Tiêu Phàm phát hiện thời gian cũng không sớm, dứt khoát bàn ngồi ở trên giường minh tưởng, chờ đợi hừng đông đến. Nhưng mà, Tiêu Phàm vừa mới nhập định không đến nửa canh giờ thời gian, cửa ra vào đột nhiên lại truyền đến một đạo tiếng đập cửa. Tiêu Phàm linh hồn chi lực quét qua, phát hiện Sở Vân Bắc vậy mà đi mà quay lại. Không khỏi nhíu mày. Biểu ca, có sự tình gì? Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy đi trước mở cửa. Két, cửa phòng mở ra, phát ra một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm linh hồn chi lực đảo qua gõ cửa người, phát hiện là Sở Vân Bắc đi mà quay lại, cũng không quá mức để ý.
Nhưng mà, nghênh đón Tiêu Phàm cũng không phải Sở Vân Bắc trả lời, mà là một đạo ngân mang, tốc độ cực nhanh, thẳng đến Tiêu Phàm mi tâm. Tiêu Phàm toàn thân kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, không chút do dự chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ tránh thoát đạo kia sắc bén ngân mang công kích, cho dù tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, cũng vẫn như cũ chậm nửa nhịp, hư không mang theo một màn mưa máu. Chớp mắt không đến thời gian, Tiêu Phàm xuất hiện ở một trượng 3,33m có hơn, băng lãnh con người hướng về cửa ra vào nhìn lại. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là phát hiện, cửa ra vào căn bản không có bất luận bóng người nào, chỉ có màn đêm bên trong, có một đạo u ảnh nhanh chóng chợt lóe lên. Muốn chạy, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh đến cực điểm, chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ cực tốc đuổi theo. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ nếm qua dạng này thua thiệt, lại có người ám sát đến hắn trên đầu, Tiêu Phàm lại làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này đây. Hắn chính là Tu La Điện chủ, Tu La Điện vốn liền là sát thủ tổ chức, có thể hiện tại hắn cái này Tu La Điện chủ đều suýt nữa chịu thiệt hại lớn, Tiêu Phàm cũng muốn biết rõ, rốt cuộc là người nào to gan như vậy dám đến ám sát hắn. Hồi tưởng một cái kia ám sát chi thuật cũng quá mức đáng sợ. Vậy mà có thể mô phỏng Sở Vân Bắc khí tức, Tiêu Phàm trước đó cùng Sở Vân Bắc hàn huyên thật lâu, còn coi là chỉ là Sở Vân Bắc đi mà quay lại. Hắn chỗ nào biết rõ, người tới lại là một cái sát thủ, nếu như không phải hắn Thái Huyền Thần Du bộ tu luyện đến đệ nhị trọng đỉnh phong, có lẽ hiện tại cũng đã chết ở cái kia sát thủ trên tay. Cái kia kinh hồng nhất kiếm, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Phàm hiện tại ngẫm lại đều có chút hãi hùng khiếp vía. Công tử! Quân Nhược Hoan nghe được một tia động tĩnh, nhao nhao từ trong phòng phóng đi, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ hư không lướt qua, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Quân Nhược Hoan, người cùng ta cùng đi lên nhìn xem, thần Thiên Nghiêu, người bảo hộ bọn họ. Quỷ Thiên Cửu quyết định thật nhanh, kêu lên Quân Nhược Hoan liền không chút do dự xông tới. Bóng đêm bên trong, mấy đạo hắc ảnh giống như ảo ảnh, trong đêm tối nhanh chóng xuyên toa, nếu như không cần linh hồn chi lực cảm ứng. Bình thường người căn bản không có khả năng cảm ứng được. Phía trước nhất một đạo hắc ảnh nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, bộ pháp kinh người, nhiều lần kém chút bỏ rơi Tiêu Phàm, còn tốt Tiêu Phàm linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, lúc này mới có thể bắt được đối phương trên người tung tích. Cái kia hắc ảnh ở trong thành xuyên loạn nửa chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng phát hiện không vung được Tiêu Phàm, sau đó vội vàng hướng bên ngoài thành phóng đi. Ta cũng phải nhìn xem. Rốt cuộc là người nào muốn giết ta, vậy mà còn phái một cái cổ thần cảnh sát thủ. Tiêu Phàm đen kịt con ngươi lóe ra u quang. Cũng khó trách hắn giận không thể át, nếu như không phải lần này hắn may mắn đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, lực bộc phát sinh chất bay vọt, một kích kia liền có thể nhường đối phương đắc thủ. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Tiêu Phàm rốt cuộc đuổi theo U Vân Thiên Thành, lại bay nhanh chốc lát thời gian, đạo kia hắc ảnh rốt cuộc ngừng lại. Quay đầu chính là một kiếm hướng về Tiêu Phàm đâm tới. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, liền sợ hắc ảnh mang đến hồi mã thương, làm một kiếm kia đâm tới thời khắc, Tiêu Phàm né người như chớp, vừa lúc tránh khỏi. Người vậy mà còn không chết, hắc ảnh con người băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm có chút khàn khàn, tựa như cực kỳ kỳ quái Tiêu Phàm còn có thể đuổi tới hiện tại một dạng. Người cái này điểm độc, còn không làm gì được ta. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Xuyên thấu qua cái kia màu đen vành nón, hắn thấy được một đôi băng lãnh con ngươi. Tại Tiêu Phàm đầu vai, da thịt phía trên thiêu đốt lên một đoàn kim sắc hỏa diễm, từng sợi khói đen toát ra. Rất hiển nhiên, cái kia hắc ảnh trên thân kiếm có độc, hắn cố ý vòng quanh, cũng chỉ là muốn cho Tiêu Phàm độc phát thân vong, chỉ bất quá hắn không nghĩ đến là, Tiêu Phàm căn bản không sợ hắn trên thân kiếm độc. Cổ hỏa, hắc ảnh trong giọng nói hơi có vẻ kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Tiêu Phàm đầu vai kim sắc hỏa diễm, lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn hạ độc dị thường bá đạo, bất quá tại cổ hỏa trước mặt, liền không ngoài như vậy, cổ hỏa muốn luyện hóa hắn độc, chỉ là sự tình đơn giản mà thôi. Bất quá hắn hiển nhiên không biết, Tiêu Phàm cái này hỏa diễm, còn căn bản không đi đến cổ hỏa cấp độ. Là ai để ngươi đến giết ta? Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đối với nghĩ giết hắn người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không biết thủ hạ lưu tình, nếu như có thể, hắn nhất định sẽ đem cái này hắc y nhân lưu lại. Tự nhiên là có người bỏ tiền mua ngươi trên cổ đầu người. Hắc ảnh khẽ cười một tiếng, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm tốc độ nhanh như vậy,
tất nhiên chạy không thoát, vậy liền chỉ có chiến một cuộc. Đã ngươi không nói, vậy liền chết đi. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, hắn cũng biết rõ, xem như sát thủ, đồng dạng đều không phải sẽ bại lộ kim chủ, đây là xem như sát thủ cơ bản tố dưỡng. Tiêu Phàm hỏi như vậy, cũng chỉ là ôm lấy một tia may mắn mà thôi, kỳ thật, ở trong lòng hắn, cũng đã ẩn ẩn có phỏng đoán, dù sao hắn địch nhân cứ như vậy nhiều. Có thể ra giá nổi tiền mời cổ thần cảnh sát thủ, chí ít cũng phải là tam lưu thế lực, hoặc là cổ thần cảnh cường giả. Hắc Ảnh không nói, Tiêu Phàm cũng không sao cả, bất quá hắn trong lòng lại là mỗi giờ mỗi khắc cho mình đề một cái tỉnh, nguyên lai thái cổ thần giới, cũng đồng dạng có sát thủ tổ chức. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết thiêu đốt, thân thể phát sáng, tại hắn đỉnh đầu, đột nhiên hiện lên một ngụm kim sắc hỏa diễm động thiên. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Hắc Ảnh trước người, kim sắc hỏa diễm động thiên trực tiếp đem Hắc Ảnh lồng chụp vào trong. Linh hồn thiên phú, Hắc Ảnh lần thứ nhất lộ ra kinh sợ, không dám cùng Tiêu Phàm giao phong, cực tốc hướng về hậu phương lao đi, tránh thoát hỏa diễm động thiên đốt luyện. Không thể không nói, cái này Hắc Ảnh so Âm Tuyệt bọn họ muốn cường đại nhiều lắm, vậy mà có thể không nhìn hỏa diễm động thiên lực lượng. Phải biết, Âm Tuyệt cùng Lôi Bá bọn họ, ở nơi này hỏa diễm động thiên phía dưới, thế nhưng là trực tiếp bị đốt luyện sạch sẽ a. Mắt thấy Hắc Ảnh chạy ra động thiên phong tỏa, Tiêu Phàm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi tu la kiếm, lăng không đâm ra, xông thẳng Hắc Ảnh ngực mà đi. Bang, một đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên. Hư không đốm lửa bắn tứ tung, cái kia Hắc Ảnh trước ngực không biết có cái gì đồ vật, vậy mà che lại hắn một mạng. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Hắc Y Nhân, chuyển động trong tay tu la kiếm, đầy trời kiếm khí chiếu xuống, Hắc Ảnh toàn thân máu tươi vẩy ra, kêu thảm một tiếng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Bất quá, Hắc Ảnh vẫn như cũ còn có sức phản kháng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người hóa thành một đạo huyết quang trốn tới chân trời. Trích tinh thủ, Tiêu Phàm nhìn thấy, vội vàng vung ra một đạo trích tinh thủ, hung hăng quất hướng cái kia Hắc Ảnh run một cái, liền giống như đầy sao rơi xuống đồng dạng, không thấy bóng dáng. Chỉ có hư không một đạo đen kịt u quang rơi xuống đất, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, đưa tay một chảo, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối hắc sắc thiết lệnh. Hoàng Tuyền, Tiêu Phàm nhẹ giọng đọc lên thiết lệnh bên trên viết hai cái ngân câu thiết họa chữ. Không biết tại sao, trong lòng có loại mãnh liệt bất an. Hô hô, lúc này, nơi xa lại có hai đạo thân ảnh gào thét mà tới, rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa, lại là Quân Nhược Hoan cùng Quỷ Thiên Cửu hai người chạy tới. Hai người chăm miệng một lời, công tử điện chủ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, quét trong tay thiết lệnh liếc mắt, sau đó ném cho Quỷ Thiên Cửu nói, các ngươi có thể nhận biết vật này. Quỷ Thiên Cửu nắm lấy cái kia lệnh bài. Hai tay hơi hơi run một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hoàng Tuyền sứ giả lệnh, Quân Nhược Hoan trực tiếp kêu sợ hãi mà ra, bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, kinh hãi nói, công tử, vừa mới ngươi truy sát là Hoàng Tuyền sứ giả. Không phải ta truy sát hắn, là hắn ám sát ta. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nhìn thấy Quân Nhược Hoan cùng Quỷ Thiên Cửu thần sắc, hắn cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Dừng một chút. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống nói, đúng rồi, cái gì là Hoàng Tuyền sứ giả? Chuyện quá hay. Nghe được Hoàng Tuyền sứ giả bốn chữ này, Quỷ Thiên Cửu cùng Quân Nhược Hoan hai người đều chân mày nhíu chặt, tựa như không nguyện ý nhiều lời đồng dạng, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hay là ta tới nói a? Quỷ Thiên Cửu nghĩ nghĩ trước tiên mở miệng, nhìn về phía Tiêu Phàm phản hỏi, điện chủ nghĩ đến đối thái cổ thần giới cũng có nhất định hiểu rõ a? Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, thái cổ thần giới rộng lớn vô biên, tin đồn hết thảy 9 vạn cổ vực, thiên vũ vực chỉ là trong đó chỉ là hạt gạo mà thôi. Điện chủ biết vẫn là quá nông cạn, Quỷ Thiên Cửu lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, trên thực tế, thái cổ thần giới đâu chỉ 9 vạn cổ vực, nhưng mà, ta nhân tộc vẻn vẹn độc chiếm tam thiên vực. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, thái cổ thần giới có vẻ như so với hắn tưởng tượng còn muốn rộng lớn rất nhiều. Không hổ là chư thiên vạn giới đệ nhất giới. Sau đó hắn nghe Quỷ Thiên Cửu tinh tế nói tới, nhân tộc tam thiên vực, ở vạn tộc san sát thái cổ thần giới bên trong, không tính đại tộc, nhưng cũng không tính là tiểu tộc. Chỉ là, đã từng nhân tộc lại là cực kỳ nhỏ yếu, tùy tiện một cái chủng tộc đều có thể nhào nặn nhân tộc,
cái này quá trình bên trong, không thể nghi ngờ không thể thiếu nhân tộc phản kháng. Tại nhân tộc phản kháng quá trình bên trong, các tu sĩ cũng bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó ra đời đông đảo cường đại thế lực. Những cái này thế lực tại cùng với những cái khác chủng tộc lúc tác chiến, bị hủy diệt vô số, nhưng cũng có một chút thế lực ương ngạnh truyền thừa xuống tới, trải qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ có hắn dấu vết. Các ngươi là nói, cái này hoàng tuyển sứ giả phía sau sở thuộc thế lực, liền là những cái kia thế lực truyền thừa xuống. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, lập tức nghĩ tới trong đó mấu chốt. Nếu quả thật nếu là như thế, vậy cái này thế lực cũng có chút đáng sợ, truyền thừa vô số tuế nguyệt, người nào biết rõ hắn đã cường đại đến như thế nào cấp độ đây. Như Tu La Điện đồng dạng, mặc dù diệt lại xuất hiện lại diệt, nhưng truyền thừa lại chưa đứt, hơn nữa kéo dài hơn mấy vạn năm. Hơn nữa cho dù như thế, Tu La Điện tại Chiến Hồn Đại Lục, cũng coi là số một số hai thế lực, cho người nghe tin đã sợ mất mật. Có thể nghĩ, Thái Cổ Thần Giới những cái kia truyền thừa mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt đại thế lực. Không sai, Quỷ Thiên Cừu trịnh trọng gật gật đầu, nhìn xem trong tay hắc sắc thiết lệnh nói, Hoàng Tuyền sứ giả phía sau sở thuộc thế lực liền là Bích Lạc Hoàng Tuyền, bọn họ trải rộng nhân tộc Tam Thiên Vực, thậm chí cái khác cổ vực, không hiện thế gian, mặc dù hắn không còn huy hoàng, nhưng ai cũng biết được hắn cường đại, không muốn đắc tội. Cường đại, có lẽ không các người nghĩ đơn giản như vậy. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nói các ngươi cảm thấy cường đại thế lực, sẽ dựa vào giết người nghề nghiệp sao? Quỷ Thiên Cừu cùng Quân Nhược Hoan nhíu mày, hai người minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, cũng lộ ra vẻ trầm tư. Giống U Vân Phủ bậc này đại thế lực, đều sẽ có phụ thuộc thế lực tiến cống, lại càng không cần phải nói Bích Lạc Hoàng Tuyền dạng này thế lực, hắn cũng phải có vô số phụ thuộc thế lực mới đúng. Có thể Bích Lạc Hoàng Tuyền lại còn phải dựa vào giết người đến giành tài nguyên. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Bích Lạc Hoàng Tuyền không có tưởng tượng cường đại. Nói trắng ra là, coi như Bích Lạc Hoàng Tuyền đã từng đầy đủ cường đại, nhưng hiện tại cũng liền nhiều nhất tương đương với một cái cường đại sát thủ tổ chức mà thôi, còn phải dựa vào giết người kiếm tiền đến chèo chống. Tiêu Phàm cười khẩy. Hắn còn có một câu không nói, kia chính là Tu La Điện cũng chuẩn bị tiếp cận dạng này nghề nghiệp lập nghiệp, bây giờ gặp gỡ Bích Lạc Hoàng Tuyền, cũng coi là gặp gỡ đối thủ. Công tử nói không sai. Lúc này, Quân Nhược Hoan đột nhiên mở miệng nói, bây giờ Bích Lạc Hoàng Tuyền xác thực giống như sát thủ tổ chức, nhưng là, bọn họ một khi tiếp nhận nhiệm vụ, liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe được lời này, Tiêu Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng không muốn bản thân thời khắc đều bị Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ nhớ thương. Như thế nào mới có thể để cho bọn họ hủy bỏ nhiệm vụ này? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, Bích Lạc Hoàng Tuyền cho dù không còn huy hoàng, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Tiêu Phàm cũng không muốn đắc tội dạng này quái vật khổng lồ. Nếu như tương lai Tu La Điện trưởng thành, ngược lại không dùng quá mức kiêng kỵ. Tiêu Phàm trong lòng một mực hoài nghi, rốt cuộc là người nào hoa giá thật lớn muốn tính mạng mình đây. Đồng dạng Bích Lạc Hoàng Tuyền nhiệm vụ không thể hủy bỏ, cho dù tuyên bố nhiệm vụ người đều không được, chí ít, cho đến bây giờ, ta còn chưa nghe nói qua có ai bị Bích Lạc Hoàng Tuyền ám sát. Cuối cùng còn có thể còn sống sót. Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nói. Nghe được lời này, Tiêu Phàm lông mày vặn trở thành một cái chữ xuyên, chiếu Quân Nhược Hoan nói như vậy, về sau mình tùy thời đều sẽ gặp Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ truy sát. Đây chính là không ổn tin tức, nếu như là đối mặt đồng giai ám sát, Tiêu Phàm còn có thể có chút nắm chắc, nhưng đối mặt cao giai tu sĩ ám sát, cho dù là hắn, cũng khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Lần này chính là tốt nhất biện pháp. Điện chủ không cần hoang mang, Bích Lạc Hoàng Tuyền nhiệm vụ mặc dù sẽ không hủy bỏ, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tiếp tục truy sát công tử. Quỷ Thiên Cừu đột nhiên mở miệng nói. A, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn thật đúng là lo lắng mỗi ngày bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người nhìn chằm chằm. Quỷ Thiên Cừu suy nghĩ một chút nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền người xuất thủ đối phó công tử, hiển nhiên là có người muốn công tử tính mệnh. Lần này ám sát công tử thất bại, Bích Lạc Hoàng Tuyền tất nhiên sẽ thêm vào tiền truy nã. Cái này cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền người giết ta lại có quan hệ gì? Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu. Ngược lại là một bên Quân Nhược Hoan đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười cười nói, công tử, là dạng này, nghe nói Bích Lạc Hoàng Tuyền nhiệm vụ thất bại, lần tiếp theo tiền truy nã sẽ gấp bội. Căn cứ ngươi trong tay khối này Hoàng Tuyền sứ giả lệnh đến xem,
hẳn là tam tinh hoàng tuyển sứ giả, thỉnh cầu tam tinh hoàng tuyển sứ giả giá cả có thể không thấp, mà lần tiếp theo gấp bội, tiền truy nã liền càng thêm khoa trương. Huống chi, coi như lần sau xuất động tam tinh hoàng tuyển sứ giả, cũng chưa hẳn có thể giết chết công tử, cho nên lý do an toàn, nhất định sẽ thỉnh cầu tứ tinh hoàng tuyển sứ giả, giá cả lại sẽ lật gấp mấy lần, bởi vì lần sau nếu không thành công, tiền truy nã lại sẽ tăng vọt, nghĩ gom góp tiền truy nã cũng khó khăn. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cũng đại khái hiểu ý tứ gì, nói, cho dù như thế, các ngươi không phải nói Bích Lạc Hoàng Tuyền người sẽ không hủy bỏ ám sát nhiệm vụ sao? TRUENCUATUIVN Bích Lạc Hoàng Tuyền ám sát nhiệm vụ thất bại sau, huyền thưởng giả có thời gian nửa năm gom góp tiền truy nã, nếu là góp không ra, Bích Lạc Hoàng Tuyền sẽ tìm tiền nhiệm vụ tuyên bố người, nhẹ thì giết hắn, nặng thì diệt hắn cửu tộc. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói, cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, người bình thường đều sẽ không tìm Bích Lạc Hoàng Tuyền giết người. Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Tiêu Phàm trong lòng thất kinh, không thể không nói, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền, cũng quá đáng sợ, thậm chí ngay cả tuyên bố nhiệm vụ người đều giết. Bất quá lại nói trở về, Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng quả thật có dạng này thực lực, truyền thừa vô số tuế nguyệt, nội tình cũng không phải thiên vũ vực loại này phổ thông cổ vực thế lực có thể bằng được. Công tử có thể nghĩ một cái, là ai trăm phương ngàn kế nghĩ giết ngươi? Quỷ Thiên Cừu nhắc nhở. Tiêu Phàm nhíu mày, rơi vào trong trầm tư, tìm Bích Lạc Hoàng Tuyền giết người phiền toái như vậy, vậy mà còn có người hoa lớn như vậy đại giới giết bản thân, thù này đoán chừng không đội trời chung. Thiên Âm Tông, cừu hận này xác thực không nhỏ, nhưng không lâu trước đó hắn vừa mới nhìn thấy âm linh tử cừu hận còn không có biểu hiện như thế rõ ràng. Kim Diễm Cốc. Như thế có khả năng, nhưng là hiện tại Kim Diễm Cốc đang tại nội loạn bên trong, trong thời gian ngắn thật không nghĩ qua thay Bắc Nguyên triệt báo thù. Huống chi, tìm Bích Lạc Hoàng Tuyền giết người, tiền truy nã cũng không phải bình thường cao, người bình thường cũng căn bản cầm không ra. Về phần thế lực khác, có lẽ nghĩ giết hắn, nhưng hẳn là sẽ không tìm tới Bích Lạc Hoàng Tuyền, dù sao cái này không cẩn thận, có thể liền là cho mình tìm phiền toái. Chờ, không phải Kim Diễm Cốc. Cũng không phải Thiên Âm Tông, lại muốn trăm phương ngàn kế giết ta. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một đạo lợi mang, đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, nhếch miệng cười nói, ta làm sao quên hắn đây. Công tử có từng nghĩ tới người nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Quân Nhược Hoan biết rõ, Tiêu Phàm khẳng định cũng đã đoán được ai muốn giết hắn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hiển nhiên không nguyện ý nói thêm cái gì, sau đó lại nhìn về phía Quỷ Thiên Cừu nói, muốn giết ta người. Người cũng hẳn là nhận biết. Quỷ Thiên Cừu nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức nhớ ra cái gì đó. Trước trở về đi, Tiêu Phàm con mắt nhìn liếc mắt hắc ảnh rời đi phương hướng, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ tàn khốc. Sau đó ba người hóa thành ba đạo lưu quang, cực tốc hướng về khách sạn phương hướng bay đi. Giờ phút này, U Vân Thiên Thành ngoại thành một tòa phổ thông trạch viện bên trong, một đạo hắc ảnh lướt qua. Như gió vậy xuất hiện ở cũ nát tiểu viện bên trong. Két một tiếng, cổ lão cửa phòng mở ra, một đạo còng xuống thân thể từ trong cửa phòng đạp đi ra, đó là một cái gần đất xa trời lão giả, một đôi nóng rực con ngươi nhìn chằm chằm không trung đạo kia hắc ảnh, tựa như mười phần chờ mong cái gì. Nhiệm vụ thất bại, hắc ảnh nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Lão giả lưng còng nghe vậy, toàn thân run rẩy kịch liệt, nóng rực con ngươi cũng lập tức biến đục ngầu lên. Thất thanh nói, làm sao sẽ? Là ngươi cung cấp tình báo không đủ, Bích Lạc Hoàng Tuyền quy của ngươi cũng hẳn là rõ ràng, tiền truy nã tăng gấp đôi, trong vòng nửa năm chuẩn bị 20 vạn trung phẩm thần thạch lại mời cái khác tam tinh hoàng tuyển sứ giả xuất thủ. Hắc ảnh ngữ khí không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Dừng một chút, hắc ảnh ném ra một mai ngọc phù, nói, hoặc là, chuẩn bị 40 vạn trung phẩm thần thạch, mời tứ tinh hoàng tuyển sứ giả. Thần thạch chuẩn bị xong, có thể tùy thời liên hệ ta. 40 vạn trung phẩm thần thạch, lão giả lưng còng nghe vậy, kém chút không ngã nhào trên đất. 40 vạn trung phẩm thần thạch, đây chính là tương đương với 4.000 vạn hạ phẩm thần thạch A, một cái tam lưu thế lực một năm nộp lên cung phụng cũng liền 10 vạn trung phẩm thần thạch mà thôi, hiện tại mở miệng liền là 20 vạn cùng 40 vạn trung phẩm thần thạch. Lại dùng 20 vạn trung phẩm thần thạch mời một cái tam tinh hoàng tuyển sứ giả. Lão giả lưng còng lắc lắc đầu, người này chính là tam tinh hoàng tuyển sứ giả đều thất bại,
lại mời một cái lại có thể thành công. Nếu như không thành công mà nói, lần thứ ba gấp bội nữa sẽ phải 40 vạn trung phẩm thần thạch, hơn nữa vẫn như cũ chỉ có thể thỉnh cầu tam tinh hoàng tuyển sứ giả. Thế nhưng là, mời tứ tinh hoàng tuyển sứ giả xuất thủ, lại là muốn 40 vạn trung phẩm thần thạch, trước đó 10 vạn trung phẩm thần thạch đều là hắn chắp vá lung tung góp đi ra, chỗ nào còn có thể xuất ra nhiều như vậy trung phẩm thần thạch. Nếu là trong vòng nửa năm, cầm không ra 20 vạn hoặc là 40 vạn trung phẩm thần thạch, đến lúc đó không may có thể liền là mình. Bích Lạc Hoàng Tuyền hung danh bên ngoài, đám người này nhưng mà cái gì đều làm được đi ra, chí ít, hắn là không thể nào sống được xuống dưới. Ngươi xác định dùng toàn lực, lão giả lưng còng 10 phần không cam lòng nói. Ngươi đang hoài nghi Bích Lạc Hoàng Tuyền tín dự, hắc ảnh nữ khí sững sờ, sắc bén con ngươi tựa như một đầu như rắn độc nhìn chằm chằm lão giả lưng còng, cái này nhưng đem cái sau dọa cho phát sợ. Không dám. Lão giả lưng còng vội vàng lắc lắc đầu, sau đó lại cắn răng nói, vô luận như thế nào, trong vòng nửa năm ta đều sẽ gom góp 40 vạn trung phẩm thần thạch. Tự giải quyết cho tốt, hắc ảnh lúc này mới hài lòng gật gật đầu, lưu lại một câu liền biến mất ở nguyên chỗ, bóng đêm lần nữa yên lặng xuống dưới. Lão giả lưng còng nắm chặt nắm đấm, phát ra một trận tiếng ken két, thực chất hóa sát ý thấu thể mà ra, vô cùng sắc bén cùng băng lãnh. Tiêu Phàm, hủy ta nhục thân, vô luận như thế nào, ta đều muốn ngươi chết. Lão giả lưng còng nhe răng trợn mắt nói, 40 vạn trung phẩm thần thạch, chỉ có thể từ lâu ngoại lâu nghĩ biện pháp. Thoại âm rơi xuống, lão giả lưng còng lách mình biến mất ở nguyên chỗ, khi hắn rời đi sau đó, đạo kia hắc ảnh lần nữa hiển hiện. Giả báo tin tức, 40 vạn đều tiện nghi ngươi, hừ. Hắc ảnh hừ lạnh một tiếng, nếu như lão giả lưng còng nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, thanh âm này vậy mà biến thành giọng nữ. Đoạt ta hoàng tuyển sứ giả lệnh, việc này cũng còn không xong. Hắc ảnh lại băng lãnh phun ra một câu, thiên thần bảng tranh đoạt tái, có vẻ như cũng có chút ý tứ, vừa vặn khó được đến thiên vũ vực một chuyến. Thoại âm rơi xuống, hắc ảnh biến mất, tất cả quy về bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Hôm sau, mặt trời lên cao. Tiêu Phàm rồi mới từ trong nhập định tỉnh lại, rời phòng lúc, lại là phát hiện Phong Lang, Quân Nhược Hoan, Trọc Thiên Hồng, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu đám người đã chờ đợi lâu ngày. Đều chuẩn bị xong, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nhìn qua tinh thần sung mãn bộ dáng. Đám người gật gật đầu, sau đó Phong Lang đột nhiên tiến lên một bước nói, công tử, Sở Vân Bắc không thấy, đoán chừng là đi, cái gì tin tức đều không lưu lại. Ta biết rõ. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ Sở Vân Bắc rời đi sự tình, phất tay, hư không đột nhiên lại tăng thêm hai đạo thân ảnh. Bái kiến sư tôn, điện chủ, hai đạo thân ảnh cung kính quỳ gối Tiêu Phàm trước người, chính là vài ngày trước cứu Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca, Tiêu Phàm vẫn luôn đem bọn họ ném ở trong tiểu thiên địa. Hôm nay sắp tiến về Long Đằng Phủ tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, Tiêu Phàm không dự định mang lên bọn họ, thứ nhất là Tiêu Phàm mang theo hai người không an toàn. Thứ hai cũng là ở trong tiểu thiên địa căn bản không có lịch luyện cơ hội. Tiểu lang, nơi này sự tình cũng đã qua một đoạn thời gian, ngươi mang theo bọn họ hai người rời đi, Tu La Điện liền dựa vào các ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí trầm trọng nói. Công tử, ta vẫn là lưu lại đi. Phong Lang gật gật đầu, hắn mặc dù biết rõ, bản thân thực lực yếu nhược, nhưng hắn rất muốn cùng lấy Tiêu Phàm đi tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Dù sao, thiên thần bảng tranh đoạt tái đối với hắn tới nói, cũng là một cái cực giai cơ hội rèn luyện. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca nói, lần sau ta trở về, ta hy vọng hai người các ngươi có thể có chỗ đột phá, mặt khác, làm bất cứ chuyện gì trước đó, đều muốn suy nghĩ mà làm. Là, sư tôn, điện chủ, hai người cung kính gật gật đầu, Hồ Đạo Duyên lại giận bộ dáng, nói, sư tôn. Cái kia phó tam đạo uy hiếp ngươi, chúng ta chỉ là nhìn bất quá hắn mà thôi, lúc này mới phạm phải sai lầm lớn. Ta cũng không phải quái các ngươi cái này, mà là quái các ngươi không biết lượng sức mà thôi. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, ta biết rõ các ngươi nghĩ cho ta báo thù, nhưng là phải các ngươi có đầy đủ thực lực, hai cái chiến thần cảnh, muốn ám sát bán bộ cổ thần cảnh, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Lần này còn tốt, nếu có lần sau. Vi sư cũng chưa hẳn có thể cứu được các ngươi. Tiêu Phàm cũng biết rõ, hai người là vì giữ gìn chính mình mới đi ám sát phó tam đao,
cho nên hắn cũng không có bất luận cái gì trách cứ hai người ý tứ. Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca hai người lộ ra vẻ áy náy, hàn huyên vài câu sau đó, cuối cùng vẫn là rời đi, bất quá Phong Lang lại lưu lại. Lập tức Phong Lang, Quân Nhược Hoan, Trọc Thiên Hồng, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu bọn họ 5 người đi theo Tiêu Phàm tiến về Long Đằng Phủ, mấy người rất nhanh liền chạy tới U Vân Phủ quảng trường vị trí. Một chiếc rộng lớn thần chu in vào Tiêu Phàm bọn họ trong tầm mắt, không thể nhìn thấy phần cuối, đứng tại đó, Tiêu Phàm một chuyến cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé. Nhưng Tiêu Phàm một chuyến vừa mới rơi vào bong thuyền phía trên lúc, tận mấy đôi lạnh lẽo con ngươi trông lại, trên mặt đều là hí ngược cùng vẻ khinh thường. Tiêu Phàm theo cái kia ánh mắt nhìn lại là phát hiện, Âm Linh Tử cùng Bắc Nguyên Cuồng Đao hai người cũng đứng tại thần chu biên giới, quan sát phía dưới, khiêu khích lộ rõ trên mặt. Công tử, chúng ta phải cẩn thận hai người kia, Trọc Thiên Hồng nhắc nhở. Là ngươi phải cẩn thận, không phải chúng ta. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, gặp Trọc Thiên Hồng không phục, hắn lại nói, ngươi hỏi một cái, Quân Nhược Hoan bọn họ sợ sao? Dứt lời, Tiêu Phàm lách mình liền hướng lấy thần chu bay đi, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu hai người tựa như lười nhác trả lời, trực tiếp đi theo Tiêu Phàm bay qua. Trọc Thiên Hồng ánh mắt rơi vào Quân Nhược Hoan trên người, Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu nói, một nhóm rác rưởi mà thôi, không cần quá mức để ý. Dứt lời, Quân Nhược Hoan cũng lách mình đi theo, chỉ có Trọc Thiên Hồng đứng ở cái kia mặt sạm lại. Tiêu Phàm mang theo Quân Nhược Hoan bọn họ tại thần chu bên trên tìm một căn phòng ngồi xuống, hoàn toàn đem Âm Linh Tử cùng Bắc Nguyên Cuồng Đao quên hết đi. Tại Tiêu Phàm trong mắt, hai người này còn không đủ để trở thành đối thủ của hắn, hắn cũng chưa từng đem hai người này xem như đối thủ. Dù sao, cực đại thiên vũ vực, U Vân Phủ tại một đám nhị lưu thế lực bên trong, cũng chỉ là xếp tại dựng ngược, cùng với những cái khác bát phủ thập tam tông ở giữa có rất lớn chênh lệch. Tại chín phủ 13 tông phía trên, có thể còn có lấy Thiên Võ Thần Sơn, nơi đó thiên tài mới là Tiêu Phàm chân chính đối thủ. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là đem Âm Linh Tử cùng Bắc Nguyên Cuồng Đao xem như đối thủ, vậy hắn cũng không có tất yếu tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Sau nửa ngày, thiên thần bảng đang tranh đoạt tái người dự thi toàn bộ đều mang theo riêng phần mình cấp dưới leo lên thần chu khởi động, lấy tốc độ cực nhanh hướng về chân trời lao đi. Thần chu tốc độ rất nhanh, nhưng đám người lại là cảm giác cực kỳ bình ổn, không biết còn coi là thân ở mặt đất phía trên. Từ U Vân Thiên Thành chạy tới Long Đằng Phủ, cho dù trở lên phẩm thần chu tốc độ, cũng cần một ngày thời gian, có thể nghĩ đường xa xa. Gian phòng bên trong, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, thể nội vận chuyển vô tận chiến điện cùng đạo hỏa hồng lô điển. Đi qua mấy ngày dung luyện, vô tận chi hỏa cũng đã triệt để tiêu hóa hỏa diễm trận thần cùng từ hỏa vân tử trên người lấy được thiên hỏa, cự ly cổ hỏa cũng chỉ có cách xa một bước. Bây giờ vô tận chi hỏa cũng đã bắt đầu thôn phệ tinh vẫn cổ hỏa, Tiêu Phàm biết rõ, một khi luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa, hắn khẳng định lại sẽ cố ý nghĩ không ra thu hoạch. Mặc dù vô tận chi hỏa cũng không có phóng ra một bước kia, nhưng lại nhường hắn đã thức tỉnh một loại thiên phú, kia chính là cái kia kỳ dị hỏa diễm động thiên. Mấy ngày nay, Tiêu Phàm linh hồn phân thân một mực nghiên cứu hỏa diễm động thiên, hắn kinh ngạc phát hiện, hỏa diễm động thiên bên trong kỳ thật cũng không có hỏa diễm, chỉ có đáng sợ nhiệt độ cao. Cái kia nhiệt độ cao, cho dù cổ thần cảnh cường giả cũng không chịu nổi, rất nhanh cũng sẽ bị dung luyện không còn một mảnh. Hơn nữa không chỉ có chỉ là công kích linh hồn, cũng châm đối nhục thân. Đây cũng là Tiêu Phàm tại sao dựa vào cái này hỏa diễm động thiên có thể diệt sát Phó Tam Đao, Lôi Bá cùng U Tuyền ba người nguyên nhân một trong. Bất quá, nhưng Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc là, cái này hỏa diễm động thiên, vậy mà có thể không ngừng mạnh lên, theo lấy vô tận chi hỏa mạnh lên, ngụm kia động thiên cũng đang phát sinh tương ứng biến hóa. Bởi vì nguyên nhân này, Tiêu Phàm cũng cố ý đem cái này hỏa diễm động thiên xưng là vô tận động thiên, ngoại trừ linh hồn phân liệt cùng thí thần bên ngoài, chính là hắn nắm giữ loại thứ ba linh hồn thiên phú, cũng là hắn tự thân chân chính trên ý nghĩa thức tỉnh loại thứ nhất linh hồn thiên phú. Hắn ẩn ẩn cảm thấy vô tận động thiên không chỉ có chỉ là công kích cường đại mà thôi, có lẽ còn có cái khác diệu dụng, chỉ là bây giờ còn tại nghiên cứu bên trong. Thời gian thong thả trôi qua. Quân Nhược Hoan bọn họ dường như cũng nhận lấy Tiêu Phàm cảm nhiễm, chăm chỉ rất nhiều, toàn bộ đều lâm vào nhập định bên trong. Oanh, đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ vang, lập tức đem nhập định Tiêu Phàm bọn họ kinh tỉnh lại, sau một khắc,
toàn bộ thần chu kịch liệt rung rung đến mấy lần, dường như tùy thời có thể sụp đổ. Ngay sau đó, một cỗ đại hủy diệt tư thế mãnh liệt mà tới, bao phủ toàn bộ thần chu. Chuyện gì xảy ra? Thần Thiên Nghiêu đề phòng nhìn xem bốn phía, đứng dậy chuẩn bị hướng bên ngoài vừa đi đi. 89/10 là thần chu bị công kích, Quân Nhược Hoan thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Tiêu Phàm ngược lại không nói gì, dẫn đầu mở ra cửa phòng đi ra ngoài, Chọc Thiên Hồng bọn họ không chút do dự đi theo. Thần chu phía trên, đám người sao động không thôi, từng đạo bóng người xuất hiện ở bong thuyền phía trên, phẫn nộ nhìn chằm chằm bốn phía, khí thế đáng sợ tại mãnh liệt. Xuyên thấu qua thần chu trận pháp màn sáng, Tiêu Phàm bọn họ lập tức bắt được ngoại giới tất cả, đó cũng là một chiếc rộng lớn kim sắc thần chu, cái này kim sắc thần chu so với bọn họ dưới chân thần chu còn muốn lớn hơn tức giận rất nhiều. Kim sắc thần chu phía trên, đứng sừng sững lấy lần lượt từng bóng người, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, lạnh lùng nhìn xem U Vân Phủ tu sĩ. Chỗ gần, U Vân Phủ thần chu xuất hiện một cái to lớn khe, hiển nhiên là bị đụng hư. Cũng may thần chu có đại trận thủ hộ, nếu không mà nói, toàn bộ thần chu đều có thể vỡ nát. Người nào dám phạm ta U Vân Phủ thần chu? Một tiếng quát lớn vang vọng hư không, không đám người nhóm lấy lại tinh thần, thần chu phía trước bong thuyền, bỗng nhiên lóe qua mấy đạo thân ảnh, đó là một cái nam tử trung niên cùng hai cái lão giả, ba người trên người đều phát ra vô cùng cường đại khí tức. Ở tại trước mặt, Tiêu Phàm đám người toàn bộ đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Công tử, cái kia nam tử trung niên là U Vân Phủ phó phủ chủ Thanh Thương, cũng là U Vân Phủ phủ chủ Thanh Khung đại ca, cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, hai người khác là U Vân Phủ hai vị khách khanh trưởng lão, Hồi Bào kêu Lệ Hồn, Hắc Bào kêu Hàn Sóc, hai người đều là cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi. Tiêu Phàm bên tai đột nhiên truyền đến Quân Nhược Hoan thanh âm. Không thể không nói. Quân Nhược Hoan đối Thiên Vũ vực tất cả tựa như đều rõ như lòng bàn tay, có hắn tại, Tiêu Phàm bọn họ cũng phải ít đi rất nhiều phiền phức. Tiêu Phàm gật gật đầu, mặc dù phán đoán không ra ba người này thực lực, nhưng hắn cũng có thể đoán được, lấy hắn bây giờ thực lực, đối mặt bình thường cổ thần cảnh trung kỳ là không có quá lớn áp lực. Nhưng là ba người này lại ép tới hắn có chút không thở nổi, không cần nghĩ cũng biết rõ, ba người này chỉ ít đều là cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi. Thanh Thương ba người vừa mới xuất hiện, U Vân Phủ người lập tức an tĩnh lại, nhìn về phía ba người ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Cổ thần cảnh đỉnh phong A, toàn bộ U Vân Phủ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần này vậy mà tự mình hộ tống bọn họ tiến về tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, đủ để có thể thấy được đám người đối lần này thiên thần bảng tranh đoạt tái coi trọng. Thanh Thương thoại âm rơi xuống, nhưng mà đối diện thần chu bên trên lại là không có người trả lời hắn lời nói. Điều này không khỏi làm hắn sắc mặt biến khó nhìn lên, trong lòng lửa giận nhanh chóng dâng lên. Hừ, Thanh Thương hừ lạnh một tiếng, đưa tay, một đạo trưởng cương gào thét mà ra, lập tức xuất hiện ở đối diện thần chu phía trên, hóa thành một đạo kêu to gắng sức chém xuống. Giờ khắc này, đối diện thần chu bên trên tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút, rốt cuộc không còn trước đó khinh thường. Thanh Thương, ngươi lấn ta Huyền Thiên Kiếm Tông không người hay sao? Mắt thấy cái kia trưởng cương sắp rơi vào cái kia thần chu phía trên thời điểm, một tiếng quát lớn giống như kinh lôi vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo thanh sắc kiếm khí từ thần chu phía trên sông thẳng cửu tiêu, chém về phía đạo kia trưởng cương, một kiếm kia phía dưới, dường như nở rộ lấy một cái thanh sắc thế giới, đáng sợ quang mang đâm vào người có chút không mở ra được hai mắt. Oanh một tiếng nổ vang, trưởng cương cùng kiếm khí tại hư không nổ tung. Cả hai hóa thành cuồng bạo trưởng cương cùng kiếm khí phong bạo lôi xé hư không. Cuối cùng vẫn là cái kia kiếm khí hơn một chút, xông thẳng chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, U Vân Phủ tu sĩ sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng lên, Thanh Thương không phải đối phương đối thủ, vậy bọn hắn an nguy có thể cũng không có cái gì bảo đảm. Chỉ có số ít người coi như bình tĩnh, ngẩng đầu hướng về đối diện nhìn lại là nhìn thấy. Bong thuyền chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chừng 50 tuổi nam tử, quanh thân kiếm khí lượn lờ, lăng lệ bức người. Hắn một bộ áo bào xanh đón gió dương ra, mái tóc đen dài trong gió bay lên, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, nhìn về phía U Vân Phủ tu sĩ, giống như lại nhìn một bầy kiến hôi. Huyền Diệp, Thanh Thương khẽ cắn môi, thần sắc lạnh lùng nhìn xem cái kia thanh bào trung niên nam tử. Nghe được cái tên này,
U Vân Phủ tất cả mọi người biến sắc, hiển nhiên đều biết thanh bảo trung niên nam tử danh tự, kỳ danh là Huyền Diệp, chính là chín phủ 13 tông xếp hạng thứ 5 Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão, hắn thực lực ở toàn bộ Thiên Vũ vực cũng bài danh khá cao. Thanh Thương, Thiên Thần bảng tranh đoạt tái sắp đến, ngươi muốn giết ta Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử, ý muốn như thế nào? Thanh bào trung niên nam tử Huyền Diệp ngữ khí hùng hổ dọa người, một bộ U Vân Phủ không cho hắn một cái công đạo liền thề không bỏ qua bộ dáng. Hộ! Nghe được Huyền Diệp nói, U Vân Phủ tu sĩ phẫn nộ đến cực điểm, rõ ràng là Huyền Thiên Kiếm Tông thần chu cố ý đụng tới, Thanh Thương chất vấn hắn nhóm không người đáp lại. Hiện tại ngược lại tốt, vậy mà quái Thanh Thương chủ động công kích Huyền Thiên Kiếm Tông, thật đúng là không phải bình thường không biết xấu hổ. Thanh Thương sắc mặt băng lãnh, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Diệp, người chính là dày như vậy ra mặt. Người Huyền Thiên Kiếm Tông thần chu đụng ta U Vân Phủ thần chu trước, hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái công đạo. Thì tính sao? Không đợi Thanh Thương nói xong, Huyền Diệp liền ngắt lời hắn, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Hắn thanh âm rất nhỏ, nhưng ngữ khí lại vô cùng bá đạo. Ta liền là không cho ngươi bàn giao. Ngươi lại có thể làm ta như thế nào? Thanh Thương sắc mặt tái nhợt, Huyền Diệp không cho hắn bàn giao, hắn thật đúng là cầm đối phương không có biện pháp, Huyền Thiên Kiếm Tông lực lượng cũng không phải U Vân Phủ có thể bằng được. Đừng nhìn bọn họ phương này có ba cái cổ thần cảnh, có thể đối phương cũng không chắc chỉ có Huyền Diệp một người a, thật muốn động thủ, bọn họ ba cái cổ thần cảnh chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Mặt khác, bọn họ cổ thần cảnh nếu là động thủ, cái kia hai đại thế lực sở thuộc thiên thần cảnh, lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Huyền Thiên Kiếm Tông có thể tại Thiên Vũ vực 22 lớn nhị lưu thế lực bên trong xếp hạng thứ 5, nhất là xếp hạng cuối cùng U Vân Phủ có thể so sánh đây. U Vân Phủ tu sĩ tức giận vô cùng, có ở đây Huyền Thiên Kiếm Tông trước mặt, bọn họ lại không dám quá mức ngông cuồng. Mà Huyền Thiên Kiếm Tông người, lại là càn rỡ cười ha hả, thậm chí, bắt đầu mở miệng chào phúng. Một nhóm rác rưởi, đừng nói chỉ là đụng hư các ngươi thần chu, liền là đụng chết các ngươi, đó cũng là đáng đời, kẻ yếu vĩnh viễn đều không có chúa tể chính mình vận mệnh quyền lực. Đường đường phó phủ chủ, vậy mà như thế thứ hèn nhát, U Vân Phủ người đoán chừng càng thêm không chịu nổi, lần này thiên thần bảng tranh đoạt tái cuối cùng một tên, đoán chừng còn thị phi U Vân Phủ không ai có thể hơn a. Vậy cũng chưa chắc, một phần vạn bọn họ người vận khí tốt, có thể phải thứ hai đếm ngược chứ. Ha ha chào phúng, khinh thường thanh âm vang vọng thật lâu tại hư không, U Vân Phủ tu sĩ nghe vậy, rất nhiều người nắm chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn xem tất cả những thứ này, tựa như không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, trong lòng lại là ngâm khẽ nói, quả nhiên vô luận là ở đâu, kẻ yếu đều không thể chúa tể chính mình vận mệnh. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là đến đại thế giới, chiến đấu và tranh đoạt sẽ thiếu một chút. Nhưng hiện tại nhìn đến, nơi này càng hơn chiến hồn đại lục. Huyền Thiên Kiếm Tông lăng nhục U Vân Phủ, có lẽ cũng không phải vì tranh đoạt tài nguyên, mà vẻn vẹn chỉ là muốn lăng nhục một chút kẻ yếu, đến thu hoạch được trong lòng khoái cảm mà thôi. Mà xem như kẻ yếu, liền chỉ có nén giận, cụp đuôi sống sót. Đáng chết, U Vân Phủ tu sĩ nắm chặt nắm đấm, bộc phát ra cường đại lệ khí. Bất quá, Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ thấy như vậy một màn. Cười càng thêm càn rỡ lên, U Vân Phủ tu sĩ càng là phẫn nộ, bọn họ trong lòng lại càng sảng khoái. Thì tính sao, vậy liền phân cao thấp lại nói. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ thiếu dung lập tức ngưng kết, mà U Vân Phủ tu sĩ lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhào nhào hướng về hậu phương nhìn lại, sau đó không tự giác nhường ra một con đường. Lại là một cái thanh bào thanh niên từng bước một đi ra, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Thanh Minh công tử, U Vân Phủ tu sĩ kinh ngạc nhìn xem thanh bào thanh niên, bọn họ hiển nhiên không nghĩ đến, Thanh Minh lúc này, vậy mà sẽ đứng đi ra. Minh Nhi, Thanh Thương cũng là ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Minh, nguyên bản hắn là chuẩn bị nén giận, dù sao, U Vân Phủ xác thực không phải Huyền Thiên Kiếm Tông đối thủ. Nếu là những người khác mở miệng, Thanh Thương cũng căn bản sẽ không coi là chuyện to tát, có thể hiện tại mở miệng lại là Thanh Minh thế nhưng là có thể đại biểu U Vân Phủ, vô cùng có khả năng đem hai đại thế lực mâu thuẫn kích phát, đến lúc đó khả năng liền một phát không thể vãn hồi.
Thanh Minh cho Thanh Thương một cái yên tâm ánh mắt, chậm rãi đi đến phía trước, lạnh lùng nhìn xem Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ, lăng lệ ánh mắt, giống như một chuôi thần kiếm đồng dạng, nhưng Huyền Thiên Kiếm Tông rất nhiều tu sĩ không dám nhìn thẳng. Huyền Diệp số ít người không khỏi nhíu mày, bọn họ đụng U Vân Phủ thần chu vốn liền là cố ý, cho U Vân Phủ một hạ mã uy đồng thời, thuận tiện lăng nhục một cái U Vân Phủ tu sĩ, nhưng bọn họ ở đây lần thiên thần bảng tranh đoạt tái bên trong bịt kín một tầng bóng ma. Nếu như có thể, có lẽ còn có thể nhờ vào đó diệt đi U Vân Phủ tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái tu sĩ. Mắt thấy U Vân Phủ, có thể bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, U Vân Phủ vậy mà còn có người dám đứng đi ra, thậm chí uy hiếp bọn họ. Sau một khắc, nhưng Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy U Vân đột nhiên chắp tay một cái, gằn từng chữ một, U Vân Phủ không thể nhục, Thanh Minh xin chiến. U Vân Phủ không thể nhục, Thanh Minh xin chiến. Lời nói bình thản, nhưng lại phát ra một cỗ cuồng bá khí thế, giống như kinh lôi đồng dạng vang vọng ở đám người bên tai. Cái kia một bộ áo bào xanh, dường như biến vô cùng vĩ ngạn lên, U Vân Phủ tu sĩ trên mặt lộ ra vô cùng vẻ sùng bái. Thanh Minh, Quân Nhược Hoan hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Minh, hắn không nghĩ đến Thanh Minh vậy mà sẽ chủ động gây hấn Huyền Thiên Kiếm Tông người. Tiêu Phàm thần sắc như thường, hắn cùng với Thanh Minh gặp qua một lần, ấn tượng không tính rất tốt, nhưng là không tính rất xấu, hắn cũng rất muốn nhìn xem Thanh Minh thực lực đến cùng như thế nào. Càn rỡ, lúc này, Huyền Thiên Kiếm Tông đối diện một đạo khinh thường thanh âm vang lên, lại là một cái bạch bào thanh niên đột nhiên đạp không mà lên, hắn hai tay ôm ngực, quanh thân lượn lờ một cỗ vô cùng huyền ảo năng lượng ba động. Bạch bào thanh niên mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, cho người ta một loại cao ngạo cảm giác, nhưng lại siêu nhiên trần thế bên ngoài. Huyền Bạch Y, đám người bên trong có người kinh hô mà ra, kinh hãi nhìn xem cái kia bạch bào thanh niên, nghe được cái tên này, tràng diện một mảnh tĩnh mịch. Huyền Bạch Y là ai? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem một bên Quân Nhược Hoan nói, nhìn thấy đám người khiếp sợ như vậy, hắn trong lòng có chút ngoài ý muốn. Tiêu Phàm thanh âm rất nhỏ, nhưng dù sao không phải truyền âm, ở đây không ít người đều nghe nhất thanh nhị sở. Sau một khắc, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều kém chút rơi vào Tiêu Phàm trên người, ngay cả cái kia bạch bào thanh niên Huyền Bạch Y cũng là như thế, bất quá hắn sắc mặt bất thiện, trong con ngươi ẩn ẩn có sát ý thoáng hiện. Quân Nhược Hoan một mặt im lặng, bất quá thần sắc xu thế bình tĩnh như thường, ho khan một tiếng nói, Huyền Bạch Y, là chín phủ 13 tông thế hệ trước tu sĩ Bình gia trẻ tuổi một đời thập cường một trong, danh xưng thập đại thiên tài. Nghe được lời này, Huyền Bạch Y sắc mặt mới hơi hơi đẹp mắt một chút, trên mặt lóe qua một tia kiêu ngạo. Phóng tầm mắt chín phủ 13 tông, biết bao rộng lớn, thiên tài vô số, hắn có thể chiếm cứ thập cường chi vị, xác thực cực kỳ bất phàm. Huyền Bạch Y tự ngạo cũng có hắn vốn liếng. Đám người đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này thậm chí ngay cả trẻ tuổi một đời thập đại thiên tài đều không biết, cũng dám đến tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, đơn giản liền là tự tìm cái chết. Không ít người dường như thấy được Tiêu Phàm tiếp xuống chấn kinh biểu lộ, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, Tiêu Phàm sắc mặt không hề bận tâm, một bộ tức chết người không đền mạng bộ dáng, nhàn nhạt phun ra một chữ, a. Thật sự là xưng hô như vậy nhiều lắm, Tiêu Phàm chưa bao giờ quan tâm tới xưng hô như vậy, những cái này cái gọi là thiên tài, nhiều nhất so người bình thường cường đại một chút mà thôi. Nhưng là, Tiêu Phàm đối bản thân có đầy đủ tự tin, tự nhiên không quan tâm cái gì thập đại thiên tài hư danh. Nhưng mà, lời này nghe được những người khác trong tai, lại là cỡ nào chói tai, liền tựa như là đang cố ý trào phúng Huyền Bạch Y một dạng. Huyền Bạch Y trên mặt cũng đã nổi lên sương lạnh, nếu như không phải Tiêu Phàm đứng ở U Vân Phủ thần chu phía trên, hắn đoán chừng đã sớm trùng sát xuống. Gia hỏa này, Thanh Minh lại là trong lòng khẽ nói một tiếng, hắn lại là có chút hiểu Tiêu Phàm, biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải cố ý đang giận Huyền Bạch Y, mà là thật chỉ là như thế đạm nhiên. Dù sao, lần trước Tiêu Phàm nhìn thấy hắn Thanh Minh, có thể so sánh cái này phách lối nhiều, Tiêu Phàm liền hắn đều không để ở trong mắt. Huống chi vừa mới nhìn thấy Huyền Bạch Y đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 108.